chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện 81 bước đầu hợp thành đánh dấu đánh tạp bản đồ. Ninh Tịch Nguyệt đem hệ thống vĩnh xuyên công xã bản đồ cấp lôi ra tới cẩn thận xem xét có mấy cái rõ ràng vật kiến trúc, trấn tiểu học, trong trấn học, vệ sinh sở, nhà khách. Nhưng này đó địa phương đều đi ngang qua, không có một chỗ vang lên tới. Này liền có điểm quá mức, khắp nơi tiêu chí tính kiến trúc, tuy nhiên không có một cái là đánh dấu địa điểm. Trấn trên đánh dấu địa điểm không khỏi cũng quá ít. Chẳng lẽ còn muốn cái gì điều kiện mới có thể kích phát? Ninh tịch nguyệt có điểm không hiểu ra sao? Đơn giản không nghĩ, trước đêm nồi mấy thứ này tìm một chỗ làm ra tới lại nói. Ninh Tịch Nguyệt xem này phố mặt sau sông nhỏ biên không gì người, làm thống tử cho nàng xem xét chung quanh hoàn cảnh, lại cảnh giới. Ninh Tịch Nguyệt liền từ trong không gian đào chút gạo và mì du phóng tới sọc, lại đem đại chảo sắt trái lại khấu ở sọc khẩu thượng, dùng chính mình bệnh mành cỏ đem nắp nồi trụ, cuối cùng lại dùng dây thừng trói đến ổn định vững chắc, một chút đều sẽ không đông đưa. Lúc này đại gia vừa không sẽ biết nàng sọt có thứ gì, mặt trên cái đại chảo sắt cũng sẽ không quá chói mắt, hồi đội về sau lấy ra thứ gì tới cũng sẽ không bị hoài nghi, Ai kêu nàng sọc lại đại lại thâm, còn che đến kín mít. Nàng tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Ninh tịch nguyệt cổng lên sọc, không có đường cũ phản hồi, mà là triều một cái khác phương hướng rời đi, chính là vì tránh cho đường cũ thượng có như vậy một hai cái giống nàng chính mình như vậy thích quan sát người có tâm nhớ kỹ nàng. Qua đi thời không trống không sọc, lại đây liền chứa đầy, này không phải cho người ta hoài nghi sao. Dọc theo bờ sông đi đến một nửa lộ, đột nhiên phát hiện phía trước ngã rẽ thượng một cái bóng dáng thực quen mắt. Di, như thế nào như vậy giống Trần Diệp Sơ? Tuy rằng phía trước cái kia bóng dáng xuyên y phục đã thay đổi một kiện, tóc cũng từ hai cái bánh quai chèo biển biến thành lộn xộn tóc ngắn, còn mang theo một cái lão da mũ. Nhưng kia tương đối văn tỉnh tiểu thư khuê các đi đường tư thế cùng đơn bạc thân hình cùng Trần Diệp Sơ tương tự độ cực cao. Nàng cùng Trần Diệp Sơ sớm chiều ở chung cùng ở một cái phòng lâu như vậy, chính là tương đương quen thuộc. Hẳn là nàng không sai. Đinh Tịch Nguyệt nhìn đến hư hư thực thực Trần Diệp Sơ người cổng một cái sọc qua kiều, ở đối diện vòng cầu phụ cận tham đầu tham não. Nàng trong lòng có cái suy đoán, khi không phải là trong truyền thuyết chợ đen đi. Ở thấp kém kịch bản giống như là có một cái chợ đen, liền ở vòng cầu. Không nghĩ tới Trần Diệp Sơ lá gan là thật đại, cũng không sợ bị người hắt ăn hắt, hoặc là bị người bắt, lẻ loi một mình liền sấm chợ đen. Sách, quả nhiên ỷ vào chính mình là trọng sinh nhân sĩ biết được tương lai, lại là nữ chủ có quan hoàng, cho nên đều không sợ. Nếu là nàng có được một cái tự động tục hóa tiểu thương, trường khẳng định là ở nhà nằm yên, tuyệt đối không đi mạo hiểm. Muốn kiếm tiền cơ hội nhiều đi, cải cách mở ra sau quan minh chính đại kiếm tiền không hương sao? Căn bản là không đáng tại đây hai năm nghiêm đánh trong lúc đi chợ đen phạm hiểm. Hiện tại ninh tịch nguyệt biết nơi này là chợ đen một lòng tưởng rời xa cái này thì phi nơi. Nàng có hệ thống không thiếu ăn không thiếu uống, trong túi cũng có tiền. duy nhất tâm nguyện chính là vui vui vẻ vẻ sinh hoạt. Trần Diệp Sơ có nữ chủ quan hoàng không sợ, nàng chính là cái tiểu pháo hôi, sợ thật sự, đến trời xa chợ đen. Ninh Tịch Nguyệt bình tĩnh triều bên cạnh phòng ở cùng phòng ở chi gian lối đi nhỏ khẩu quải đi ra ngoài, một ánh mắt đều không cho phía trước hà đối diện vòng cầu. Đinh, phát hiện đánh dấu địa điểm, chợ đen đại lão kho hàng, ký chủ hay không đánh dấu. Mới vừa đi đến lối đi nhỏ trung gian, Ninh Tịch Nguyệt liền nghe được nàng tâm tâm niệm niệm cuối cùng một cái đánh dấu địa điểm bị kích phát. Cái này kêu cái gì, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Trần Diệp Sơ ở đối diện cùng đại lão các tiểu đệ thật cẩn thận trao đổi, nàng ở bên này đại lão gửi hóa kho hàng vị trí quan minh chính đại đánh dấu. Này đại lão là hiểu dưới đèn hát này đạo lý. Ai có thể nghĩ đến chợ đen đối diện rách tung tóe, khe đá trung đều trường thảo nhà trệt sẽ có đại lão kho hàng. Chợ đen lão đại kho hàng nha, ngẫm lại liền kích động. Đánh dấu. Đinh, đánh dấu thành công, đạt được 70 niên đại tam đại kiện. Dựa, phát tài. Được xưng là 70 niên đại kết hôn tam đại kiện, đồng hồ, xe đạp, máy may. Này đều bị nàng cấp dùng một lần thêm ra tới, đại lão kho hàng chính là ngư bức. Đối ninh tịch nguyệt tới nói này thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ, ai có thể nghĩ đến nàng vòng cái lộ liền đem cuối cùng đánh dấu địa điểm cấp tìm được rồi. Ninh tịch nguyệt lúc này đi đường đều mang phong. Đinh, Vĩnh Xuyên công xã đánh dấu đánh tạp địa điểm đã đánh tạp xong, Lần đầu hợp thành đánh dấu đánh tạp bản đồ, khen thưởng vĩnh xuyên trấn trên 500m vuông lão sân khế nhà cùng khế đất một trương, sinh mệnh ở chỗ vận động, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Khiếp sợ mặt. Ninh tịch nguyệt bị thống tử hào khí làm cho sợ ngây người. đức net Đột nhiên không kịp phòng ngừa gian nàng liền thành ở trấn trên có được 500m vuông căn phòng lớn phú nhất đại. Còn đồng thời có được phòng ốc quyền sở hữu cùng thổ địa sử dụng quyền. A A A Nàng muốn nhạc điên rồi. Tam đại kiện cũng đã làm nàng thật cao hứng, không nghĩ tới còn có làm nàng càng cao hứng đồ vật. Ninh Tịch Nguyệt vội vàng dùng ý thức xem xét ba lô, quả nhiên thấy được hai trương cũ kỹ trang giấy, mặt trên rõ ràng là khế nhà cùng khế đất, người sở hữu tên chính là Ninh Tịch Nguyệt, còn có một chuỗi chìa khóa lẳng lặng nằm ở bên cạnh. Ninh Tịch Nguyệt nhìn nhìn vị trí, liền ở điều thứ nhất phố đuôi chỗ không xa địa phương, đi đến gần, dứt khoát đi thực địa lặng lẽ. Đây chính là nàng đệ nhất phòng xét. Ra lối đi nhỏ bên ngoài đúng là điều thứ nhất phố chính giữa vị trí. Lại một lần đi ngang qua cung tiêu xã, Ninh Tịch Nguyệt đi vào bên trong đi dạo, cầm trong tay tới gần quá thời hạn thời gian phiếu định mức cấp sử dụng. Mua chút điểm tâm cùng đồ dùng sinh hoạt, tâm tình rất tốt mà hướng tới nàng phòng ở đi đến. Tới rồi khế đất thượng viết địa phương, cầm chìa khóa mở ra đại môn, một cổ phủ đầy bụi đã lâu cũ kỹ vị ập vào trước mặt, trong viện tràn đầy tiêu điều. Lọc vào trong tầm mắt đó là một tòa cũ xưa nhà cửa, có bao nhiêu cũ xưa, phòng bếp suy sụp một nửa cái loại này, trong viện cỏ dại lan tràn. Loan lỗ trên vách tường xoát vôi đều rất xong rồi, bên trong cảnh tượng đều bị trương hiển nơi này cũ nát. Tổng cộng bốn gian nhà ở, một cái sụp đổ phòng bếp, hai cái ngủ buồn trong, một cái nhà chính, dư lại diện tích tất cả đều là sơn. Ninh tịch nguyệt thấy vậy tình huống cũng không chê, nàng càng coi trọng miếng đất này. Đến tìm người tới tu chỉnh một chút mới được, về sau tới trấn trên còn có một cái điểm dừng chân. Ninh tịch nguyệt thực vừa lòng cái này sân, bạch đến đồ vật đều hảo. Nhà chỉ có bốn bức tường, trong viện cỏ dại lan tràn, cũng không tiện ở lâu, rời khỏi sân khóa cửa. Xin hỏi, ngươi là nhà này phòng ở chủ nhân sao? Ninh tịch nguyệt trên tay khóa cửa, ngẩng đầu hướng tới bên cạnh mặt mang mỉm cười tuổi trẻ nam nhân nhìn lại. Thanh âm không mặn không nhạt lên tiếng, ân, ngươi có chuyện gì sao? Chương 82 tay không bộ bạch lan. Ngài hảo, ta là phụ cận hộ gia đình, ta kêu lý tuyền ta tưởng cùng ngài nói chuyện này phòng ở sự kêu lý tuyền nam nhân thái độ ôn hòa nói chuyện tươi cười trung tẩn hiện hàm hậu biểu tình lại có điểm câu nệ ở hắn nói chuyện khi ninh tịch nguyệt không mang theo cảm tình hai mắt đánh giá đối diện vị này diện mạo hào hoa phong nhã người nhìn có điểm thẹn thùng tuổi trẻ nam tử nói chuyện khách khách khí khí chỉ là xem bề ngoài nhìn không ra tốt xấu nhưng đối với người xa lạ nên có nhạy bén vẫn là đến có bề ngoài là nhất có lừa gạt tính đồ vật nàng mới sẽ không bị bề ngoài mê hoặc. Huống chi nàng mới vào cửa không trong chốc lát, người này liền ở bên ngoài. Chờ, ai biết hắn có phải hay không đã sớm mơ ước này tòa phòng ở đầu trâu mặt ngựa. Hiện tại lại muốn tìm nàng nói này tòa phòng ở sự tình, Ninh Tịch Nguyệt nhưng thật ra rất tưởng nghe một chút hắn muốn nói chút cái gì, hiểu biết ý đồ đến, biết người biết ta. Ninh Tịch Nguyệt như cũ bưng một trương lãnh đạm mặt, đối với hắn tươi cười, cười bạc không mua trướng, nơi này cũng không những người khác, người có chuyện cứ việc nói thẳng, ta còn đuổi thời gian. Lý Tuyền không bị Ninh Tịch Nguyệt lạnh nhạt khuyên lui, trên mặt như cũ mang theo hàm hậu tươi cười, nói thẳng không cố kỵ. Không dối gạt ngài nói, nhà ta dân cư có điểm nhiều, trụ không dưới, gần nhất vẫn luôn lưu ý trụ địa phương, ta xem ngài gia này phòng ở vẫn luôn nhàn rỗi, ta phía trước cũng tìm không thấy ngài người, hiện tại rốt cuộc nhìn đến ngài, ta muốn hỏi một chút ngài gia phòng ở thuê sao? Ta tưởng thuê trụ ngài gia phòng ở dàn xếp một nhà già trẻ. Nhà mình nhà cửa không thuê không mượn. Ninh Tịch Nguyệt lạnh nhạt mặt hai liền cự đề phòng nhìn đối phương người xấu trên mặt cũng sẽ không viết người xấu hai chữ. Về Đức chấm nét Lý Tuyền đem thanh âm áp đến chỉ có hắn cùng Ninh Tịch Nguyệt có thể nghe được trình độ trên mặt như cũ mang theo tươi cười ngài lại suy xét suy xét cái gì sinh hoạt vật tư đổi đều có thể hoặc những mặt khác cũng hảo thương lượng ngài coi như giúp đỡ ta kia tức phụ muốn sinh hài tử sinh hạ tới không cái trụ địa phương ta sốt ruột ngươi xem ta như là ái lo chuyện bao đồng người sao? Đinh tịch nguyệt dầu muối không ăn mỉm cười nói, ngươi một cái người xa lạ làm ta như thế nào tin tưởng. Đừng tưởng rằng dùng khổ nhục kế là có thể mê hoặc nàng, nàng mới không mắc lừa, cũng không biết đánh cái quỷ gì chủ ý, chủ yếu là tới quá vừa khéo, không thể không làm nàng hoài nghi là người xấu. Lý Tuyền trên mặt tươi cười liền không đoạn quá, từ trong lòng ngực móc ra một cái đồ vật, ngài đừng sợ, ta không phải người xấu, đây là công tác của ta chứng, ta là cung tiêu xã mua sắm nhân viên, ngài không cần lo lắng cho ta là kẻ lừa đảo. Ninh Tịch Nguyệt khóa kỹ môn, liếc mắt một cái đối diện nam tử trên tay cái cung tiêu xã đơn vị con dấu công tác chứng minh là thật sự, không phải kẻ lừa đảo. Như thế có thể suy xét suy xét thuê vấn đề. Niệm Lý Tuyền tên, bỗng nhiên Ninh Tịch Nguyệt nhớ tới điểm sự tình, thấp kém kịch bản có như vậy một đoạn giới thiệu. Lý Tuyền, cung tiêu xã mô sắm viên, cũng là chợ đen lão đại vật tư cung hóa người chi nhất, cải cách mở ra sau đầu nhập gia điện ngành sản xuất bán gia điện trở thành nhóm đầu tiên làm giàu người. Vĩnh Xuyên công xã công nhận vạn nguyên hộ, làm giàu sau lại trằn trọc ngành địa ốc, trở thành trùng địa ốc. Thấp kém kịch bản Ninh Tiêu Tiêu làm ngành sản xuất cũng là chân chính nữ chủ Trần Diệp Sơ làm ở nhà ngành sản xuất. Vị này trùng địa ốc Lý Tuyền chính là Ninh Tiêu Tiêu tìm mọi cách tưởng đắc thượng đại lão. Không nghĩ tới ở thời điểm này bị nàng Ninh Tịch Nguyệt gặp được, vẫn là đối diện cuốn lấy nàng muốn thuê nhà nàng phòng ở. Ninh Tịch Nguyệt bình tĩnh tự nhiên mà ngẩng đầu nhìn về phía đối diện nam nhân, phòng ở thuê cho ngươi cũng có thể, nhưng nhà ta phòng ở vẫn luôn đặt không xử lý bên trong bộ dáng rách nát đến không được đã không thể trụ người người muốn trụ phải giúp ta đem phòng ở cấp sửa sang lại ra tới phòng bếp kiến hảo liền dùng ngươi trước mấy tháng tiền thuê nhà để khấu thả phòng ở chỉ có thể lấy tới trụ nhà ngươi người không thể trụ mặt khác lung tung rối loạn người phía bên phải đơn độc kia một cái tiểu phòng ở ta muốn lưu lại tự dùng có thể tiếp thu liền nói chi tiết không thể tiếp thu liền cáo từ hảo ta có thể tiếp thu Lý Tuyền nghiêm túc nghe xong gật đầu. Ninh Tịch Nguyệt mở ra đại môn, đối hắn tỏ vẻ tín nhiệm, "Hành, vào đi, chúng ta nói chi tiết, ngươi cũng có thể nhìn xem phòng ở." Nàng có vũ lực cùng gạch bàn thân, Thiên Vương lão tử tới đều không sợ, huống chi nàng còn biết đối diện người chi tiết. Lý Tuyền xem Ninh Tịch Nguyệt ngay thẳng tính cách, đối nàng cũng rất có hảo cảm, không loanh quanh lòng vòng, người trong nhà thuê ở nơi này cũng sẽ không có cái gì phiền toái, may mắn hắn da mặt dày tới dò hỏi. Sự tình nói khai về sau, hai người cũng coi như là nói thỏa, thuê nhà chi tiết gõ định. Trừ bỏ Ninh Tịch Nguyệt giữ lại cho mình hạ phòng ở mặt khác đều thuê cho hắn, một tháng sáu khối tiền thuê, trước một tháng phòng ở tu chỉnh trong lúc có thể nửa trụ người, thu nửa tháng thuê, tu chỉnh phí dụng đều ở thuê khấu, khấu xong mới thôi. Lý Tuyền đồng chí, mạo muội cho ngươi cái đề xuất nhỏ, lần sau cùng người xa lạ gặp mặt trước đào công tác chứng minh, ngươi như vậy đột nhiên toát ra tới liền nói thuê nhà sự, ai đều sẽ không tin, ta còn tưởng rằng gặp được người xấu ngài kiến nghị ta thu được, là ta sai, ta lần sau chú ý, cảm ơn ngài. Lý Tuyền gật đầu khiêm tốn tiếp thu. Hắn cũng là tìm không thấy sao cái này phòng ở lớn hơn nửa vị trí càng thích hợp địa phương, viện này không chỉ có cách hắn đi làm địa phương gần, còn có thể trụ tiếp theo gia già trẻ, sân còn đại, có thể ở trong sân trồng chút rau. Nguyên bản hắn đã sớm lưu ý đến này một nhà phòng ở, nhưng vẫn luôn tìm không thấy chủ nhân, triều chung quanh người hỏi thăm cũng không ai biết này tòa sân chi tiết, Hôm nay đột nhiên đi dạo lại đây nhìn xem, không nghĩ tới còn bị hắn gặp được chủ nhân về nhà. Lúc này mới tùy tiện tiến lên đây dò hỏi, mất đi điểm đúng mực, có điểm liều lĩnh, dọa tới rồi phòng ở chủ nhân. Ninh Tịch Nguyệt liền như vậy cùng Lý Tuyền ký xong hợp đồng, đem trong cuộc đời đệ nhất phòng xếp thuê, bắt đầu rồi nàng bao thuê bà sinh hoạt. Nàng thực vừa lòng, phòng ở không chỉ có có người giúp đỡ tu chỉnh, còn không cần nàng ra một phân tiền, mấu chốt là còn có thể kết giao tương lai đại lão, cũng là hiện giờ tiểu lão nhất nổi tiếng cung tiêu xã ngô sắm viên, đây đều là nhân mạch nha. Tịch Nguyệt đồng chí, về sau ngươi có cái gì muốn mua sắm đồ vật cứ việc tới tìm ta. Chương 83 toan rụng răng. Tịch Nguyệt, mau xem, chúng ta đổi đến một chiếc nhị bát giang, còn thực tân, về sau đi trấn trên học chợ liền phương tiện. Lưu Giao vỗ nhị bát giang đệm, vẻ mặt không khí vui mừng. Là không tồi, phương tiện rất nhiều, các ngươi vận khí thật tốt. Ninh Tịch Nguyệt vây quanh nhị bát giang nhìn một vòng, nhìn liền rất rắn chắc, là có thể kỵ cái mười mấy năm xe đạp. Đây là ta cùng dịp sơ cộng đồng có được xe đạp. Lưu dao để sát vào đè thấp thanh âm nói, vẫn là dịp sơ vận khí tốt, vừa vặn gặp được, còn không cần phiếu, đôi ta liền kết phường đem này chiếc xe đạp cấp bắt lấy. Khi vận khí xác thật là hảo, xe đạp phiếu cùng công nghiệp khoáng sát thật không hảo lộng. Ninh tịch nguyệt giơ ngón tay cái lên khen, này xe nhìn giống xe mới giống nhau, không lỗ. Kỳ thật Ninh tịch nguyệt trong lòng có điểm bản nhạc, kết hợp chợ đen Trần Diệp Sơ, nàng đại khái biết này chiếc xe là như thế nào đổi lấy. Chỉ là nàng không nghĩ tới Trần Diệp Sơ vẫn là rất thông minh, vì hồi đội không đục lỗ, thế nhưng lôi kéo lưu giao kết phường mua sắm, như vậy nguy hiểm áp lực gì đó đều có thể gánh vác, về sau có người đáng ghét mượn xe dùng lại không nghĩ mượn khi còn có thể đẩy cho một người khác, hai người có thể qua lại giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Chúc mừng các ngươi hỷ đề nghị bác Giang một chiếc. Ninh Tịch Nguyệt chấp tay thi lễ chúc mừng. Trần Diệp Sơ mỉm cười nói, cũng là vừa khéo, tịch nguyệt ngươi về sau nếu là muốn dùng xe đạp cứ việc tới tìm chúng ta mượn. Lưu Giao vội không ngừng gật đầu, đúng vậy, tịch nguyệt, chúng ta có thể cho ngươi mượn dùng. Khi ta trước cảm ơn các ngươi, chờ ta hỏi một chút người trong nhà có hay không xe đạp phiếu hoặc là nhiều công nghiệp khoáng, tìm cơ hội cũng mua một chiếc. Ninh tịch nguyệt nghĩ đến nàng kia tam kiện bộ còn có một chiếc xe đạp, xem gì thời điểm tìm cái thích hợp cơ hội làm ra tới dùng, hôm nay trước trải chăng một chút vương manh manh ở một bên ngón tay xoắn gốc áo xem đến hâm mộ đã chết đã hâm mộ lưu giao bị trần diệp sơ kéo đi kết vườn mua một chiếc xe đạp lại hâm mộ ninh tịch nguyệt bị này hai người chủ động nói mượn cho nàng dùng xe đạp nàng gì thời điểm có thể cùng các nàng ở chung đến tốt như vậy phía trước nàng đều vây quanh hạ chí bằng chuyển động không nghĩ tới bỏ lỡ nhiều như vậy tân bằng hữu vương manh manh trong lúc nhất thời trong lòng thực hối hận chính mình như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng vây quanh một cái không thích chính mình nam nhân chuyển động vẫn là cái không yêu sạch sẽ người, nàng quả thật là mắt bị mù, nàng mẹ không mắng sai, đến tìm cơ hội cho nàng mẹ đi phong thư nói nói. Ninh Tịch Nguyệt đã sớm nhìn đến vương manh manh thẹn thùng đứng ở một bên, không nói một lời, không thấy ra tới luyến ái não trị hết người còn biến rụt rè thẹn thùng. Nhìn đến nàng một mình một người emo, biểu tình còn có điểm đáng thương, có như vậy một đinh điểm đồng tình tâm Ninh Tịch Nguyệt quy một chút nàng, vương manh manh ngươi hôm nay có mua sắm đến cái gì đặc biệt đồ vật. À, bị người chú ý đến vương manh manh trong lòng cao hứng bước bước chân dịch qua đi từ trong bao móc ra mấy cái lại hồng lại đại sơn tra ta ở nông sản phẩm phụ thu mua điểm mua được một ít sơn tra chua chua ngọt ngọt cũng không tệ lắm các ngươi muốn ăn một viên sao ở vương manh manh mắt trong mong nhìn chăm chú hạ ninh tịch nguyệt cầm lấy một cái sơn tra ăn vương manh manh xem ninh tịch nguyệt cầm đắc đi đắc đi đem trên tay sơn tra vui vẻ phân cho trần diệp sơ lưu giao cùng yên lặng cấp mấy người dẫn theo đồ vật vu tri ngộ t vừa vào khẩu ninh tịch nguyệt bị trong tay sơn tra toan tới rồi toan đến đau răng ăn ngon đi ở vương manh manh xoay người lại nhìn về phía ninh tịch nguyệt khi nàng thu hồi trên mặt vẻ mặt thống khổ lôi kéo một nụ cười gật đầu rất khai vị thích hợp ăn cơm trước ăn nếu là lại ngọt một chút liền càng hoàn mỹ vừa chuyển đầu liền toan sản một khuôn mặt cực kỳ không dễ dàng nuốt xuống trong miệng sơn tra sớm biết rằng nàng muốn đưa toan rụng răng sơn tra nàng liền không mở miệng đúng không ta cũng cảm thấy không tồi, ta trước kia còn không có ăn qua đâu. Nói vương manh manh liền lấy ra một cái sơn tra ở túi tử thượng xoa xoa liền hướng trong miệng tắt, răng rắc răng rắc hai khẩu liền huyễn xong một cái. Những người khác trái lương tâm nói, cũng không tệ lắm. Từ ở đây người biểu tình nhìn ra được tới, vương manh manh là thiệt tình cảm thấy ăn ngon, những người khác đều cùng nàng giống nhau, bị sơn tra toan sản tới rồi. Như vậy thích ăn toan, vương manh manh trong nhà nhất định có thiểm bắt người. Vương manh manh dung nhập tiếng vào có điểm tiểu kích động, nhiệt tình đem túi đi phía trước đệ, lại ăn cái. Không được, ta nhớ tới còn muốn đi hiến lương địa phương cùng thím nhóm hội hợp, các ngươi đi về trước, ta đi qua. Ninh tịch nguyệt xoay người rời đi, chịu không nổi vương manh manh cái này nhiệt tình. Ai, tịch nguyệt, lưu dao gào to một tiếng không trượng nghĩa ninh tịch nguyệt. Ninh tịch nguyệt cũng không quay đầu lại, cao cao dơ lên tay làm cúi chào. Chết đạo hữu bất tử bần hữu, nói giỡn, Ai còn tưởng lưu tại nơi đó an toàn rụng răng sơn tra, nàng nha hiện tại đều còn đánh rung, khi sơn tra thực rõ ràng chính là trạm thu mua thu hồi đi cấp bệnh viện làm dược dùng, toan chết cá nhân. Cảm nhận được trong miệng tàn lưu vị chua, Ninh Tịch Nguyệt móc ra một viên trái cây đường ngọt ngào miệng, lúc này mới ngăn chặn, trên mặt biểu tình một lần nữa trở nên thư hoãn xuống dưới. Đây mới là ta nên ăn đồ vật. Đi đến hiến lương hiện trường, như cũ là biển người tấp nập, càng ngày càng nhiều lôi kéo lương thực đội ngũ ở phía sau chờ ninh tịch nguyệt tới xảo các nàng đại liễu đội vừa vặn ở cái thứ nhất đang ở bắt đầu kiểm nghiệm lương thực bình xét cấp bậc trong đội lãnh đạo cùng trong đội những người khác đều ngừng thở chờ bình phán kết quả đại liễu đội nhất đẳng thuế lương phẩm chất ưu này một tiếng rơi xuống làm trong đội tất cả mọi người cao hứng lên trên mặt mang theo vui sướng tươi cười a à, tịch nguyệt chúng ta đội nhất đẳng thuế lương phẩm chất ưu quá tuyệt vời ha 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 ngô quế phương cao hứng đến nhảy dựng lên lôi kéo ninh tịch nguyệt xoay vòng vòng, không biết còn tưởng rằng nàng là trong đội lãnh đạo. Dương liễu thẩm nhẹ nhàng cười, lúc này cuối cùng là yên tâm, không cần làm lại là được. Là nha, còn hảo chúng ta mấy ngày nay vất vả không có uổng phí. Ninh tịch nguyệt tuy rằng đã sớm đoán được kết quả, nhưng chân chính ra kết quả giờ khắc này trong lòng vẫn là thực kích động. Nàng tự hồ cảm nhận được nông dân thu hoạch vui sướng, nhìn chính mình bận việc ra tới lương thực được đến tán thành rất có thành tựu cảm. Trong đội sở hữu lương thực đều bị bầu thành một bậc. Đại gia trong lòng đều là lại kích động lại vui vẻ, tươi cười liền không dừng lại, đặc biệt là Ngô Quế Phương cùng Triệu Kiến Thiết kia trên mặt tươi cười đều phải điên khùng. Ninh Tịch Nguyệt lắc lắc đầu, đi theo đội ngũ cùng nhau đem trong đội lương thực đẩy đến đối ứng kho lúa nơi đó đảo đi vào. Người nhiều làm cho mau, đội trưởng cùng an quốc thúc thủ tục đều còn không có xử lý xong bọn họ cũng đã chuẩn bị cho tốt hết thảy, đẩy trống rỗng xe đẩy tay đẩy đứng ở một bên chờ dương liễu thẩm vỗ vỗ xe đẩy tay ý bảo ninh tịch nguyệt ngồi chờ cái này trở về liền có thể ngồi xe bò ta còn không có ngồi quá xe bò ninh tịch nguyệt nhìn về phía trước đệ đầu ăn cỏ ngưu không phải phía trước tiếp các nàng dùng trâu nước mà là đổi thành một đầu đại hoàng ngưu bọn đầu cơ thả so với kia một đầu trâu lớn hơn một chút không biết ngồi trên đi là cái gì cảm giác ha 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 ngươi nhiều ngồi vài lần nói không chừng liền không nghỉ ngồi dương liễu thẩm cười nhắc nhở chờ một chút nhớ rõ dùng khăn trùng đầu đem mặt bao lên, bằng không muốn ăn một miệng cho bụi. Đến lạc, còn hảo ta mang theo. Ninh tịch nguyệt móc ra một cây đại hồng hoa sắc khăn trùng đầu dơ dơ lên. Ngô Quế Phương xem ninh tịch nguyệt cùng dương liễu thẩm liêu đến lửa nóng, chạy nhanh thò qua tới cùng nhau liêu, liêu đến không sai biệt lắm liền thử thăm dò dò hỏi chính mình nhất quan tâm vấn đề. Thẩm, chúng ta thuế lương bình xét cấp bậc vì một bậc, ngươi nói chúng ta đội bình tiên tiến tập thể có phải hay không cũng có thể hành, là gần nhất liền phải bắt đầu bình xét đi. Chương 84 lóe mù mắt chó. Quế Phương đồng chí, không cần cấp sao, này đó đều là sớm muộn gì sự, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hũ, chúng ta từ từ tới. Dương Liễu thẩm đánh ha ha, chính là không chính diện hồi phục. Thẩm nói chính là, là ta vội vàng, cũng không kém như vậy nhất thời. Ngô Quế Phương thấy Dương Liễu thẩm dầu muối không ăn, cũng không tính toán tiếp tục dò hỏi, trong đội này đó cán bộ gia đình đều là giống nhau, sẽ không cho ngươi ăn ngay nói thật nàng hỏi đi xuống cũng là vô ý nghĩa ninh tịch nguyệt vỗ vỗ ngô quế phương bả vai an ủi quế phương tỷ cũng không cần quể oải mỗi ngày đều có không giống nhau sự tình phát sinh nói không chừng chuyện tốt liền tại hạ một cái chỗ rẻ chỗ ninh tịch nguyệt lời nói cũng chỉ có thể nói nhiều như vậy có thể hay không tưởng khai đều không phải nàng có thể quản sự tình nàng nhưng không nghĩ trộn lẫn tiếng những việc này nàng vẫn là thích hợp yên lặng ăn dưa xem náo nhiệt việc này nhất thoải mái nhất hợp nàng ý Ân. Ừ cấp cũng không có biện pháp. Triệu kiến thiết vẫn luôn lưu ý bên này, thấy không gì kết quả cũng ở trong lòng thở dài một hơi. Gần nhất hắn cũng là quá vội vàng, đều ở trong đội đã nhiều năm như vậy, đều kiên trì xuống dưới, cũng không có gì ghê gớm sự, hiện tại như thế nào còn bị một cái ba phải cái nào cũng được tin tức cấp tả hữu cảm xúc, đến bình tĩnh lại, hảo hảo tự hỏi. Ở đây mặt lãnh xuống dưới khi đội trưởng chọn không cái sọc mặt mày hồng hào đi tới, đi lạc. Hồi đội. Đội trưởng bộ hảo xe bò, dương liễu thẩm tiếp đón ninh tịch nguyệt tịch nguyệt mau tới ngồi ngươi rất là thúc mặt sau vị trí nơi này ăn ít hôi đội trưởng bất đắc dĩ cười hóa ra hắn ở nhà hắn lão bà tử trong lòng còn không có nguyệt hoa qua tử quan trọng lấy hắn trắng hôi sử hảo cảm ơn thím cảm ơn rất là thúc ninh tịch nguyệt bước nhanh đi lên đi ngồi còn có điểm ngượng ngùng dương liễu thẩm là một chút không đem nàng đưa người ngoài nhưng lãnh đạo ở phía trước vì chính mình trắng hôi ngẫm lại đều có điểm sản trừ bỏ phía trước đuổi ngưu rất là thúc, này một xe bò chỉ ngồi ninh tịch nguyệt, dương liễu thẩm, ngô quế phương cùng triệu kiến thiết bốn người. Đi ra hương trấn sau quả nhiên như dương liễu thẩm nói như vậy, bụi đất phi dương. Trên đường không có trở ngại vật, rất là thúc ở phía trước vội vàng ngưu ngưu lộc cộc chạy trốn mau, trên đường bùn đất cho bụi toàn bộ đều xốc lên, một trương miệng tất cả đều là cho bụi, cũng may mắn nghe dương liễu thẩm mang hảo khăn trùng đầu, bằng không hồi đội sau không biết cái mũi của mình còn có thể hô hấp không. Thả nông thôn đường nhỏ còn thực sóc nảy, lắc qua lắc lại, Ninh Tịch Nguyệt một bàn tay gắt gao lay xe bò thượng tấm ván gỗ tử, một bàn tay trảo ổn sọt, mới không đến nỗi đem sọt cùng người đều cấp trung đi xuống. Dương Liễu thẩm nửa hiếp mắt nhắm gió cát, nghiêng đầu hỏi Ninh Tịch Nguyệt, thế nào? Ngồi xe bò còn thói quen đi. Ninh Tịch Nguyệt gật đầu, thực mới lạ cảm giác, có ý tứ. Đội trưởng cười vài tiếng, cũng không bao xa, ta hiện tại đuổi chậm một chút, chậm một chút đi ngồi vẫn là rất thoải mái làm ngươi thử một lần. Đội trưởng nói xong liền đem đuổi ngư tốc độ dán xuống, lão đảo lắc lư đi tới. Đừng nói ngưu tốc độ chậm lại sao giống như là ngồi nôi giống nhau thoải mái, còn có thể nhàn nhã mà nhìn mây trên trời cuốn vân thư, cùng vừa rồi chạy như bay khi chật vật một trời một vực. Đội trưởng hừ tiểu điều hỏi một câu, thế nào? Hiện tại có phải hay không thực không tồi? Thoải mái đến muốn ngủ, đội trưởng ngươi đuổi ngưu kỹ thuật thật lợi hại, bội phục. Ninh tịch nguyệt sùng bái nhìn phía đội trưởng. Dương Liễu thẩm đắc ý khen, người thúc chiêu thức ấy đuổi ngưu kỹ thuật đó là không nói, từ nhỏ liền luyện khởi, chúng ta trong đội liền không có so với hắn đuổi đến càng tốt người. Đội trưởng, thật lợi hại. Lý xây dựng cùng Ngô Quế Phương cũng đúng lúc nói. Này nhưng đem đội trưởng cấp Mỹ đến, chủ yếu là nghe được nhà mình lão bà tử khen chính mình, trong lòng Mỹ tư tư, vội nói, dư lại lộ trình ta đều chậm rãi đuổi, cho các ngươi thoải mái dễ chịu ngồi xe bò. Này nhưng làm mọi người đều cao hứng ai cũng không muốn ăn hôi. Ninh tịch nguyệt trong lòng nhẹ nhàng xuống dưới, cầu vòng thí vẫn là dùng được. Thảnh thơi thảnh thơi hoảng trở lại trong đội, Ninh tịch nguyệt cổng lên sọc cùng dương liễu thẩm cùng đội trưởng cáo biệt. Đi theo ngô quế phương ba người cùng nhau hướng thanh niên trí thức trong viện đi đến. Hiện tại nồi đã trở lại, Ninh tịch nguyệt cùng Trần Diệp Sơ chính thức tan vỡ, hôm nay giữa trưa chầu này chính là nàng phòng bếp nhỏ lần đầu tiên khai hỏa. Có thể ăn ngon, có thể ăn mảnh vui sướng này không phải tới ninh tịch nguyệt đem phòng bếp môn quan hảo đại chảo sắt phóng tới lớn nhất bếp thượng làm sư phó làm bệ bếp khi liền so đại chảo sắt kích cỡ làm thích hợp thật sự nhìn đến trong phòng bếp thiếu đồ vật còn không ít liền nghĩ tới hôm nay ở cung tiêu xã triều đến phòng bếp đại lễ bao mở ra phòng bếp đại lễ bao xem xét ninh tịch nguyệt trừng lớn hai mắt nàng nhìn thấy gì để nhất dạng để nồi sau bếp thượng cái kia chỗ trống động có rơi xuống ninh tịch nguyệt đem để nồi cấp phóng tới mặt sau bếp khổng thượng lúc này phía trước đại chảo sắc nấu giờ cơm còn có thể đem mặt sau để trong nồi nước tắm cấp cùng nhau thiêu hảo, phương tiện bất việc không ít. Ninh tịch nguyệt lại móc ra đệ nhị dạng đồ vật, trang gia vị chai lọ vại bình, bên trong đã trang hảo một đám gia vị. Bao hàm dầu muối tương giấm, hoa khô ớt, ớt khô, các loại đại liêu, toàn bộ đều là dùng pha lê vại trang hảo, có thể dùng tới một đoạn thời gian, ở nhà khi đánh dấu các loại hàng rời gia vị tạm thời liền còn dùng không thượng, lấy bị sử dụng sau này. Ninh Tịch Nguyệt đêm này đó gia vị toàn bộ đều bày biện tiếng trần thợ một nơi đó định chế tủ chén. Có nồi đương nhiên không thể thiếu chén đổ điều canh, đồ ăn mâm, cái xẻng, mui vớt chờ phòng bếp dụng cụ. Đây cũng là phòng bếp đại lễ bao cuối cùng giống nhau. Đương nhiên thống tử cấp lễ bao thực tri kỷ, là năm phó chén đũa, xứng tề người một nhà, liền tính người trong nhà tới xem nàng cũng có thể có chén đũa dùng. Mấy thứ này nhất nhất phóng hảo, hơn nửa phía trước ở lão thợ một cùng thu cúc thẩm nơi đó đặt mua đồ vật, phòng bếp nhỏ cuối cùng không trống vắng, giống mô giống dạng rất có cảm giác. Bụng thầm thì kêu, Ninh Tịch Nguyệt lấy ra đại bạch mễ ra tới khai hỏa nấu cơm. Nàng cuối cùng là có thể ăn thượng thuần gạo cơm. Cơm chưng hảo, Ninh Tịch Nguyệt không có xào rau, mà là đem lúc trước ở nhà bên kia tiệm cơm quốc doanh đánh dấu thịt kho tàu lấy ra tới ăn. Cấp một khối mạo nhiệt khí thịt kho tàu đặt ở đồng dạng nóng hôi hổi cơm tẻ thượng phá lệ mê người. Một ngụm thịt một ngụm cơm, Ninh Tịch Nguyệt hạnh phúc nheo lại hai mắt tinh tế phẩm vị ân quá thoải mái trang bị này một mâm thịt kho tàu ninh tịch nguyệt ước chừng ăn tam đại chén cơm mới thỏa mãn mà nằm liệt trên ghế ninh tịch nguyệt dứt khoát nghiên cứu hôm nay đánh dấu vật phẩm cuối cùng hai dạng ở phía trước địa chủ gia trạch viện hiện cách ủy hội đánh dấu siêu cấp đại lễ bao ở trạm phế phẩm đánh dấu thần bí hộp nàng đối siêu cấp đại lễ bao thật là chờ mong mở ra trước hỏi một câu thống tử có bao nhiêu siêu cấp tạp ngươi cái loại này Ninh Tịch Nguyệt nhướng mày mở ra đại lễ bao, không kiến thức nàng trong ánh mắt tạch một chút biến thành kim sắc tiền tiền ký hiệu, bên trong đồ vật lóe mù nàng mắt chó. Siêu cấp đại lễ bao có bao nhiêu siêu cấp, dùng kim khối tạp ngươi cái loại này. 50 cái cá chiên bé, 20 cái cá đỏ dạ, một hộp trang điểm quý khí 10 phần vàng bạc châu báu trang sức, một cái đồ cổ bình hoa. Qua, thống tử ba ba đại khí, thỉnh đa dụng như vậy vật phẩm tạp ta. Chương 85 bản đồ Ninh Tịch Nguyệt ánh mắt dừng lại ở cuối cùng một cái đánh dấu vật phẩm thượng, thần bí hộp. Cái hộp này mặt ngoài cũ nát, hộp trên người sơn đều rất chút, nhìn có điểm tan thương niên đại cảm, cũng không biết bên trong đồ vật có phải hay không cũng có cảm giác niên đại. Mở ra hộp, bên trong có một quyển cuốn lên ố vàng trang giấy, hoặc là nói là một trương đại kỳ sơn bên trong vật tư kỹ càng tỉ mỉ phân bố bản đồ, còn có một phần ký lục bản đồ mỗi cái địa điểm ai con đại biểu cái gì hàm nghĩa bút ký làm bổ sung thuyết minh bản đồ này đây đi săn mà sống thợ săn vì bối cảnh. Một vị kêu A ngưu thợ săn, dựa vào Đại Kỳ Sơn thượng đi săn nuôi sống chính mình cùng với người nhà. Đại Kỳ Sơn chính là thanh niên trí thức viện mặt sau kia tòa cao ngất trong mây sơn hợp với bốn tòa tiểu sơn toàn xưng, này một mảnh sơn toàn bộ đều kêu Đại Kỳ Sơn. Này phân bản đồ chính là hắn từ lúc bắt đầu đi săn liền ký lục bản đồ. Trên bản đồ mặt tiêu ra hắn ở Đại Kỳ Sơn thượng sở ngộ biết một ít hắn cho rằng đối chính mình tương đối quan trọng địa điểm, đánh dấu đồ vật có lớn có bé. Có tuyệt không thể bước vào địa phương, đại mảnh thú, lão hổ lãnh địa, bị A ngưu cường điệu tiêu ra tới, đại trùng ăn người. Còn có hắn phát hiện một ít nhưng săn thú tiểu động vật sao huyệt, cùng với ở trong núi có thể tạm thời đặt chân vứt đi sơn động. Đương nhiên trong núi nhiều nhất vẫn là thiên nhiên tự nhiên sinh trưởng xử lý một ít đồ vật. Đây cũng là ninh tịch nguyệt nhất cảm thấy hứng thú một bộ phận. Trên bản đồ đương nhiên cũng ít không được, mặt trên đánh dấu ra nào một mảnh dài quá này đó cây ăn quả, bút ký trung còn ký lục thành thục thời gian mùa, cùng cây ăn quả chủng loại cùng hương vị. Trừ bỏ cây ăn quả còn có nấm sinh trưởng mà, này đó địa phương sinh trưởng nào một loại nấm đều ở trên sổ tay ký lục ra tới, cũng đồng bộ đến trên bản đồ. Cuối cùng còn có bí ẩn dược liệu sinh trưởng mà, A Ngưu ở chỗ nào phát hiện hơn người. Tham, cái nào địa phương phát hiện quá rễ sắn, cái nào địa phương phát hiện quá tam thất, cái nào địa phương phát hiện quá nhục thung dung từ từ địa phương đều đánh dấu, còn có chút thường thấy dược liệu phạm vi lớn sinh trưởng mà đều có đánh dấu. Ninh tịch nguyệt xem đến hai mắt tỏa ánh sáng, nhiều như vậy hoang dại dược liệu phát đạt nha, sinh sôi không thôi, mỗi năm đều sẽ sinh trưởng. Còn có quả dại cùng các loại thổ sản vùng núi cũng là không tồi, thiên nhiên bảo khố bản đồ nơi tay, nàng dạo này cả tòa đại kỳ sơn còn không phải như là dạo nhà mình hậu hoa viên giống nhau phương tiện, một tìm một cái chuẩn. Ninh Tịch Nguyệt nhìn này phân bản đồ cùng bổ sung thuyết minh bút ký, thật là vừa lòng. Tránh rỗi lợi hại tiếng một chuyến sơn mới là, như vậy một tòa thiên nhiên bảo khố, không đi kéo một phen như thế nào không làm thất vọng này phân bản đồ. Ninh Tịch Nguyệt thu hảo này phân bản đồ, kế hoạch thời gian. Thu hoạch vụ thu qua đi cũng không có nhiều vội, trên núi vật tư cũng là chính phong phú mùa, đến thừa dịp một đoạn này thời gian đi đi dạo, nàng không chuyển, trong đội xã viên cũng sẽ đi chuyển. Ký chủ ngươi tính toán gì thời điểm đi chuyển động ngày mai đi thôi không phải còn có hai ngày kỳ nghỉ sao ngày mai sáng sớm rời giường vào núi một ngày thời gian có thể lộng nhiều ít là nhiều ít dò xét tình huống lại ước nhị ca cùng đi hai huynh muội cùng nhau kéo thiên nhiên vật tư vừa lúc thu hoạch vụ thu hậu đội cho bọn hắn thả ba ngày giả hoãn thu hoạch vụ thu khi mệt nhọc nàng tin tưởng trong đội xã viên đều là không chịu ngồi yên người mấy ngày nay lên núi người khẳng định rất nhiều giữa núi ăn núi mọi người đều biết mùa thu là thu hoạch mùa trong núi thu hoạch đồ vật cũng là giống nhau thiếu vật tư niên đại một nghĩ đại gia nhưng không phải đều hướng trên núi lắc lư tìm điểm thứ gì về nhà tồn năm sau thời kỳ giáp hạt khi còn có thể có điểm trong núi hàng khô ăn ninh tịch nguyệt một bên cấp thống tử trò chuyện thiên một bên đứng lên thu thập chén đũa quét tước phòng bếp vệ sinh cuối cùng đem tiểu hôi cơm trưa đảo tiếng nó trong chén nhìn nó ăn xong sau mới mở ra phòng bếp đại môn lưu giao vừa vặn từ trước mặt thanh niên trí thức viện vòng qua tới hô tịch nguyệt ngươi ra tới đến đúng là thời điểm thanh niên trí thức viện bên ngoài có người tìm ngươi nói là ngươi nhị ca hảo cảm ơn ha ninh tịch nguyệt kêu thượng tiểu hôi khóa kỹ phòng bếp môn vội vàng hướng phía trước thanh niên trí thức viện chạy tới đang nghĩ ngợi tới nhị ca nhị ca liền tới so tào tháo tới đều còn nhanh tiểu hôi nghe thấy được quen thuộc hương vị chạy trốn so ninh tịch nguyệt mau ở ninh tịch nguyệt đến lúc đó tiểu hôi đã vây quanh nàng nhị ca nhảy vài vòng. Nhị ca. muội nha, ca tới xem ngươi. Ninh Thanh Viễn nét mặt biểu lộ vui sướng tươi cười, đem sau lưng bối sọc cấp gỡ xuống tới, xem, hôm nay ca đi cung tiêu xã mua, nơi này tất cả đều là cho ngươi, cầm đi phóng hảo. Ninh Tịch Nguyệt nhìn đến thanh niên trí thức trong viện người đều tò mò chú ý, không nghĩ làm đại gia đương hầu xem, mang theo nàng ca hướng thanh niên trí thức viện mặt sau đi. Nhị ca, đi, chúng ta đi ta phòng bếp nhỏ nói, ta chính mình kiến cái phòng bếp, phương tiện thật sự. Hành. Đi đến mặt sau sau, Ninh Thanh Viễn nhìn đến Ninh Tịch Nguyệt cái này phòng bếp nhỏ trong lòng thật cao hứng, nhìn đến trong phòng đầy đủ hết dụng cụ cũng yên tâm. Này đó đều đầy đủ thuyết minh nhà mình muội muội ở thanh niên trí thức viện quá đến không tồi. Ninh Thanh Viễn không chút nào bụng xỉn khen Ninh Tịch Nguyệt. Muội vẫn là người thông minh lợi hại, chính mình đơn độc khai hỏa không có hại, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, còn có chính mình một cái đơn độc tiểu không gian một chỗ, cùng thanh niên trí thức gian mâu thuẫn cũng ít ngươi như vậy ta liền an tâm rồi ba mẹ cũng không cần lo lắng ngươi có hại giỏi quá ninh tịch nguyệt cũng là cái không khiêm tốn chủ lời hay tất cả đều tiếp được ngửa đầu kiêu ngạo nói đó là ta chính là sĩ người một nhà ái xuống nông thôn bất quá hảo một chút đều thực xin lỗi người nhà hậu ái vậy là tốt rồi ngươi quá đến hảo ta cùng ba mẹ còn có đại ca mới yên tâm ninh thanh viễn gật đầu theo sau chuyện vừa chuyển đúng rồi ninh tiêu tiêu đâu ta như thế nào không thấy được nàng hôm nay tới ta phải vì ngươi xã xã giận vđt.net không cần phải xen vào nàng ở đồn công an còn có hai ngày mới có thể ra tới ninh tịch nguyệt cho nàng nhị ca nói nói đêm đó cơ bản tình huống ninh thanh viễn hừ lạnh một tiếng thật là tiện nghi nàng không nói nàng lãng phí hảo tâm tình ninh tịch nguyệt từ tủ chén phía dưới trong ngăn tủ lấy ra mấy khối lợn rừng thịt ca đây là ngày đó ta nhặt của hời nhặt được lợn rừng thịt ngươi mang về mấy khối ăn ta đều ăn không hết, tất cả đều là ta chính mình đi theo đội thượng thiếm nhóm học làm thịt khô, ta còn cấp đại ca cùng ba mẹ gửi đi qua chút, ngươi cũng lấy về đi nếm thử tay nghề của ta. Ngươi tự mình làm, khi ta muốn nếm thử. Ninh Thanh Viễn vốn định cự tuyệt, nhưng nghe đến Ninh Tịch Nguyệt nói như vậy, khi chỗ nào có thể tự tuyệt, huống chi hắn ca đều ăn, không thể làm đại ca có khoe ra cơ hội, hắn cũng là ăn qua, vẫn là muội muội thân thủ đưa cho hắn. Ninh Tịch Nguyệt cũng thu một nửa nhị ca mang đến điểm tâm hai huynh muội thỏa thỏa trao đổi vật tư nhị ca các ngươi cũng muốn phóng hai ngày giả sao ninh thanh viễn gật đầu nói trong lòng ý tưởng đúng vậy ta còn muốn tìm ngươi đi trong núi tìm đồ vật mỗi năm thu hoạch vụ thu sau núi đều có chút quả dại thành thục ta biết một ít bí ẩn địa phương chúng ta sáng mai cùng đi ninh tịch nguyệt sang sảng cười vỗ đùi nếu không nói chúng ta là hai huynh muội ta đang định đi tìm ngươi cũng là tưởng ước ngươi đi trên núi cái này hảo chúng ta sáng mai trực tiếp đi thôi chương 86 thanh niên trí thức viện ăn dưa. Hai huynh muội ước hảo ngày mai buổi sáng ở Đại Kỳ Sơn để nhất tòa cùng đệ nhị tòa chi gian vị trí hội hợp. Ninh Thanh Viễn lúc gần đi, Ninh Tịch Nguyệt móc ra một vải màu xanh lục thuốc mỡ đưa qua đi. Ca, đây là phòng xà trùng chuột kiến dược, ta chiếu thư thượng làm, ngươi mang về, ngày mai mặc điểm ở trên người, có thể tránh cho bị sâu cắn, trên núi sơn mũi nhiều độc tính đại, một cắn một cái đại bao. Hảo, ta nhất định mạc, ca liền đi về trước, đừng tặng về đi chúng ta ngày mai thấy ninh thanh viễn nhận lấy thuốc mở huy xuống tay hướng thanh niên trí thức viện ngoại đi đến ninh tịch nguyệt nhìn theo nhị ca đi xa sau mới thu hồi ánh mắt xoay người hướng trong viện đi đến lưu giao thấy ninh tịch nguyệt trở về liền chạy tới nói chuyện phiếm tịch nguyệt không nghĩ tới ngươi nhị ca lớn lên như vậy tuấn tiếu đối với ngươi còn tốt như vậy thật hâm mộ các ngươi có thể ở một chỗ xuống nông thôn ninh tịch nguyệt buồn cười nói hâm mộ ta làm gì ngươi biểu ca còn cùng ngươi ở một cái thanh niên trí thức viện, vu tri ngộ đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao. Vì đều nghĩ ngươi, ta đều còn chưa nói hâm mộ, ngươi liền nói, ngươi đây là trần trụi khoe ra, cũng là ta cùng ta ca không ở một cái thanh niên trí thức điểm, bằng không nhất định phải nhiều lần. Hắc hắc, cũng là, ta biểu ca người cũng thực hảo, xuống nông thôn ít nhiều hắn chiếu cố ta, bằng không theo ta một người nhưng làm sao bây giờ. Lưu Giao cũng phản ứng lại đây chính mình cũng là cái kia lệnh người hâm mộ đối tượng, cười ngây ngô vài tiếng khen nhà mình biểu ca. Biểu ca tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng đều là ở sau lưng yên lặng trả giá, đem gì sự đều cho ngươi an bài thỏa đáng, ta đều cảm thụ được đến, cũng không biết về sau ai như vậy có phúc khí có thể khi ta tẩu tử, còn có điểm chờ mong. Ninh Tịch Nguyệt nghe được cuối cùng một câu theo bản năng nhìn nhìn trong viện ngồi giặt quần áo Trần Diệp Sơ liếc mắt một cái. Trần Diệp Sơ khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, mang theo mỉm cười, tâm tình thực hảo, hiển nhiên là nghe được Lưu Giao nói có ý tứ sợ là trần diệp sơ chính mình cũng không biết chính mình khóe miệng mang theo mỉm cười có đôi khi tình yêu chính là sẽ làm người không tự giác sinh ra điểm biến hóa đương sự chính mình không biết nhưng người đứng xem chính là môn thanh ninh tịch nguyệt gợi lên một mặt cười xấu xa cố ý hỏi lưu giao vậy ngươi cảm thấy ngươi biểu ca sẽ tìm chỗ nào dạng cô nương đương tẩu tử không có gì bất ngờ xảy ra ninh tịch nguyệt hỏi xong vấn đề này nhìn đến trần diệp sơ xoa quần áo tay đều chậm phát ra thanh âm đều nhỏ điểm vừa thấy chính là dựng lỗ tai nghe. Ta cho rằng nha, ta biểu ca thích cái loại này làm người hào phóng, đại nhân chân thành, nhất định không phải là quá cường thế người, còn muốn cùng hắn giống nhau thích đọc sách, như vậy đại gia có tiếng nói chung, đương nhiên người nhất định phải hiếu thuận, cuối cùng cùng ta chơi được đến. Lưu Giao nói khi, Ninh Tịch Nguyệt dùng dư quan nhìn Trần Diệp Sơ phản ứng, nói một cái đặc điểm, Trần Diệp Sơ khóe miệng độ cung liền không giống nhau. Tuy rằng nàng chôn đầu nhìn không tới trên mặt nàng biểu tình, nhưng từ khóe miệng biên độ biến hóa là có thể biết Trần Diệp Sơ trong lòng lịch trình, xem ra Trần Diệp Sơ hiện tại trong lòng vẫn là có vô tri ngộ địa vị. Cũng không biết gì thời điểm có thể nhìn đến hai người không xác định quan hệ phía trước, hai bên đều có điểm cảm giác nhưng còn không có chọc phá giai đoạn cực hạn lôi kéo. Xem người khác nói chuyện yêu đương gì đó nhất có ý tứ. Vương manh manh xem mồm tò mò hỏi, tịch nguyệt, ngươi nhị ca đây là xuống nông thôn mấy năm, có cho ngươi tìm tẩu tử sao? Ninh tịch nguyệt kỳ quái mà nhìn thoáng qua vương manh manh, ta nhị ca không kia tâm tư chỉ nghĩ ăn cơm no trong nhà quản được nghiêm cũng không cho phép tạm dừng một giây lại bổ sung một câu ân có lẽ còn có như vậy một chút chân xuống vương manh manh không lời nào để nói rời khỏi nói chuyện phiếm khu lưu dao cười nói đi rồi lộ ai trên chân đều sẽ có như vậy một chút vị không phải đại sự ninh tịch nguyệt không tỏ ý kiến những lời này chủ yếu là nói cho vương manh manh nghe nói đến trên chân có vị Ninh Tịch Nguyệt không giấu vết liếc mắt một cái ngồi ở phơi giày đôi bên cạnh Lý Dương. Dựa, này chẳng lẽ là vì nghe như vậy một chút khí vị sao? Ngồi chỗ nào không hảo ngồi kia đôi giày bên cạnh. Ninh Tịch Nguyệt không tự giác não bổ ra một bức hắn lấy giày say mê đến nghe giày hình ảnh, nháy mắt bị ghê tởm tới rồi. Có độc. Không được, nàng đến sờ sờ tiểu hôi loại trừ đầu óc trung ghê tởm hình ảnh. Ninh Tịch Nguyệt ngồi sổn xuống, ôm chặt tiểu hôi mới hảo điểm. Lưu Giao không hiểu ra sao, cũng ngồi xổm xuống thật cẩn thận sờ soạn một chút tiểu hôi phía sau lưng thượng mau mới cảm thấy mỹ mãn thu tay lại. Buổi tối, Ninh Tịch Nguyệt đang ở trong phòng bếp lúc ăn cơm chiều, nghe được thanh niên trí thức viện phía trước khắc khẩu thanh. Ăn dưa ra đa kích phát, Ninh Tịch Nguyệt vài cái đem trong chén cơm bào sạch sẽ, khóa kỹ phòng bếp môn chạy như bay phía trước. Tới hiện trường, Ninh Tịch Nguyệt liền nhìn đến vương manh manh vẻ mặt tức giận ở Lý Dương trước mặt chất vấn. Người hôm nay cho ta nói rõ ràng, người lấy ta giày làm gì, có phải hay không tưởng trọng ta dày? Lý Dương không thể nề hà giải thích, không phải, ta là xem ngươi dày rất đến trên mặt đất, giúp ngươi nhặt lên tới. Hạ Chí Bằng ở bên cạnh Thế Vương Dương nói chuyện, manh manh, có phải hay không hiểu lầm, Lý Thanh Niên trí thức một đại nam nhân trộm ngươi dày làm gì? Hắn lại không thể xuyên. Nhắm lại ngươi xuống miệng, này qua ngươi chuyện gì? Vương manh manh không mua trướng, giận dỗi Hạ Chí Bằng, còn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta tận mắt nhìn thấy đến Lý Dương lấy ta dày, cái gì rất trên mặt đất đều là chó má. Giữa trưa liền suy nghĩ lý dương sự, buổi tối đã bị phát hiện, Ninh Tịch Nguyệt tỏ vẻ này ăn dưa xem diễn còn rất sản, tới rất nhanh, Lý Dương này liền bị bắt được một chút cái đuôi nhỏ, ly lật xe không xa. Người nói, rốt cuộc là làm loại nào? Vương Manh Manh nghĩ đến chính mình giày bị như vậy một đại nam nhân sờ soạn, trong lòng cách ứng đến hoảng, nếu không phải này song tiểu giày da thật sự là nàng thích nhất một đôi giày, nàng hận không thể ném. Ai, Vương manh manh cái này biểu tình là thói ở sạch phát tác. Ninh tịch nguyệt thực chờ mong nếu là nàng biết chân tướng sẽ là cái dạng gì biểu tình. Ninh tịch nguyệt từ trong túi móc ra một phen hạt dưa khái, tiếp tục đứng ở bên cạnh xem diễn. Ta đều cho ngươi nói mấy lần, ta xác thật là giúp ngươi nhặt giày. Lý Dương một bộ người thành thật bị oan uổng bất đắc dĩ biểu tình. Ninh tịch nguyệt cùng thống tử phun tào, không nghĩ tới Lý Dương cũng là cái kỹ thuật diễn phái, một chút đều nhìn ra hắn biến thái. Mặt khác thanh niên trí thức, bao gồm Ngô Quế Vương cùng Vương Phượng Lan chờ lão thanh niên trí thức biểu tình, đều bị biểu hiện các nàng cho rằng Vương Manh Manh là ở vô cớ gây rối. Mà Lý Dương là chính là cái bị vô tội oan uổng người thành thật. Ninh Tịch Nguyệt, Thống Tử, người nói này Lý Dương có phải hay không che giấu đến rất thâm, lão thanh niên trí thức bọn họ ở chung như vậy mấy năm cũng chưa bị phát hiện. Tiểu rùa đen, ân, cái này thanh niên trí thức điểm trừ bỏ ký chủ ngươi cái này kỹ thuật diễn phái, cũng liền Lý Dương kỹ thuật diễn hảo, người thành thật hình tượng thâm nhập nhân tâm. Ninh tịch nguyệt Mỹ tư tư, cảm ơn, ta coi như ngươi khen ta kỹ thuật diễn hảo, vì thời điểm cho ta phát cái Oscar tiểu kim nhân, vàng rồng cái loại này, ta không ngại nhiều. Ninh tịch nguyệt lại nhìn thoáng qua Trần Diệp Sơ biểu tình, ân, nữ chủ là biết chân tướng, xem ra thật kịch bản cũng có như vậy một màn. Lưu Giao xem chính mình cùng giường đất bạn cùng phòng như thế kiên định, trong lòng có điểm tin tưởng, tưởng giúp một chút vương manh manh, manh manh, không vội, Ngươi nói một chút vừa rồi thấy tình huống. Chương 87 một lời làm dậy ngàn cơn sóng. Vương manh manh nghe được Lưu Giao nói như vậy, lập tức nói tiếp đem chính mình nhìn đến tình huống cấp nói ra. Ta từ trong phòng đi ra thu giày, mới ra tới liền nhìn đến hắn cầm lấy ta giày, là từ ta phơi giày địa phương nhặt lên tới, không phải từ ngầm nhặt lên tới, ta xem đến rõ ràng, hắn chính là nói dối, không biết cầm ta giày muốn làm gì. Trần Diệp Sơ biết tình hình thực tế, nhưng xem chung quanh thanh niên trí thức phản ứng hiển nhiên không tin vương manh manh, nghĩ vậy sao một cái biến thái, nàng liền cảm thấy cách ứng, chính mình trước sau là có tẩy giày phơi giày tình một ngày. Nhìn về phía Lý Dương hỏi, Lý Dương, ngươi có nói cái gì nói, việc này chúng ta vẫn là tốt nhất nói rõ ràng, tránh cho ảnh hưởng chúng ta thanh niên trí thức trong viện hài hòa. Ninh Tịch Nguyệt còn có điểm kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Diệp Sơ sẽ ra mặt. Trần Diệp Sơ đều mở miệng, như thế nào có thể thiếu được nam chủ vu tri ngộ phụ họa, diệp sơ nói đúng xem vương manh manh cũng không giống như là ở vô cớ gây rối lý đồng chí ngươi tốt nhất giải thích một chút cái này hảo có nam nữ chủ thêm thành những người khác thái độ cũng dao động ninh tịch nguyệt một người yên lặng mà nhìn này quang hoàng phát tác triệu kiến thiết làm nam thanh niên trí thức dẫn đầu người mở miệng lý dương ngươi cũng nói nói lúc ấy tình huống hai người một người một cái cách nói hay là có cái gì hiểu lầm thừa dịp mọi người đều ở bên nhau phân xử Lý Dương Như cũ đúng lý hợp tình bạc không chột dạ, ta đều nói, ta không có, ta một đại nam nhân đáng giá trộm ngươi một đôi giày sao? Ngươi nếu là cảm thấy ta muốn trộm ngươi giày, ngươi nhưng thật ra lấy ra chứng cứ tới, cứ như vậy không khẩu bạch nha bôi nhỏ ta, tính sự tình gì? Vốn là không phải trộm giày, đương nhiên là không chột dạ, cũng không sợ, động cơ không giống nhau, Ninh Tịch Nguyệt biểu môi, đây là một cái chưa thấy quan tài chưa rơi lệ người. Ninh Tịch Nguyệt, thống tử, dựa theo kịch bản tới, Ta manh đoán này Lý Dương lập tức liền phải rơi lệ, giống nhau cốt truyện nam nữ chủ ra tay liền không có thất bại. Tiểu rùa đen, ngươi lại đã biết. Nàng đương nhiên biết, phim truyền hình cùng tiểu thuyết cũng không phải là bạch xem, kịch bản ngàn ngàn vạn vạn, vai ác lại lợi hại đều không thắng nổi nam nữ chủ quan hoàng. Nhưng Ninh Tịch Nguyệt không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, Lý Dương lời nói rơi xuống hạ, bưng chén ra tới vương. Kiến đông mở miệng, tò mò nhìn về phía đặt ở đá phiến thượng dày. Di, Nguyên lai like đây là một đôi giày nha, ta mới vừa ở trong phòng xa xa nhìn còn tưởng rằng đại huynh đệ cầm một khối khói xông thịt khô ở nghe, nhắm mắt lại rất là hưởng thụ, ta còn tưởng nói có phải hay không tìm ninh tịch nguyệt đồng chí đổi thịt khô, kết quả không phải thịt là giày nha, ta còn nghĩ có một miếng thịt ăn, ai, xem ra ngâm nước nóng. Vương Kiến Đông còn rất là đáng tiếc lắc đầu, sau đó hút lưu một ngụm trong chén rau xanh canh. Một lời làm dậy ngàn cơn sóng. Ninh tịch nguyệt, kích thích nha liền thích loại này vô tội lời nói tuôn ra mảnh liêu người. Vội vàng xem ở đây người phản ứng. Lý Dương trên mặt xuất hiện một tia hoảng loạn. Ngô Quế Phương cầm đầu lão thanh niên trí thức vẻ mặt khiếp sợ. Lấy Trần Diệp Sơ cầm đầu vai chính phái trên mặt mang theo phức tạp biểu tình. Mà nói lời này Vương Kiến Đông lại ẩn lui đến một bên làm cơm. Cũng không biết Vương Kiến Đông là cố ý vẫn là cố ý, nhìn không giống như là đơn thuần nói như vậy người. Mà lần này sự kiện một cái khác vai chính tức giận đến tay phát rung hảo nha, ngươi còn có cái gì giảo biện, thật đúng là cái dơ bẩn người, cư nhiên làm loại sự tình này, phi, không biết xấu hổ. Vương manh manh vừa nghe Vương Kiến Đông nói liền biết Lý Dương đối nàng dày làm cái gì, trên mặt lại thẹn lại bực, từ trên mặt đất túng lên một cây cành mận gai liền triều Vương Dương đánh qua đi. Ta đánh chết ngươi cái này đầu óc có vấn đề người, làm ngươi chạm vào ta dày. Ai, đừng đánh nhau, chú ý ảnh hưởng. Ngô Quế Phương gào to một tiếng, nhưng không có lập tức tiến lên đi can ngăn. Lý Dương giảo biện cơ hội đều không có, bụng mặt nơi nơi trốn, mặt khác thanh niên trí thức cố ý vô tình ngăn chặn hắn lộ, làm hắn trên vai bị cành mận gai đánh vài cái. Ninh Tịch Nguyệt đục nước béo cò đánh một chút liền rời khỏi sự cố vòng, nàng nhìn đến Trần Diệp Sơ đánh Lý Dương vài hạ, trong miệng còn kêu, tử biến thái. Vương Manh Manh lập tức học được cái này tân từ, một bên đánh một bên lớn tiếng mắng tử biến thái. Bên ngoài Ninh Tịch Nguyệt cùng khiến cho trận này quần ẩu tiểu hồ điệp vương kiến đông đồng chí mắt to trừng mắt nhỏ nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, đều sôi nổi bối quá một mình tự thưởng thức trước mắt náo nhiệt trường hợp. Giám định hoàn tất, vương kiến đông đồng chí là cái tâm hắc, trong truyền thuyết bạch thiết hắc. Vương manh manh phát tiết trong chốc lát, triệu kiến thiết cùng ngô quế vương hai người mới tiếp đón mặt khác thanh niên trí thức can ngăn. Dừng lại khi, Lý Dương trên mặt một tia thương đều không có, nhưng Ninh Tịch Nguyệt phỏng chừng trên người hắn khẳng định là có điểm đau thương tổn lực không cao, nhưng vũ nhục tính cực cường. Triệu kiến thiết đánh đòn phủ đầu, trầm giọng nói, Lý Thanh Niên trí thức, về sau nếu là còn như vậy, chúng ta cũng sẽ không giúp ngươi vội, tới can ngăn, quả thực là ném chúng ta nam đồng chí mặt, mệt chúng ta còn đề thế ngươi biện giải, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người. Lý Dương cúi đầu một tiếng không phát, trong lòng cũng không cảm thấy chính mình mất mặt, chỉ là có điểm tức giận chính mình đam mê bị người khác đã biết, ở thanh niên trí thức trong viện mọi người đều sẽ đề phòng hắn. Vương Phượng Lan nghĩ sao nói vậy, ta xem chúng ta về sau vẫn là đem giày cấp thu nhặt hảo, đừng cho nào đó biến thái cơ hội, bằng không ngẫm lại đều ghê tởm. Ân, ừ, nói được có đạo lý, mọi người đều ghi nhớ ta hôm nay chuyện này. Vương manh manh ra một ngụm ác khí, vui sướng không ít, dùng gậy gỗ khơi màu chính mình một đôi giày, ghét bỏ nhìn thoáng qua, ghê tởm đã chết, này đôi giày ta muốn phao cái ba ngày ba đêm mới được. Lý Dương tuy rằng là cái có đặc thù đam mê biến thái, nhưng trên thực tế hắn tính cách tương đối thành thật, nói trắng ra là có điểm mềm yếu, đối mặt thật chùi y sự tình cũng không dám phản bác cái gì, càng đừng nói vì ra bản thân bị bị đánh khẩu khí này đắc tội toàn bộ thanh niên trí thức trong viện người làm sự tình. Hắn là tưởng đem chuyện này đạm xuống dưới, không nghĩ chính mình đam mê làm đến mọi người đều biết. Bởi vậy, cúi đầu chưa từng có nhiều phản ứng, lại che lại bả vai một người hướng chính mình trong phòng đi đến. Này cũng quá túng, đều là biến thái còn để ý như vậy điểm sự, vai ác này không được nha, một cái vai chính đoàn người cũng chưa xúc phạm tới, thế nhưng thương đến chính mình, Ninh Tịch Nguyệt tỏ vẻ cấp Lý Dương này nhân vật nhân vật chấm điểm hai phân. Triệu Kiến Thiết nhìn đến Lý Dương đi vào phòng, lo lắng nói, ta cùng hắn một phòng, ta dày nhưng làm sao bây giờ? Vương Kiến Đông hơi treo chọc nói, Kiến Thiết đồng chí, không cần lo lắng, ta tin tưởng Lý Dương còn không đến mức làm chính mình chịu tội nghe ngươi dày. Kiến Thiết đồng chí chân cùng bể tự hoại tận trời khí vị có đến một so. Triệu Kiến Thiết hàm hậu cười, yên tâm nói, cũng là, ta cái này xú chân, ta chính mình đều ghét bỏ. Phúc, chưa thấy qua như vậy có tự mình hiểu lấy đồng chí, Ninh Tịch Nguyệt đều bị chọc cười, kiến thiết đồng chí thật hài hước. Ngô Quế Phương có điểm nghĩ mà sợ, tiên tiến tập thể lập tức liền phải ra kết quả, ta liền sợ hắn sau lưng dở trò ảnh hưởng chúng ta tranh thủ đại học công nông binh danh ngạch. Này không cần lo lắng, chính hắn cũng không dám đem sự tình nháo ra đi, đối chính hắn ảnh hưởng không tốt. Trần Diệp Sơ khẳng định nói nàng là rất rõ ràng Lý Dương bản tính, không lo lắng hắn sẽ sau lưng làm sự tình. Kiếp trước là tới gần khôi phục thi đại học khi Lý Dương mới bị tố giác, khi một lần tố giác sau cũng là như thế này, mặt sau càng là quái gỡ, nhưng cũng không có làm ra quá nhiều ứng kích phản ứng. Hiện tại hồi tưởng lên, cũng không biết tại đây 2 năm thời gian Lý Dương sau lưng làm bao nhiêu lần nghe giày ghê tẩm sự, có bị ghê tẩm đến. Trần Diệp sơ đánh một cái rùng mình. Thời khắc chú ý nữ chủ hướng đi vu tri ngộ quan tâm hỏi, Diệp sơ, ngươi không sao chứ? Trần Diệp sơ xua tay, trên mặt một lời khó nói hết biểu tình, không có việc gì, ghê tẩm tới rồi, còn hảo lần này bị đại gia đã phát, bằng không quá thật lâu mới phát hiện kia đến nhiều ghê tẩm người. Biết Trần Diệp Sơ là trọng sinh ninh tịch nguyệt đồng tình nàng một giây, nữ chủ giày kiếp trước sẽ không đã bị Lý Dương ngửi qua đi, xem nàng bộ dáng có rất lớn khả năng. Di, Trần Diệp Sơ giày kiếp trước trinh tiết không có. Trừ bỏ vương manh manh, đang ngồi người cũng liền Trần Diệp Sơ bị cách ứng đến không được, khó chịu nhất. Ninh Tịch Nguyệt đột nhiên may mắn chính mình là xuyên thư, nếu là giống Trần Diệp Sơ như vậy trọng sinh, lại bất đắc dĩ tạm thời muốn dựa theo kiếp trước sinh hoạt quỷ đạo tới, kia không được mỗi ngày nhớ tới kiếp trước cách ứng sự, quái phá hư tâm tình. Nào có nàng như bây giờ đương cái người ngoài cuộc, mỗi ngày ăn dưa xem diễn tới nhẹ nhàng. Hiện tại sao, diễn kịch diễn viên đều không có, Ninh Tịch Nguyệt lặng lặng mà rời đi, lại về tới chính mình phòng bếp nhỏ cùng tiểu hôi tiếp tục cơm khô. Chương 88 lên núi làm xong cơm, Ninh Tịch Nguyệt dọn dẹp một chút tắm rửa ngủ, ngày mai muốn dậy sớm, nàng đến bảo trì một cái tốt trạng thái, chỉ là ngủ trước trong lòng tổng cảm thấy chính mình hình như là có chuyện gì không làm, chính là nhất thời nghĩ không ra. Ninh Tịch Nguyệt là cái tâm khoan thể béo người, nghĩ không ra liền không vì khó chính mình. Vì thế nàng đi trong không gian đi dạo một vòng, nhìn nhìn chính mình uy heo, lại nhìn phía trước xem nhị ca khi đoan trở về gà rừng trong ổ mấy cái gà rừng trứng phu hóa tình huống, học tập trong chốc lát trung thảo dược sách tranh, phối trí một ít ngày mai dùng dược, đánh một lần thái cực quyền. Cuối cùng uống lên một dọc dương chi cam lộ, tâm tình tốt đẹp rửa mặt ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, bên ngoài vẫn là sương mù mênh mông không có lượng, thanh niên trí thức trong viện người đều rời giường thu thập trứ. Sự tình liền có như vậy vừa khéo, toàn bộ đều là muốn lên núi đi. Lưu Giao tới mời Ninh Tịch Nguyệt cùng bọn họ cùng nhau lên núi, Ninh Tịch Nguyệt viễn chuyển từ chối. Ninh Tịch Nguyệt là thanh niên trí thức trong. Viện thức dậy sớm nhất một cái, nàng lúc đi thanh niên trí thức trong viện những người khác đều còn ở thu thập ăn mặc bị. Lưu Giao nhìn về phía thu thập đến sạch sẽ lưu loát, cổng một cái đại sọc ninh tịch nguyệt hô, tịch nguyệt, ngươi nhanh như vậy sao? Ân, ta đi trước, ta ca còn chờ ta, các ngươi từ từ tới, trong núi thấy. Ninh tịch nguyệt vẫy vẫy tay mang đi một mảnh mờ mịt, lập tức hướng thanh niên trí thức viện ngoại đi đến, còn có mặt sau nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng tiểu hôi. Thanh niên trí thức trong viện thanh niên trí thức thấy thế đều nhanh hơn trên tay tốc độ, không thể quá lạc hậu Ninh Tịch Nguyệt. Thanh niên trí thức viện mặt sau chính là Đại Kỳ Sơn, Ninh Tịch Nguyệt từ nhỏ lộ vào núi, tạm thời không có đi cùng Ninh Nhị ca hội hợp. Nàng còn muốn trước tiên ở thanh niên trí thức viện mặt sau này một mảnh sơn sờ soạn một phen, nhìn xem trên bản đồ đánh dấu những cái đó địa phương có hay không cái gì biến hóa lớn, lấy phương tiện nàng điều chỉnh mặt sau kế hoạch an bài. Có vũ lực cùng gạch bàn thân, Ninh Tịch Nguyệt cũng không sợ trong núi mảnh thú. Vào núi sau, móc ra bản đồ xem xét lộ tuyến, tuyển một phương hướng đi đến. Cách nơi này cách đó không xa liền có con thỏ qua, vẫn là một cái đại con thỏ qua, nàng đến đi trước nơi này nhìn xem, không biết nơi đó là chỉ còn lại có trống trơn sào huyệt vẫn là một cái thỏ hoang gia tộc, Ninh Tịch Nguyệt thực chờ mong. Một trảo trảo một qua cảnh tượng nàng đã ở trong đầu diễn luyện không biết bao nhiêu lần. Mười phút, đi đến bản đồ sở đánh dấu địa phương, sườn dốc. Ninh Tịch Nguyệt dùng gậy gộc từng điểm từng điểm lột ra bụi cỏ, rốt cuộc ở mấy cây cây bách hạ tìm được rồi bị con thỏ con thỏ động cây bách hạ bùn đất đều bị con thỏ đào rỗng bên trong chỉ còn lại có rắc rối khó gỡ cây bách căng đương nhiên cũng chỉ có đại rễ cây nhìn đến cửa động còn có mới mẻ thỏ phân ninh tịch nguyệt yên tâm trong động vẫn là có con thỏ này liền thuyết minh trên bản đồ tin tức vẫn là thực dùng được thỏ không có ba hang ninh tịch nguyệt ở tiểu hôi dưới sự trợ giúp ở phụ cận tìm một vòng phát hiện năm cái con thỏ động cũng không biết còn có hay không con thỏ động không bị phát hiện nàng cũng không tính toán tiếp tục tìm trước thử một lần lại nói tại đây năm cái cửa động thiết kế hảo bảy rập ở ba cái cửa động ngoại huân thượng không giống nhau yên lưu hai cái không có điểm yên ninh tịch nguyệt trạm đến rất xa tỉnh chờ trong động con thỏ ra tới một phút sau thùng thùng vài tiếng vang thành ninh tịch nguyệt hưng phấn mà nắm tay đấm thụ chuyển biến tốt liền thu ninh tịch nguyệt cũng không lòng tham có con thỏ tiếng bảy rập là được lần đầu tiên bắt thỏ hoang yêu cầu không cao huân thượng yên ba cái cửa động ngoại bảy rập đều có con thỏ một cái bẫy có một con đại thỏ xám, một cái khác bẫy rập có một con đại hôi hoàng thỏ, dư lại cái kia bẫy rập có hai chỉ tiểu hôi con thỏ, càng làm cho người cao hứng chính là còn có một con ngốc con thỏ chưa từng huân yên cửa động chạy ra rớt vào bẫy rập. Thống tử, ngươi nói ta lợi hại hay không, trảo một cái đã bắt được năm con con thỏ. Tiểu rùa đen mắt trợn trắng, ngươi có bản lĩnh đừng dùng hấp dẫn con thỏ trung thảo dược đương huân yên, hơn nữa ngươi đặt chế dụ thỏ tề, kỳ trí mạng lực hấp dẫn đương nhiên sẽ đem con thỏ cấp dụ dỗ lại đây người khác đều là dùng khói đem con thỏ hơn ra tới, ký chủ nhà nó là dùng khói đem con thỏ dụ dỗ ra tới, con thỏ phiên bản, miêu bạc hà, đương nhiên dùng được. Ninh tịch nguyệt đắc chí, này không phải có một con chưa từng yên cửa động ra tới, huống chi đây là ta học tập thành quả, thuộc về ta chính mình bản lĩnh, bằng gì không cần, học được chính là dùng sao, ngươi xem ta còn đem trong đó kia vị xa tiền thảo đồ đằng đốt sáng lên, cũng không phải chỉ có cứu người mới có thể thắp sáng đồ đằng. Sa tiền thảo thanh nhiệt khư đàm còn lợi tiểu, lại là một cái mùa hè phao nước uống thứ tốt. Tiểu rùa đen liền thích nhà mình ký chủ cái này da mặt dày không khiêm tốn dạng, có lệ khen một tiếng, ký chủ lợi hại. Ninh Tịch Nguyệt cười vài tiếng, tâm tình thực tốt đem ba con tiểu thỏ bỏ vào trong không gian dưỡng, về sau trường vì lại ăn. Hai chỉ đại thỏ sao, như vậy đáng yêu đương nhiên lưu trữ giữa trưa ăn nướng thỏ. Một gạch đi xuống, hai chỉ đại thỏ hôn mê, Ninh Tịch Nguyệt dùng dây thừng bó hảo con thỏ sách ở tiểu hôi trước mặt quơ quơ, tiểu hôi giữa trưa có con thỏ ăn tiếp tục cố lên ngao ô ngao ô tiểu hôi phe vẫy cái đuôi hưng phấn nhảy ninh tịch nguyệt đem con thỏ phóng tới sọc tiếp tục đi phía trước đi đến dọc theo đường đi đào rất nhiều thường thấy dược thảo cũng nhặt thật nhiều củi lửa phóng tới trong không gian tồn mùa đông sử dụng nhặt chút mới mẻ nấm phóng tới hệ thống ba lô về sau có thể thời thời khắc khắc ăn đến còn mang theo sương sớm mới mẻ nấm còn đào chút dài quá nấm kia địa phương thổ tiến trong không gian ý đồ không gian có thể mọc ra nấm tới, mặc kệ được chưa, Ninh Tịch Nguyệt đều phải thử một chút, vạn nhất mọc ra tới, nàng về sau liền không thiếu nấm ăn. Lộng xong này đó thời gian cũng không sai biệt lắm, Ninh Tịch Nguyệt hướng tới ước định địa điểm đi đến. Tới đó khi, Ninh Thanh Viễn đã chờ ở nơi đó, xa xa nhìn đến Ninh Tịch Nguyệt liền ở vẫy tay. Muội, ta ở chỗ này. Ninh Tịch Nguyệt vừa đi lại đây liền cấp Ninh Thanh Viễn khoe ra sọt con thỏ. Ca, ngươi xem ta lộng tới cái gì, thỏ hoang ta hôm nay vận khí tốt làm ta gặp được này hai chỉ ngốc thỏ hoang ta cùng tiểu hôi hợp tác còn chưa thế nào trảo này hai con thỏ chính mình liền đụng vào trên cây thể nghiệm một phen ôm cây đợi thỏ khoái cảm ninh thanh viễn thượng thủ đề đề hoắc còn có điểm phì muội muội cùng tiểu hôi lợi hại chờ giữa trưa ca cho ngươi bộc lộ tài năng làm ngươi ăn ăn một lần thơm ngào ngạt nướng thỏ hoang tuyệt đối ăn ngon hảo giữa trưa ngươi tới lộng nơi này cấm bá một cái quảng cáo thu thập ý kiến các bảo bối muốn nhìn nữ chủ này đó phương diện cốt truyện đều có thể ở dưới nói ra, hoặc là có cái gì kiến nghị cũng có thể nói, không ảnh hưởng chủ tuyến dưới tình huống có thể thích hợp an bài thượng. Ái các ngươi! Chương 89 giả ngoại nhân sâm đánh dấu mà. Trải qua suy nghĩ cặn kẻ tự hỏi, Ninh Tịch Nguyệt đem bản đồ lấy ra tới, thần thần bí bí mở ra bản đồ lôi kéo Ninh Thanh Viễn xem. Nhị ca, nhìn ta đây là cái gì, ta ở trạm phế phẩm đào đến bảo bối, hẳn là trước kia đi săn tiền bối lưu lại, chúng ta đi theo này mặt trên lộ tuyến đi đến thử xem, có tốt nhất, không có cũng không lỗ. Ninh Tịch Nguyệt lại giơ lên đôi tay tình cảm mãnh liệt Phi Dương nói, hôm nay chúng ta thế tất muốn nhiều lộng điểm đồ vật, cấp trong nhà gửi chút qua đi, như vậy người trong nhà mới biết được chúng ta hai huynh muội ở nông thôn quá đến nhiều tiêu sái. Nhìn nhiều kỹ càng tỉ mỉ, hành, đều nghe ngươi, chúng ta hôm nay liền đi theo này lộ tuyến đi, hôm nay không đem sọt chứa đầy chúng ta không quay về. Ninh Thanh viễn tim máu gà, bị hắn muội muội nói cuối cùng một câu cấp kích tới rồi, ở chỗ này muội muội chỉ có hắn cái này ca ca, cũng chính là chỉ có hắn có cơ hội có thể cùng muội muội nơi nơi chạy, lần này vào núi thải trở về đồ vật, đến cấp đại ca gửi qua đi một ít, hắn còn phải viết thư cùng đại ca lao lao khái. Càng nghĩ càng cảm thấy cái này ý tưởng không tồi, Ninh Thanh Viễn chỉ vào trên bản đồ cái kia đào nhân sâm địa phương. Đi, chúng ta thẳng đến đáng giá nhất cái này mà, từ đồ tốt lộng khởi. Hai huynh muội hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang hướng mục đích địa chạy đi, đương nhiên còn có ở trong rừng vui sướng chạy như bay tiểu hôi. Chiều dài nhân sâm nơi đó tương đối ẩn nấp, nên tịch nguyệt hai anh em tuy rằng có bản đồ, nhưng bản địa đồ cũng không biết là tồn tại bao lâu đồ vật, trong núi có chút địa mạo ở thời gian sông dài trung lặng yên đã xảy ra biến hóa. Hai người trên bản đồ sở chỉ địa phương đâu một vòng cũng chưa phát hiện. Ninh Thanh Viễn nhìn trong tay bản đồ có như vậy một chút không đáng tin cậy, nhưng không đành lòng đã kích chính mình muội muội, muội, chúng ta đi thôi, người này tham có lẽ bị người khác phát hiện đào đi rồi. Từ từ, lại tìm xem xem. Ninh tịch nguyệt có điểm không cam lòng, thống tử cấp đánh dấu vật phẩm trước nay liền không có làm nàng thất vọng quá, nàng hồi tưởng trung thảo dược sách tranh thượng đối nhân sâm sinh trưởng hoàn cảnh giới thiệu. Ta nhớ rõ thư trung viết, nhân sâm hỉ râm mát hỉ ẩm ướt, thích chiếu nghiêng quang, không thích cường quan chiếu xạ, còn thích vì nhiêu, mùng nhiều thổ địa, ca, hướng này mấy cái đặc điểm địa phương nhìn xem. Hảo, kia lại tìm xem xem ninh thanh viễn một bên niệm muội muội nói mấy cái đặc điểm một bên cẩn thận tìm kiếm có được này mấy cái đặc điểm địa phương tiếp theo chính là một đốn thảm thức tìm kiếm a à, tìm được rồi muội mau trở lại ta tìm được rồi ở chỗ này thật nhiều ninh thanh viễn kinh hỷ triều ninh tịch nguyệt hô thanh âm đều cao hứng đến phá thanh biến điệu cúi đầu tìm kiếm ninh tịch nguyệt nháy mắt ngẩng đầu chỗ nào đâu ta nhìn xem di ca ngươi người ở đâu nơi này ninh thanh viễn từ một mảnh thấp bé rừng cây dò ra cái đầu tươi cười rạng rỡ mà triều nàng phất tay mau tới đây ninh tịch nguyệt bước nhanh chạy tới nơi trên mặt che lấp không được tươi cười vẫn là nàng ca lợi hại cẩn thận người nọ tham quá sẽ chọn địa lớn lên ở này trong rừng cây giang bốn phía bụi gai cùng thấp bé thụ đều che khuất chúng nó cho nên đôi ta tìm nửa ngày cũng chưa phát hiện còn phải ít nhiều tiểu hôi chui vào đi ta lúc này mới nhìn đến Ninh Thanh Viễn che chở Ninh Tịch Nguyệt đầu thật cẩn thận hướng rừng cây đôi dịch đi. Mau xem, muội muội, có một đống, này đó dài quá tiểu hồng hạt côn, còn có này mấy cây không hạt có phải hay không nhân sâm, ta nhìn rất giống bút ký thượng họa. Ninh Tịch Nguyệt nhìn đến này một mảnh nhỏ nhân sâm mà hít hà một hơi, thiên lạp, ca, tất cả đều là nhân sâm, này một mảnh nhỏ mà nhân sâm đến giá trị nhiều tiền, ca, chúng ta đã phát. Đinh, phát hiện đánh dấu địa điểm giả ngoại nhân sâm nơi tụ tập, nơi đây điểm đánh dấu cần ký chủ cùng ninh thanh viễn, tiểu hôi, giả ngoại nhân sâm mà cùng nhau chụp ảnh chung đánh tạp, ký chủ hay không đánh dấu. Không nghĩ tới trong núi còn có đánh dấu địa điểm, vẫn là có đặc thù yêu cầu đánh dấu địa điểm, ninh tịch nguyệt nhưng thật ra thập phần chờ mong này một cái đánh dấu địa điểm đồ vật, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm tới xem nhất định là thứ tốt. Ninh tịch nguyệt đem bên cạnh nghe nhân sâm hạt tiểu hôi cấp vớt tiếng trong lòng ngực lại nhìn về phía chính mình đối diện chính hưng phấn nhìn nhân sâm chân tay luống cúng nhị ca. Ca, ngươi sườn một chút thân đến ta bên này, chúng ta đem quan cấp lộ ra tới phương tiện đào chút, như vậy quý giá nhân sâm cũng không thể đào hỏng rồi. a à đúng đúng, đào hỏng rồi nhưng đến đau lòng chết, chúng ta không thể làm một cây sợi râu rơi xuống, hoàng hoàng chỉnh chỉnh đáng giá nhất. Ninh Thanh Viễn tiểu toái bộ dịch đến Ninh Tịch Nguyệt bên trái, Ninh Tịch Nguyệt kéo một phen, hướng bên phải xê dịch, hai người song song vây quanh nhân sâm mà ngồi sổng thống tử, đánh dấu. Đánh dấu thành công, đạt được nhân sâm nuôi dưỡng kỹ thuật khóa kiện một bộ, lần này tiểu lớp học mở ra yêu cầu ký chủ thu thập 100 viên nhân sâm hạt mới có thể thắp sáng. Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, cái này khóa kiện rất hợp Ninh Tịch Nguyệt Tâm, nàng nếu là đem này học xong, về sau còn sầu không có tiền dùng sao? Hoàn toàn không lo. Đến nỗi người nọ tham hạt, này còn không đơn giản. Ninh Tịch Nguyệt nhìn trước mắt sáu cây nhân sâm cột thượng đã thành thục bẹp cầu hình màu đỏ tiểu quả mọng, một viên tiểu quả mọng hai viên hạt. Này một gốc cây từ ít có hai mươi cái quả mọng, nơi này sáu cây ít nói có hai trăm bốn mươi viên hạt. Nàng mang đi bốn cây hạt ước chừng có thừa. Nói động liền động, Ninh Tịch Nguyệt lấy ra một cái túi tiền, chọn lựa tam cây quả mọng đại nhân sâm ngắt lấy. Muội, ngươi đây là làm gì? Ninh Thanh Viễn tò mò nhìn muội muội động tác. Ca, ta tưởng lộng điểm hạt trở về loại xem có thể hay không loại thành, nếu là loại thành nhà của chúng ta liền phát đạt. Ta giúp ngươi cùng nhau lộng. Ninh Thanh Viễn tuy rằng không tin chính mình muội muội có thể loại thành, nhưng hắn là cái hảo ca ca, muội muội nói làm cái gì, chỉ cần không phải chuyện xấu đều có thể duy trì, có được hay không kia đều là lấy sau sự tình. Ninh Tịch Nguyệt nhắc nhở nói, ca, cho nó lưu hai cây trái cây, cái này địa phương thích hợp trường nhân sâm, năm sau chúng ta còn tới nơi này tìm. Hành. Ninh Thanh Viễn chuyên chọn đại trái cây trích. Nhân sâm quả mọng trích xong rồi, Ninh Thanh Viễn nhìn này phiến nhân sâm khó khăn, muội, chúng ta như thế nào đào, nhìn đến một mảnh nhân sâm còn điểm không thể nào xuống tay, ta nghe ông ngoại nói giống nhau thải nhân sâm đều phải trói tơ hồng, chúng ta trong tay cũng không một sợi tơ hồng. Không trói cũng giống nhau đi, nó cũng sẽ không chân dài chạy. Ninh tịch nguyệt nhưng thật ra không tin cái này tập tục, này rõ ràng chính là thế hệ trước cách nói, như vậy, ca, chúng ta trước dùng lưỡi hái cậy, nhìn đến tham lại dùng nhánh cây từng điểm từng điểm bào hành cứ như vậy có ninh tịch nguyệt nói làm ninh thanh viễn tìm được rồi người tâm phúc hai người một lan quỳ rạp trên mặt đất chậm rãi bào bùn không kiến thức ninh thanh viễn lại hỉ lại hoảng ta nhìn đến tham tiểu hôi đình trảo để cho ta tới ngoan ngoãn nha cái này tham đầu cũng thật trường này đến là dài quá nhiều ít năm lão tham nha ninh tịch nguyệt nhìn thoáng qua tiểu hôi bào kia một gốc cây Hoặc, lô trên đầu thật nhiều lô chén vừa thấy chính là lão tham. Ít nói cũng có 8 chín 10 năm, xem chúng ta bản đồ như vậy cũ xưa, nơi này còn mọc ra một mảnh nhỏ nhân sâm, hiển nhiên là có chút tuổi tác không ai đặt chân, ca, chúng ta nỗ lực hơn đào, nơi này khả năng không ngừng như vậy một cây lão tham. Ninh Thanh Viễn tràn ngập chờ mong, kia hóa ra hảo, lão tham đáng giá, hôm nay một quá chúng ta hai anh em muốn thành gia nhất giàu có người. Ninh Tịch Nguyệt cười cười, nàng là sẽ không nói cho nhị ca nàng mới là cái này gia nhất giàu có người chương 90 đây là tiếng súng. Này một mảnh nhỏ nhân sâm mà, hai anh em từ buổi sáng đào tới rồi buổi chiều, trên đường ăn chút bánh bột ngô tiếp tục đào. Đến mặt sau đào nhân sâm nhiều, người chết lặng, hai anh em cũng không giống phía trước như vậy thật cẩn thận một chút bào bùng, mà là cầm lưỡi hái cùng đốn củi đao tùy tiện đào. Cuối cùng tốc độ không chỉ có đề lên đây, đào ra nhân sâm một cái cũng không phá hư, nguyên vẹn bày biện ở một bên. Cuối cùng một cái đào ra, hai anh em mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ninh Thanh Viễn xoa thủ đoạn, chưa bao giờ biết bạch nhặt tiền còn như vậy mệt. Ninh Tịch Nguyệt nửa nằm liệt trên mặt đất nhìn về phía kia từng loạt từng loạt bày biện chỉnh tề nhân sâm thỏa mãn, kích động nhân tâm thời khắc tới rồi, tới, chúng ta mấy người tham, ta số một cái, ca ngươi trang một cái. Hảo. Không số không biết, một số dọa nhảy dựng. Hảo gia hỏa, lớn lớn bé bé người tham gia lên tổng cộng có 32 căn. Trải qua thống tử ra quét biết được, 10 năm trong vòng nhân sâm có 12 chi, 15 đến 20 năm phân có 6 chi, 20 đến 30 năm có 6 chi, 30 năm phân đến 100 năm phân có 4 chi, trăm năm lão tham có 4 chi. Trong đó một chi trăm năm lão tham vượt qua 200 năm, trọng đạt 650 khắc, so ninh tịch nguyệt kiếp trước đã biết thế giới lớn nhất và nhất nhân sâm đều còn lợi hại. Ninh thanh viễn phủng này một đống nhân sâm trung cự vô bá miệng đều liệt đến lỗ tai. muội này một cây nhân sâm chúng ta liền lưu trữ đương nhà ta trấn trạch chi bảo thế nào, quá hiếm lạ, đổi bao nhiêu tiền đều cảm giác là chúng ta mệt. Ta cảm thấy hành, như vậy hiếm thấy nhân sâm đến nhà mình lưu trữ, này mấy cây tuổi tác nhất lâu chúng ta đều lưu trữ, đây đều là cứu mạng thuốc hay. Ninh Tịch Nguyệt nhìn về phía nàng ca trong tay phủng đại cái đầu, cũng chính là kia chi tốn thời gian nhất lâu 200 niên đại lão tham. Đây là một gốc cây lưỡng tính đồng thể nhân sâm, cái đầu thật lớn, đã thành nhân hình, thả. Trình hai cái tiểu nhân lẫn nhau vây quanh đối phương bộ dáng, căng cần cũng phát đạt, nhìn tựa như thành tinh nhân sâm. Nàng đều sợ này cây nhân sâm đột nhiên biến thành một cái đầu hai cái thân mình qua qua đứng lên chạy. Như vậy hiếm thấy hình dạng, như thế nào cũng muốn nhà mình lưu trữ, bao nhiêu tiền đều không bán. Ninh Thanh Viễn đem bốn chi trăm năm lão tham trang hảo đưa cho, muội này bốn chi đại chính chúng ta lưu lại, mặt khác thu hồi tới chúng ta chậm rãi ra tay, cũng không biết như thế nào gửi nó chúng nó, lạng rất đáng tiếc. Ninh Thanh Viễn có điểm khó khăn. Ca, này không còn có ta sao, Ta gần nhất nhìn chút ông ngoại trước kia bút ký, học xong không ít đồ vật, trong đó liền có như thế nào bào chế dược liệu, này đó tham khiến cho ta tới lộng, nhất định có thể đem tham cấp xử lý tốt, thả ta còn có đơn độc phòng bếp nhỏ, phương tiện làm việc. Ninh tịch nguyệt trong miệng ông ngoại là quê nhà xích cước đại phu, nguyên chủ khi còn nhỏ thường xuyên ở nhà ông ngoại chơi, ông ngoại thực thích nguyên chủ, còn dạy nguyên chủ một ít cơ bản thường thức, nàng ông ngoại còn nói giỡn nói về sau làm nàng cũng trở thành xích cước đại phu. Mấy năm trước ông ngoại qua đời trước xác thật cho một quyển chính hắn ký lục bút ký cấp nguyên chủ, tuy rằng bên trong cũng chính là ông ngoại đương xích cước đại phu mấy năm nay một ít tâm đắc thể hội, nhưng trừ bỏ nguyên chủ không ai xem qua, cho nên dùng ông ngoại làm lấy cớ, hoàn toàn không cần lo lắng lòi. Nga đối, ông ngoại cho ngươi bút ký, vậy vất vả muội muội. Ninh Thanh Viễn không lo, hắn hoàn toàn tin tưởng lấy nhà mình muội muội học tập lợi hại đầu óc khẳng định là học xong ông ngoại y thuật. Mà chính hắn bản lĩnh khác không có, nhiều nhận thức mấy cái hồ bằng cẩu hữu bản lĩnh vẫn phải có, chuẩn bị cho tốt sau ta có con đường ra tay, bên này cùng gia bên kia ta đều có nhận thức bằng hữu, nhất định làm chúng ta đến nhân sâm tiền nào của nấy. Ninh tịch nguyệt gật đầu lại lắc đầu, không vội, ra tay sự chúng ta đến từ từ tới, từng điểm từng điểm ra tay, còn muốn phân tán mở ra, thả không thể chính mình đi nơi đó mạo hiểm, này đó dược liệu bào chế hảo sau gửi cái mấy năm không thành vấn đề, không vội này nhất thời, những người này tham chúng ta phải làm đến tức an toàn ra tay lại đến giá cao. Vẫn là mùi mùi nghĩ đến chu toàn. Ninh Thanh Viễn gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Ninh Tịch Nguyệt thu hảo nhân sâm, đem trang nhân sâm túi phóng tới nhất phía dưới, dùng trên mặt nấm cùng quả dại cái. Kỳ thật Ninh Tịch Nguyệt sớm đã đem đồ vật chuyển dời đến trong không gian, chỉ còn lại có một cái túi tử ở dưới đè nặng. Hai huynh muội rời đi nhân sâm sinh trưởng mà, đem chung quanh dấu vết lau sạch, cỏ dại cùng bụi gai tùng còn hồi tại chỗ đi tới một cái trống trải u tỉnh địa phương mới dừng lại kiếp sau hỏa nướng con thỏ ăn. Giữa trưa chỉ ăn một cái bánh bột ngô, đã sớm đói bụng, hai người một lan đem hai chỉ thỏ hoang đều ăn xong rồi, thỏ xương cốt đều bị tiểu hôi ăn đến sạch sẽ, hết thảy lộng xong rồi mới đem đóng lửa chôn hảo, giống nhau tiêu trừ dấu vết, tiếp tục lên đường. Dọc theo đường đi đều không có gặp được người, có lẽ là hai người đi địa phương tương đối bí ẩn, lại ly lớn nhất kia tòa đại kỳ sơn càng ngày càng xa, tiến vào song song đệ tam kia tòa tiểu nhân đỉnh núi nơi này hẻo lánh ít dấu chân người không biết là vận may vẫn là hư vận vẫn là hôm nay sở hữu vận may đều lấy tới ngộ nhân sâm trên bản đồ dư lại địa điểm có hơn phân nửa đều là trống không một đường đi tới cũng không có gặp được bất luận cái gì đại điểm động vật tiểu động vật đều thực nhạy bén một chút liền chạy sọc đến nay chỉ có một cái thức ăn mặn một đống trứng chim dư lại tất cả đều là các loại thổ sản vùng núi hai cái sọc đều trang nửa sọc đây cũng là làm ninh tịch nguyệt duy nhất may mắn địa phương Ninh Thanh Viễn ngây ngô cười, vẻ mặt thấy đủ, hôm nay vận khí cũng không tệ lắm, nhiều như vậy thổ sản vùng núi, đủ rồi. Ninh Tịch Nguyệt xem Nhị Ca như vậy vui vẻ, trong lòng cũng đi theo vui vẻ, hôm nay lớn nhất thu hoạch chính là đi theo Nhị Ca ở núi rừng dạo thời gian. "Di, muội, ngươi xem này trên mặt đất có phải hay không vết máu?" Ninh Thanh Viễn nhìn đến trên lá cây mới mẻ huyết, trong lòng có bất hảo dự cảm, bước nhanh đi đến muội muội bên người lôi kéo nàng, che ở nàng trước người quan sát đến khắp nơi xem này huyết là mới tích đi lên, không đến 15 phút thời gian. Ninh tịch nguyệt ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét một chút trên lá cây huyết, nghe thấy một chút hương vị không phải động vật huyết, là người huyết, tưởng nhạc của hời tâm tư tức khắc tiêu tán. Ca, nơi này không quá an toàn, chúng ta vẫn là mau chút rời đi nơi này, tránh cho ra cái gì ngoài ý muốn. Nàng liền sợ rơi xuống này một giọt huyết chủ nhân gặp không phải động vật việc làm, mà là nhân vi, đặc biệt là một ít đặc thù sự tình, đó chính là chuyện phiền toái. Ninh Thanh Viễn cầm trong tay dao chẻ củi đưa cho Ninh Tịch Nguyệt, chính mình cầm lưỡi hái, chúng ta đây trở về đi, đừng đi phía trước đi rồi, chạy nhanh rời đi. Đến nỗi muốn hay không đi theo vết máu đi xem xét một chút hay không có người bị thương, khi căn bản là không ở hai huynh muội suy xét trong phạm vi. Hai huynh muội lập tức xoay người hướng tới con đường từng đi qua đi đến, chỉ có con đường từng đi qua huống là hai huynh muội đều rõ ràng một cái. Nhưng trời không chiều lòng người. Đi rồi vài phút, hai huynh muội cùng một cái cánh tay bị thương diện mạo hung ác đại hán gặp được hai tương đối mắt xác định là người xấu ninh thanh viễn nắm chặt trong tay gậy gộc một cái tay khác nắm chặt dao chẻ củi ninh tịch nguyệt một tay nắm chặt gạch một bàn tay từ trong túi móc ra một vài thuốc bột nhìn đến đại hán trong lòng ngực trên lưng quần lộ ra tới một chút làm người tức xa lạ lại quen mắt đồ vật ninh tịch nguyệt trong tay gạch ngo ngoe rụt rịch trong cơ thể thái cực quyền công lực nảy lên tới ở đại hán tay hướng tới bên hông sờ soạn khi trong nháy mắt Ninh Tịch Nguyệt cạch quan đi ra ngoài, Ninh Thanh Viễn lưỡi hái quăng đi ra ngoài. Đông. Loãng xoảng Phanh. Đừng. Động, đại hán lời nói còn chưa nói xong đã ngã xuống trên mặt đất, tay còn đặt ở bên hông vị trí không móc ra tới. Phanh. Ninh Tịch Nguyệt cùng Ninh Thanh Viễn hai người đồng thời sắc mặt biến đổi lớn, nhìn đến đại hán cánh tay thượng lúc này mới xuất hiện huyết sắc lỗ nhỏ, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Đây là tiếng súng đệ 91 chương toàn thân nhiệt huyết bị tưới diệt. Ninh Tịch Nguyệt vận dụng toàn thân công lực, cấp tốc triều đại hán ngã xuống địa phương chạy tới, Ninh Nhị ca cũng ăn ý 10 phần hành động, đồng dạng hướng đại hán chạy tới. Hai người đều biết chỉ có đại hán trên người vũ khí mới có ngăn cản chi lực. Trong chớp mắt, Ninh Tịch Nguyệt liền ngồi sổng đại hán bên người đem gạch nhặt lên tới, cũng đem đại hán bên hông súng lục cấp bắt được trên tay, cảnh giới bốn phía, cường điệu quan sát đến tiếng súng vang địa phương, viên đạn tới phương hướng, sinh tử cực nhanh, Ninh Thanh Viễn cũng không bỏ xuống vài bước, tới rồi Ninh Tịch Nguyệt bên người ngồi xổm, nhặt lên chính mình dao chẻ củi. Hai huynh muội trong đầu đều có cái đồng dạng ý tưởng, đem trên mặt đất hôn mê đại hán cấp nâng dậy đảm đương làm đệm lưng che đậy vật, vạn nhất còn có chuyện liền đẩy đại hán tới trắng thương. Từ đại hán ngã xuống đất đến Ninh Tịch Nguyệt hai anh em lên mặt hán làm che đậy vật chỉ đi qua hai giây, có thể nói là kinh tâm động phách hai giây. Truyền đến tiếng súng phương hướng có tất tất tác tác thanh âm. Ninh Tịch Nguyệt từ trong lòng ngực móc ra hai viên tự chế thuốc viên, chính mình ăn một viên, đưa cho Ninh Thanh Viễn một viên. Ca, đem nó ăn, ta muốn làm đại sự. Ninh Thanh Viễn không chút do dự tiếp nhận dược, một phen uy đến trong miệng, vào miệng là tan. Ninh Tịch Nguyệt ý bảo nhị ca đem cái mũi cấp nắm, chính mình tắt bế khí đem trên tay nhéo ấm thuốc mở ra, thừa dịp phong tới, đem ấm thuốc thuốc bột cấp tản mát ra đi, theo gió mang đi. Đặc biệt là nàng nơi này thuộc về thượng phong hướng, có tiếng vang phương hướng thuộc về hạ phong hướng, bình thuốc bột thấy phong tán, đinh điểm không lưu, toàn bộ phiêu hướng đối diện. Liền vào giờ phút này, bên ngoài tất tất tác tác thanh âm càng gần, chợt vang lên một đạo nói chuyện thanh, hai vị đồng chí, đừng sợ, chúng ta không phải người xấu. Hai anh em không động tĩnh tiếp tục ngồi sổng ở đại hán sau lưng quan sát đến đối phương. Là một người tuổi trẻ nam nhân, trên người cùng trên mặt còn có chút ngụy trang, quanh thân khí chất không giống người xấu, nhưng kia trong tay cầm thương làm hai huynh muội không dám vọng động. Ninh Tịch Nguyệt nắm chặt trong tay thương, trong lòng mặt niệm nước cờ, một, tam, đảo. Cách đó không xa nam tử bước chân phù phiếm, lão đảo vài bước, ngã trên mặt đất, cắn răng làm chính mình thanh tĩnh, dơ lên trong tay thương hướng tới không trung thả một thương mới nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh. Ca, chạy. Này một tiếng súng thanh minh hiện chính là ở triệu hoáng đồng bạn, cũng không biết còn có bao nhiêu người, nàng tuy rằng đối chính mình dược thực tự tin, nhưng không chịu nổi sẽ có cảnh giác người phát hiện manh mối không trúng chiêu không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Thật sự không được, nàng lại đem nhà mình nhị ca đánh vựng khiên tiến trong không gian tránh họa. Đứng lại, lại chạy liền nổ súng, giơ lên đôi tay, chuyển qua tới. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Ninh Tịch Nguyệt cùng Ninh Thanh Viễn hai anh em dừng lại bước chân, không có giơ lên tay, mà là siết chặt trong tay vũ khí, chậm rãi xoay người, tùy thời mà động. Ninh Tịch Nguyệt đầu óc trung câu thông hệ thống, thống tử mau giúp ta nhìn xem mặt sau tình huống, theo lý thuyết người này cũng nên trúng mê dược, người kia vị trí cấp cái chuẩn xác định vị, tranh thủ xoay người một thương kích trúng. Ký chủ, ta chỉ có thể làm hai người không sinh mệnh nguy hiểm, đến đổi những mặt khác yêu cầu ký chủ tự hành phán đoán. Đến, thống tử ý tứ chính là nó thương mà không giúp gì được. Bất quá có thể giữ được nàng hai mệnh chính là lớn nhất bảo đảm, nên tịch nguyệt lá gan lớn, chuẩn bị buông tay một bát. Cho nàng ca đưa mắt ra hiệu, chuẩn bị động thủ, cao thấp muốn đua một phen, tới rồi cái này nhiệt huyết sôi trào niên đại như thế nào không thể làm một trận, sinh mệnh có bảo đảm còn sợ cái cây búa. Ninh Thanh Viễn trở về một cái kiên định quyết tuyệt ánh mắt. Hai nhảy ranh cho ta lại đây, ai làm hai ngươi đến trong núi loạn chuyển? Gì? Hai huynh muội một thân sôi trào lên nhiệt huyết bị này một tiếng quen thuộc tức giận mắng thanh cấp tưới đến lạnh thấu tim, đồng thời cũng yên lòng. Hai anh em không có sai biệt, cúi đầu gục xuống lỗ tai xoay người chậm rãi triều sau dịch qua đi. Ca, đại ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta nếu không ở chỗ này, nằm trên mặt đất chính là hai ngươi, quả thực là hồ nháo. Ninh Thanh Trí mặt mang tức giận, không đành lòng mắng muội muội, liền nắm lão nhị mắng. Ninh Thanh Viễn, có phải hay không ngươi mang muội muội tới trên núi, làm ngươi chiếu cố muội muội, không làm ngươi mang muội muội tới này đó nguy hiểm địa phương, không nói mặt khác, liền nói ra tới một đầu lợn rừng các ngươi nhưng làm sao bây giờ, là ngươi đánh lợn rừng vẫn là lợn rừng ăn các ngươi. Ninh Thanh Viễn cúi đầu thành thành thật thật ai huấn, hắn ca đang ở nỗi nóng, không nên cãi lại. Ninh Tịch Nguyệt cũng cúi đầu chờ hắn ca phát tiết xong nói nữa. Bên cạnh Quý Diễn Minh nhìn đến Ninh Tịch Nguyệt cúi đầu nghe huấn, giống cái chim cút giống nhau an tĩnh thành thật, đi lên một bước kéo một phen chiến hữu, mở miệng giải vây. Được rồi, lão Ninh, nói một chút phải, trước xử lý sự tình quan trọng. Đợi chút lại nói hai ngươi. Ninh Thanh Trí hừ hừ hai thanh không ở tiếp tục mắng, đem tầm mắt chuyển dời đến trên mặt đất nằm hai người trên người. Cuối cùng lo lắng nhìn về phía đã bị người nâng dậy tới tuổi trẻ nam tử trên người, xem chung quanh người biểu tình, Ninh Thanh Trí không như vậy lo lắng, hỏi bên cạnh người xem xét quá tình huống Quý Diễn Minh, thằng nhóc cứng đầu thế nào? Không có gì đại sự đi. Quý Diễn Minh điều tra trói thành bánh quai chèo đại hán trên người, bớt thời giờ trở về một câu, không có việc gì, hôn mê, cũng không biết gì thời điểm có thể tỉnh lại, tìm xem giải dược. Hành, nhất định tại đây quy nhi tử trên người. Ninh Thanh Trí đá một chân trên mặt đất đại hán. Cái kia, ta có chuyện muốn nói. Ninh Tịch Nguyệt yên lặng giơ lên tay thật cẩn thận mà mở miệng. Bao gồm Ninh Thanh Trí cùng Quý Diễn Minh ở bên trong bốn vị đồng chí lực chú ý đều chuyển dời đến Ninh Tịch Nguyệt trên người. Nói. Quý Diễn Minh tận lực làm chính mình thanh âm không như vậy nghiêm túc, nhưng hiệu quả không tốt, nói ra cái này tự vẫn là làm Ninh Tịch Nguyệt cảm nhận được cảm giác ác bách. Vị này quý đồng chí vẫn là trước sau như một lạnh băng dọa người, một cái nói tự xuất khẩu làm nàng cảm thấy chính mình phạm vào tội lớn, không nói liền phải bị ca, này nếu là gác ở cổ đại, quý đồng chí tuyệt đối có thể đảm nhiệm tàn bạo vô tình nhiếp chính vương. Bất quá ninh tịch nguyệt nhưng thật ra không sợ, nàng lại không phạm sai lầm, không gì sợ hãi. Ninh thanh viễn nhưng thật ra liếc mắt một cái liền không thích quý diễn minh, che ở ninh tịch nguyệt phía trước ngăn cách tầm mắt. Mùi, ngươi biết cái gì, chậm rãi giảng. Ninh Thanh Trí ôm nhu nói, xoay người trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình chiến hữu, nhỏ giọng chào hỏi, thu điểm, đừng dọa đến ta muội. Quý diễn minh xuất khẩu trong nháy mắt kia liền phát giác không đúng, lại đè xuống giọng nói một lần nữa nói một lần, lúc này đây lời nói ôn hòa chút, ngươi chậm rãi nói, Ninh đồng chí. Ninh tịch nguyệt kỳ quái mà nhìn thoáng qua Ninh Thanh Trí lại nhìn thoáng qua quý diễn minh, không thấy ra tới quý đồng chí còn rất nghe đại ca nói, hai người mặt danh có điểm CP cảm là chuyện như thế nào. Di, cái gì lung tung rối loạn ý tưởng, Ninh Tịch Nguyệt đem nó từ trong đầu huy đi. Cái kia, ngượng ngùng, vị này đồng chí là lầm trúng chúng ta mê dược, không ăn giải dược hắn muốn hôn mê ba ngày ba đêm. Nói lại từ trong bao móc ra một viên bề ngoài không quá mỹ quan thuốc viên đưa qua đi, đây là giải dược, người đút cho vị kia đồng chí ăn, 10 phút trong vòng là có thể tỉnh lại. Ninh Thanh Viễn nhìn đến đối diện lạnh như băng quý diễn minh, sợ chính mình muội muội chịu ảnh hưởng, chủ động đứng ra đem tên tuổi ôm ở chính mình trên người, ta phóng mê dược, chúng ta không phải cố ý, chúng ta chỉ cho rằng hắn cũng là người xấu. Chương 92 quý đồng chí như thế nào biến trắng đâu. Ninh Thanh Trí nhìn nhìn nhà mình ngốc đệ đệ, không kiên nhẫn phất tay, không làm ngươi nói chuyện, đi nhi đi. Nói nhiều. Ninh Thanh Viễn yên lặng dẫn theo nàng muội sọt cùng chính mình sọt đến một bên đứng, lúc đi còn tưởng kéo Ninh Tịch Nguyệt cùng nhau đi. Bị Ninh Thanh Trí trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mới từ bỏ. Ninh Thanh Trí từ xuẩn đệ đệ trên người thu hồi ánh mắt, theo sau lại vẻ mặt tươi cười nhìn về phía một bên ninh tịch nguyệt khen. Muội muội vẫn là ngươi lợi hại, kế thừa ông ngoại thiên phú, đều học được chế dược bảo hộ chính mình, làm được không tồi, còn hiểu đến hợp lý lợi dụng, đáng giá khen ngợi, ca hy vọng ngươi về sau tiếp tục bảo trì cảnh giác tâm, ngươi nhị ca là cái không đáng tin cậy. Nhị ca chiếu cố ta rất nhiều. Ninh tịch nguyệt thế chính mình nhị ca nói lời hay. Trong tay thuốc viên bị quý diễn minh tiếp nhận đi, làm phía sau một vị đồng chí lệ thường kiểm tra rồi thuốc viên, không thành vấn đề mới đút cho vị kia bị mê choáng đồng chí. Quý Diễn Minh còn cấp Ninh Tịch Nguyệt giải thích một câu, ngươi đừng để ý, chúng ta có quy định, dược vật đều phải lệ thường kiểm tra. Ta đều hiểu được, không ngại. Ninh Tịch Nguyệt chẳng hề để ý mà lắc đầu, trong lòng đương nhiên sẽ không để ý, nàng đều biết này đó quy củ, nếu là không kiểm tra mới không bình thường, việc công xử theo phép công nàng có gì để ý nhưng nàng chú ý tới rồi một cái khác điểm. Nói, vị này quý đồng chí trên mặt không có ngụy trang địa phương thấy thế nào so lần trước nhìn thấy khi trắng hảo chút đâu. Người này một bạch quả nhiên là sẽ biến đẹp, nhìn người tuấn tiếu. Không ít, mày kiếm mắt sáng, lông mày dơ lên vô cớ cho người ta cảm giác áp bách cùng uy nghiêm cảm, có cái kia trong tiểu thuyết tuấn lãng uy nghiêm nhiếp chính vương kia vị. Nàng gần nhất trải qua thu hoạch vụ thu người đều biến đen không ít, trắng nõn mặt đều phơi thành tiểu mạch sắc, cùng trên người bị quần áo che khuất địa phương hình thành tiên minh đối lập, đen không ngừng một cái độ. Trước mắt quý đồng chí vẫn là quân nhân, mỗi ngày như vậy vất vả huấn luyện làm nhiệm vụ, làm sao trắng nhiều như vậy. Không khoa học nha. Ninh tịch nguyệt thật muốn hỏi hỏi quý đồng chí là như thế nào làm được, chẳng lẽ hắn còn có cái gì bảo dưỡng bí quyết có thể làm chính mình ở trong thời gian ngắn biến bạch. Như vậy tưởng ninh tịch nguyệt dịch đến nhà mình đại ca bên người, cổng người, khẽ mễ hỏi, ca, ngươi biết quý đồng chí vì sao đột nhiên biến trắng, là lau thứ gì sao? Có thể cho ta làm điểm không? Ngươi xem ta này tay cùng này mặt sắc nhi kém mấy cái độ Cũng không biết gì thời điểm có thể biến trở về tới Nàng là thật muốn biết Làm chính mình hai cực phân hóa âm dương làn da sớm một chút nhất trí Phục, ha 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 Ninh Thanh Trí nghe vậy cười cái không ngừng Đừng cười, là điểm đến ngươi cười huyệt sao? Làm ta cho ngươi điểm trở về Ninh Tịch Nguyệt đi theo nói dẫn dường như ở Ninh Thanh Trí trên người điểm hai hạ cười huyệt đã ngăn đình ninh thanh trí phối hợp thu hồi cười to ninh thanh viễn ở bên cạnh ăn vị nhìn bên cạnh hai anh em hổ động liền biết đại ca tới liền không chuyện của hắn hừ quay đầu nhìn về phía bên cạnh quý diễn minh cũng đang xem hướng nơi đó ninh thanh viễn càng không cao hứng triều hắn hừ lạnh một tiếng đem sọc dịch qua đi chính mình cả người đứng ở quý diễn minh tầm mắt phía trước ngăn trở hắn tầm mắt quý diễn minh mày kiếm nhíu lại cảm giác áp bách mười phần nhìn chằm chằm hắn Ninh Thanh Viễn không cam lòng yếu thế trừng trở về, hắn mới không sợ, đặt ở trong túi tay lại không biết cố gắng rung nhẹ nhẹ. Hai người cương trứ một lát, vẫn là bên cạnh tiểu đồng chí nhìn không được, triều quý diễn minh hô, liền trường, thằng nhóc cứng đầu tỉnh. Quý diễn minh xoay người trong nháy mắt, sắc mặt lại nhu hòa xuống dưới, đuôi mắt mang theo ý cười, thực sự có ý tứ. Bên kia Ninh Thanh Trí nhìn nhìn mặt sau tình huống, lôi kéo Ninh Tịch Nguyệt đi đến một bên trên mặt mang theo ý cười nhỏ giọng nói, ha, ta cho ngươi nói cái bí mật, quý đồng chí chính là cái tiểu bạch mặt. Ninh Thanh Trí lại nhìn nhìn phía sau quý diễn minh ở vội không có chú ý hai người bọn họ mới tiếp tục nói, ngươi không biết, chúng ta đều là tân binh viên thời điểm, quý đồng chí Nga môi hồng răng trắng, mặt còn so cách vách nữ binh đều bạch, mọi người đều sôi nổi cười nhạo hắn, hắn lăng là đem một chúng cười nhạo người của hắn đều cấp lược hạ, làm mọi người đều không dám chọc hắn, sau lại hắn vì phương tiện cố ý đem chính mình mặt cấp phơi hắt, nhưng hắn mặt cũng có cá tính, chỉ cần mấy ngày. Không phơi nắng liền biến bạch, ha ha. Ninh Thanh Trí vừa nói vừa nhịn không được cười, cho nên muội nha, ca cũng muốn không đến hắn bí quyết, chờ ca tháng này phát tiền trợ cấp cho ngươi mua nghêu sò du. Nguyên lai like là như thế này, quái không nói được quý đồng chí biến trắng. Ninh Tịch Nguyệt rất là hâm mộ quý đồng chí như vậy làn da. Bất quá nha, ca, nghêu sò du cũng đừng mua, ta chính mình trở về dùng thảo dược nghiên cứu nghiên cứu, lại vô dụng che một cái mùa đông liền biến trở về tới. Ninh Tịch Nguyệt quyết định trở về liền nghiên cứu tương quan thảo dược, một ít sinh hoạt hàng ngày thực dụng dược đều phải làm lên, đặc biệt là mùa đông mau tới rồi, làn da dễ dàng bị gió lạnh thổi da bị nẻ, còn dễ dàng tổn thương do giá rét, không thể sao hương khiến cho chính mình trở nên sao cọc cây con út đều còn nhăn. Đúng rồi, ca, ta viết tin ngươi thu được sao? Bên trong còn có ta cho ngươi chiến hữu ta ân nhân cứu mạng cảm tạ tin. Thu được, nặc, tên kia chính là cứu người của ngươi ninh thanh trí triều quý diễn minh chu chu môi cái gì ninh tịch nguyệt kinh trứ này như thế nào vẫn là một người quý đồng chí cũng không nói một tiếng nàng còn làm quý đồng chí giúp đỡ gửi thư đến bộ đội sớm biết rằng quý đồng chí chính là vị kia chiến hữu khiến cho hắn mang tin đi trở về ai nhớ tới chính mình cấp quý đồng chí viết hai phân không sai biệt lắm nội dung cảm tạ tin tức khắc có điểm xấu hổ quan trọng nhất chính là lãng phí mấy trương tem ngươi không biết ninh thanh trí nghi vấn nói ngẫm lại còn nói thêm, cũng là, lão quý liền không phải thích nơi nơi nói những việc này người, không có việc gì, ngươi không cần phải xen vào này đó, ca đã thế ngươi cảm tạ hắn. Ninh tịch nguyệt cười cười, khi cảm ơn đại ca. Lão Ninh, đi rồi, thu đội. Lúc này, quý diễn minh thanh âm truyền đến. Ai, tới. Ninh thanh trí trở về một tiếng. Lại nhìn về phía Ninh Tịch Nguyệt, muội đi thôi. Ninh Tịch Nguyệt đi theo đi qua đi, cổng lên sọc, Kéo nhị ca đi theo đại ca nơi phân đội nhỏ rời đi. Đi rồi trong chốc lát, lại có hai người hội hợp tiến vào, đồng dạng trong tay bắt lấy một cái hôn mê bất tỉnh nam nhân. Thế này tư thế Ninh Tịch Nguyệt biết nàng ca là ở ra nhiệm vụ trảo tặc, cũng chính là chuyên trọng quan trọng đồ vật đặc vụ. Ninh Tịch Nguyệt cùng Ninh Thanh Viễn một đường an tĩnh, cũng không dám nhiều xem. Quý Diễn Minh đi tới Ninh Tịch Nguyệt bên cạnh, hai người song song đi tới, biểu tình nghiêm túc, "Ninh đồng chí, ngươi hảo, ta có một chuyện tưởng thỉnh cầu ngươi trợ giúp." Ninh Tịch Nguyệt trong lòng kinh ngạc, quý đồng chí nghiêm trọng, người nói thẳng, ta có thể giúp nhất định giúp. Quý Diễn Minh nói thẳng không cố kỵ, nghiêm túc nói, khi ta cứ việc nói thẳng, có thể đem ngươi mê dược cùng thuốc giải đổi một phần cho ta sao? Liền việc này. Ninh Tịch Nguyệt mỉm cười từ trong bao móc ra một vài thuốc bột một viên giải dược, ngươi lấy hảo, đây đều là ta chính mình làm, không cần đổi, ta còn không có cảm tạ ngươi ân cứu mạng. Chương 93 phát huy chính mình kỹ thuật diễn thời khắc tới rồi. Quý Diễn Minh đem dược cầm ở trong tay, bàn tay tiến túi tiền sờ đến trong túi tiền, dừng một chút, nghĩ đến người nhiều mắt tạp, lại từ một cái khác trong túi móc ra một phen đã sớm phóng cốt đại bạch thỏ kẹo sữa ra tới đưa cho Ninh Tịch Nguyệt. Ninh Tịch Nguyệt nhìn trước mắt một phen đại bạch thỏ kẹo sữa, nội tâm kinh ngạc, không thấy ra tới bề ngoài lạnh như băng quý đồng chí vẫn là cái thích ăn đại bạch thỏ kẹo sữa người. Cảm ơn quý đồng chí. Ninh Tịch Nguyệt chọn một viên đại bạch thỏ kẹo sữa lột ra giấy gói kẹo bỏ vào trong miệng, ân, ăn ngon không thể không nói thời đại này đại bạch thỏ kẹo sữa nải vị chính là đủ, nguyên liệu thật một chút cũng chưa trộn lẫn đường hóa học. Đều cho ngươi, xem như cảm tạ. Quý diễn minh dơ dơ lên dược, tâm tình thực hảo. Còn không phải là đại bạch thỏ kẹo sữa sao? Ninh Thanh Viễn ở bên cạnh nhỏ giọng nói thầm, hắn không quen nhìn nam nhân khác ở muội muội trước mặt xung xoe, cổng sọc tể qua đi, muội phía trước ta cấp mang kia túi đại bạch thỏ kẹo sữa ăn xong rồi sao? Ca ngày mai lại cho ngươi đưa một cân lại đây. Ninh Thanh Viễn khiêu khích nhìn thoáng qua Quý Diễn Minh, ngươi mấy viên đường tính cái gì, hắn có một cân. Quý Diễn Minh không thể hiểu được nhìn hắn một cái, ấu trĩ. Ninh Tịch Nguyệt liên tục xua tay, nàng trong không gian đã tồn thật nhiều trái cây đường cùng đại bạch thỏ kẹo sữa, có đánh dấu có nàng ca đưa, ăn đều ăn không hết, lại ăn liền phải sâu răng. Ca, không cần, phía trước mang lại đây đại bạch thỏ kẹo sữa còn có rất nhiều, không cần cho ta đưa lại đây, ngươi lưu trữ từ từ ăn. Ăn cái gì? Ninh Thanh Trí công đạo hảo tân nhập vào tiếng vào kia hai vị đồng chí sau, thò qua tới liền nghe thế một câu, lại nhìn đến quý diễn minh trên tay đại bạch thỏ lên án nói. Hảo A, à, lão quý, ngươi cư nhiên trộm tích cốc đại bạch thỏ kẹo sữa ở trong túi, phía trước hỏi ngươi có hay không ăn đồ vật, ngươi còn nói không có, mau, cho ta tới một viên, đã nhiều năm không ăn đại bạch thỏ kẹo sữa. Bị lão hữu sốc đế quý diễn minh đầy mặt hắc. Tuyến, trong tay toàn bộ kẹo sữa đều đưa cho hắn, đều cho ngươi lấp kín ngươi miệng ninh thanh viễn có điểm đau lòng đại ca mấy năm không ăn qua đại bạch thỏ kẹo sữa tưởng chính hắn có thể làm đến tiền sau liền cho chính mình mua thật nhiều đại bạch thỏ kẹo sữa phóng đại ca ta nơi đó có đại bạch thỏ xuống núi sau ta cho ngươi trang điểm ngốc đệ đệ không nghĩ tới còn sẽ đau lòng người ninh thanh trí trong lòng có điểm cảm động nhưng nói ra nói hơi mang ghét bỏ đi nhi đi đại ca ngươi như là như vậy thèm ăn người sao vê đức chấm nét không phải ninh thanh viễn thành thành thật thật lắc đầu Quý Diễn Minh Triều Ninh Thanh Trí mắt trợn trắng, thấy Ninh Tịch Nguyệt cười ha hả nhìn ca hai cái đồ cổ, đối vừa rồi Ninh Thanh Trí nói hoàn toàn không có nghĩ nhiều, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng lại có điểm mất mát. Hắn cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy, nghĩ đến muốn tới nơi này, nghĩ đến tiểu cô nương làm hắn gửi thư khi cho hắn đường, hắn liền theo bản năng ở trong túi chuẩn bị đại bạch thỏ kẹo sữa, hắn sống 21 năm vẫn là lần đầu có như vậy khác thường hành vi. Ninh Tịch Nguyệt căn bản là không biết trước mặt quý đồng chí nhân nàng có điểm mê mang, nàng hiện tại trong lòng có một cái không thành thục ý tưởng, một cái quan minh chính đại làm tiền ý tưởng. Mà cái này ý niệm cũng chính là quý đồng chí hỏi nàng đòi lấy mê dược cùng thuốc giải lưu hành một thời khởi, đối với làm tiền sự tình nàng là thực cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến đây Ninh Tịch Nguyệt lại từ trên người cổng bố trong bao móc ra mấy cái chai lọ vải bình. Quý đồng chí, này đó đều là ta ngày hôm qua ở trong phòng bếp chính mình dùng thảo dược mân mê ra tới dược, có trị liệu ngoại thương bị thương dược, có trị liệu một ít con mũi đốt dược, trắng cắn cũng có thể trị, còn có cầm máu dược, mặt trên ta đều dán tờ giấy nhỏ. Ninh Tịch Nguyệt đem tam khoản dược toàn bộ đều đưa tới nhà mình đại ca trong tay đôi, này đó dược ta đều cho ta ca, các ngươi có thể yên tâm sử dụng tuyệt đối không có tác dụng phụ, mấu chốt nhất một chút là ta phát hiện này đó dược dược hiệu tương đối mau. Ninh Tịch Nguyệt cầm lấy kia khoản nàng sớm nhất học được thuốc mở, hóa thân đẩy mạnh tiêu thụ viên tỷ như này khoảng con mũi đốt thuốc mỡ, ta nhị ca đều thử qua, tôi lên sau nếu không 20 phút thì tốt rồi, nếu là ta lại tiếp tục tinh tiến một chút nói không chừng có thể càng mau, các ngươi có thể mang về kiểm tra thực nghiệm, nếu có yêu cầu có thể cho ta ca liên hệ ta. Nếu muốn con ngựa chạy phải cấp con ngựa ăn cỏ, nên tịch nguyệt cấp này tam vại chính là lời dẫn, thả này tam vại dược vẫn là nàng luyện tập khi mới vừa đạt tới 60 phân dược, đừng nhìn là 60 phân, nhưng kia hiệu quả là so thời đại này dược càng tốt nàng hiện tại có thể làm được 68 phân, khi dược hiệu càng tốt, nhưng nàng mới sẽ không lấy như vậy tốt dược ra tới, đến dấu dốt, từ từ tới. Bên cạnh Ninh Thanh Viễn có chuyện nói, không phải ta khoác lác, ta muội làm dược chính là dùng tốt, nhìn xem ta một vại đều phải dùng xong rồi, này vẫn là muội muội làm đệ nhất vại dược. Ninh Thanh Viễn từ trong túi móc ra lúc trước Ninh Tịch Nguyệt đưa cho hắn đệ nhất vại dược, đắc ý giàu dạt ở hai người trước mặt quơ quơ, đặc biệt là ở hắn đại ca trước mặt nhiều dừng lại như vậy trong chốc lát đắc ý bất quá ba giây, trong tay dược bị Ninh Thanh Trí ôm đồng đi, vô tình mà phun ra hai chữ, tịch thu. Ha ha ha, nhị ca, làm ngươi đắc ý. Nhà nàng nhị ca cũng quá da, dám làm trò nhà nàng đại ca mặt đắc ý. Ninh Thanh Viễn có điểm quể oải, chính mình như thế nào liền như vậy nhịn không được, cái này hảo, đồ vật bị hắn đại ca tịch thu cũng đừng muốn trở về, hắn còn tưởng đem bình trân quý đâu, ô ô, cái này ngâm nước nóng. Quý Diễn Minh nhìn Ninh Thanh Trí trong tay ấm sắc thuốc, ở không có kiểm nghiệm hiệu quả phía trước, hắn sẽ không vọng kết luận. Ninh Thanh Trí cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, muội người này đó dược đại ca nhất định hảo hảo lợi dụng, yên tâm. Ân. Quý Diễn Minh cũng gật gật đầu. Ninh Tịch Nguyệt không nóng nảy, từ từ tới, làm việc tốt thường gian nan. Đi theo đội ngũ, Ninh Tịch Nguyệt phát hiện bọn họ đi tới mặt khác một tòa núi sâu biên giới thượng, đệ tứ tòa Đại Kỳ Sơn, nhìn trên bản đồ tin tức, phía trước kia phiến rừng cây lá rộng chính là. Ninh Thanh Trí chỉ vào bên cạnh một cái đường nhỏ, từ nơi này đi xuống thực mau liền rời núi, ta trước đưa hai ngươi trở về. Ninh Tịch Nguyệt xem quý đồng chí bọn họ không tính toán xuống núi, nhìn dáng vẻ là ở trong núi còn có chuyện muốn làm, có thể xúc động nàng ca này đàn đồng chí khẳng định là đại sự. Quý đồng chí, ta này có vài tòa sơn bản đồ yêu cầu sao? Ninh Tịch Nguyệt cầm trong tay bản đồ đưa qua đi. Quý Diễn Minh cầm lấy bản đồ nhìn, nhìn đến mặt trên đánh dấu đều thực kỹ càng tỉ mỉ, cùng bọn họ tay cầm bản đồ không giống nhau đối bọn họ ở trong núi làm việc rất có trợ giúp chân thành mà cảm tạ nói cảm ơn ninh đồng chí chúng ta thực yêu cầu thập phần cảm tạ dùng xong sau nhất định châu về hợp phố không có việc gì không nóng nảy khi nào còn đều có thể ninh tịch nguyệt trong lòng thật cao hứng nàng này cũng coi như là vì quốc gia tận một phần lực đinh kích phát địa điểm thái dương quốc tàng lưu ngầm phòng thí nghiệm ký chủ hay không đánh dấu ninh tịch nguyệt rất là khiếp sợ nàng ảo giác sao? Quý đồng chí cùng nàng ca chẳng lẽ ở trong núi là ở làm này đánh dấu địa điểm tương quan sự? Càng nghĩ càng cảm thấy là như thế này, kia đại hán nhìn tựa như tiểu thái dương người trong nước. Không xong, ta quên mất chuyện. Ninh tịch nguyệt kinh hô một tiếng, ảo não vuốt chính mình cái tráng, lại từ trong lòng ngực móc ra bút ký phiên. Phát huy chính mình kỹ thuật diễn thời khắc tới rồi. Chương 94 có vấn đề. Ca, ta quên thải trị liệu ta cái tráng miệng vết thương đau dược, gần nhất ta cái tráng vết sẹo luôn là ở mưa dầm thiên đau khó chịu vô cùng ta phải đi thải điểm tế tân chờ giảm đau dược tới uống uống ninh tịch nguyệt cau mày trên mặt mang theo buồn rầu đem trên tráng vết sẹo cấp lộ ra tới cấp nàng đại ca xem còn sườn một chút thân thể làm bên cạnh quý đồng chí nhìn đến từ xuống nông thôn sau ninh tịch nguyệt phát hiện chính mình trên tráng lưu vết sẹo không chỉ có không phải trói buộc còn đặc biệt dùng tốt ở các phương diện đều thực nổi tiếng là nàng phát huy kỹ thuật diễn quan trọng nhất chân thật đạo cụ nàng liền không có ở vết sẹo thượng hủy diệt sẹo dược, ngược lại thường thường mặc một chút cũng cố vết sẹo dược, dù sao ở nông thôn mấy năm nàng là không tính toán làm vết sẹo hảo. Ninh Tịch Nguyệt ở trung thảo dược sách tranh tìm được rồi khư sẹo rất lợi hại dược, lại ngoan cố sẹo đều có thể xóa là không cần lo lắng về sau không cần cái này đạo cụ khi nên làm cái gì bây giờ này không hiện tại là có thể dùng đến cái này chân thật lại vô pháp phản bác đạo cụ ninh thanh trí đau lòng nhìn về phía ninh tịch nguyệt cái tráng trong lòng hận chết Ninh Tiêu Tiêu cùng Trương Viễn, trong lòng lại thóa mạ một lần, hắn hảo hảo một cái muội muội đã bị này hai người hại thành như vậy, muội muội, ngươi chịu khổ, đi, ngươi muốn thải cái gì dược ta bồi ngươi cùng nhau tìm. Ninh Thanh Trí hướng tới bên cạnh Quý Diễn Minh xin chỉ thị, "Lão quý, có thể, đừng quên chính sự." Quý Diễn Minh gật đầu đồng ý. Ninh Thanh Trí cúi chào đáp, "Thu được, cảm ơn." Hắn có thể một bên giúp đỡ muội muội tìm dược đồng thời liền xem xét chung quanh tình huống. Quý Diễn Minh nhìn thoáng qua Ninh Tịch Nguyệt trên trán thương, ánh mắt trầm vài phần, xoay người phân phó phía trước vị kia bị Ninh Tịch Nguyệt dược mê choáng quá thằng nhóc cứng đầu lưu lại, cùng nhau tìm kiếm, đương nhiên cái này tìm kiếm không phải tìm kiếm dược, mà là mặt khác. Quý Diễn Minh chính mình còn lại là mang theo người hướng tới đệ tứ tòa Đại Kỳ Sơn tiếp tục đi đến. Ninh Tịch Nguyệt nhìn đi xa bóng dáng, trong lòng nghĩ quá một lát liền lại sẽ gặp mặt. "Muội, đi thôi, muốn thải cái gì dược, chúng ta mau chóng đi thải tề." thời gian cũng không còn sớm, thải hảo sớm chút đưa. Các ngươi xuống núi. Ninh Thanh Trí ý bảo Ninh Tịch Nguyệt dẫn đường. Cụ thể ở cái gì vị trí Ninh Tịch Nguyệt còn không xác định, chỉ biết là này phụ cận cách đó không xa nào đó ẩn nấp địa phương, nói không chừng dưới chân dẫm lên địa phương chính là nó nơi phạm vi, chỉ là nàng yêu cầu tìm được nhập khẩu mới có thể đánh dấu đánh tạp thành công. Ninh Tịch Nguyệt mở ra bút ký nghiêm túc mà lật xem, dựa theo này bút ký thượng ghi lại, này phụ cận liền có mấy chỗ hái thuốc vị trí, chúng ta ở chung quanh tìm xem đi. Hành. Ninh Thanh Trí gật đầu, dù sao nơi này cũng là bọn họ điều tra phạm vi. Ninh Tịch Nguyệt vừa đi một bên cho hắn hình dung muốn tìm thảo dược bộ dáng, đồng thời cũng chú ý này chung quanh hoàn cảnh. Suy tư địa điểm sẽ ở đâu? Này phụ cận có cái gì địa điểm thích hợp ký ngầm phòng thí nghiệm? Ninh Tịch Nguyệt dùng sức hồi tưởng chính mình kiếp trước xem những cái đó kháng chiến kịch cùng các loại trong TV xuất hiện tàn bảo địa điểm, không biết dựa không đáng tin cậy, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa ninh thanh viễn nhắc tới một cây bộ rễ phát đạt thực vật hỏi muội này có phải hay không ngươi muốn tìm kia cái gì tế tân là chính là loại này chung quanh tìm xem xem còn có hay không ninh tịch nguyệt gật đầu cầm gậy gỗ dò đường tìm kiếm địa phương khác kỳ thật âm thầm tìm kiếm phù hợp nàng phỏng đoán địa phương bốn người đều lòng mang khác nhau vùi đầu tìm kiếm Giấu ở bụi cỏ trung ngầm ám cửa động không có hoa rớt hốc cây không có hoa rớt tìm thật nhiều dự đoán địa phương cũng chưa phát hiện nơi này đã không có chúng ta qua bên kia nhìn xem ninh tịch nguyệt chỉ vào bên phải nơi đó có sơn thể mỗi trộm mộ trong tivi có một cái thái dương quốc ở bổn quốc trong núi bí mật kiến tạo mà còn không phải là dựa vào sơn thể tu kiến mấy người lại hướng tới mặt khác phương hướng đi đến vừa đi vừa chú ý trên mặt đất thảo ninh tịch nguyệt cảm thấy nàng tìm dược lấy cớ này quả thực là tuyệt nàng có thể quan minh chính đại tìm kiếm nàng muốn tìm đánh dấu địa hướng tới bên phải một đường đi tìm đi thực mau liền đi tới sơn thể phía trước ninh tịch nguyệt nhìn trước mặt vách đá chỉ vào mặt trên một chỗ cười nói đại ca ta nhìn đến mặt khác một loại thảo dược xem kia rêu phong chỗ hành thông dài trình túng điều trạng thảo chính là long cần thảo ninh đại ca kéo ống tay áo ta tới thải lão nhị lại đi nhìn xem địa phương khác hành ninh thanh viễn đi vách đá bốn phía xem xét thằng nhóc cứng đầu đã hành động ninh tịch nguyệt dư quan chú ý tới thằng nhóc cứng đầu xem xét đến đặc biệt cẩn thận mỗi cái có ẩn nấp vật gốc đều không rơi hạ thật là làm hết phận sự tẩn nghiệp hảo đồng chí ninh tịch nguyệt thu hồi suy nghĩ đem ánh mắt rơi xuống vách đá các nơi còn duỗi tay hái mấy cây long cần thảo đinh phát hiện đánh dấu địa điểm thái dương quốc tàn lưu phòng thí nghiệm ký chủ hay không đánh dấu tới đối địa phương chính là nơi này không chạy ninh tịch nguyệt tâm tình kích động chỉ cần hệ thống lần thứ hai nhắc nhở, đã nói lên cái này đánh dấu địa điểm liền ở trước mắt, này một thế hệ bí ẩn địa điểm liền phải bị nàng phát hiện sắp mặt thế, ngẫm lại đều kích thích. Ninh tịch nguyệt vây quanh sơn thể tìm kiếm, chuyên môn triều dài quá dây đằng địa phương xem. Lột ra trên vách đá dây đằng, gì cũng chưa phát hiện, toàn bộ sơn thể kín kẻ. Chẳng lẽ là có cơ quan? Ninh tịch nguyệt lại chú ý mỗi một cái nhìn giống cơ quan cái nút địa phương, không có phát hiện. Ai da, ta chân ninh thanh viễn đau tiếng hô truyền đến nhị ca ngươi làm sao vậy ninh tịch nguyệt nghe tiếng lo lắng chạy tới đồng dạng cũng hấp dẫn ninh thanh trí cùng thằng nhóc cứng đầu chú ý đều quan tâm vây quanh qua đi ninh thanh viễn xem mọi người đều vây quanh lại đây có điểm thẹn thùng không có việc gì ta chính là không thấy lộ dẫm đến trên tảng đá uy đến chân không thương đến chính là có điểm đau không tiền đồ như vậy một chút đại cục đá cũng có thể uy đến chân ngươi cũng thật lợi hại Ninh Thanh Trí ngồi xổm xuống xem nhà mình đệ đệ chân xác thật không bị thương, đứng lên một chân đá kia tảng đá, đồng thời hài hước một câu. Di, ca, ngươi không đá đi kia viên cục đá, còn không biết xấu hổ nói ta, ha ha. Ninh Thanh Viễn này một câu làm hiện trường trong lòng hoài sự ba người sôi nổi đem lực chú ý phóng tới kia viên trên tảng đá. Ninh Thanh Trí, có vấn đề, lấy hắn chính xác cùng lực độ không có khả năng đá bất động một viên hòn đá nhỏ, chẳng lẽ là... Thằng nhóc cứng đầu, đại đại vấn đề, đào nhìn cái gì đều giống cơ quan ninh tịch nguyệt có vấn đề cơ quan tuyệt đối là cơ quan chính là nó di chính là này tảng đá đem nhị ca vướng ngã khi ta phải mang về làm nó cảnh giác nhị ca nhắc nhở nhị ca đi đường nhất định phải xem lộ ninh tịch nguyệt ngoài miệng nói chuyện tay đã nhanh chóng mà vói qua sờ đến trên tảng đá tốc độ mau đến làm ninh thanh trí cùng thằng nhóc cứng đầu cũng chưa tới kịp ngăn cản di đại ca này cục đá rút không đứng dậy Ninh Tịch Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía bọn họ. Ta nhìn xem. Ninh Thanh Trí cùng thằng nhóc cứng đầu lập tức ngồi xổm xuống xem xét. Đúng lúc này, Ninh Tịch Nguyệt tâm huyết dân trào hướng tả hữu đều xoay một chút. Ca ca. Rầm rầm. Kịch liệt thanh âm vang lên, mấy người khiếp sợ mà nhìn phía trước. Chương 95 nội bộ ngọn núi không gian. Ca, ta này không phải đang nằm mơ đi, như thế nào trên vách núi đá đột nhiên xuất hiện một cái tảng đá lớn ếch xanh ninh tịch nguyệt trừng lớn hai mắt mờ mịt nhìn trên vách núi đá xuất hiện đồ vật phát ra nghi vấn nàng nhận được thứ này tiểu thái dương quốc kiến ở trước cửa dùng để thủ vệ bạc ếch tượng trưng các lợi cùng loại với hoa quốc gia đình giàu có trước cửa thạch sư ninh thanh trí không có trả lời hắn hiện tại trong lòng giật mình không thể so những người khác thiếu nhưng càng có rất nhiều hưng phấn hắn cùng thằng nhóc cứng đầu hướng tới trên vách núi đá bạc ếch đi qua đi kiểm tra kiểm tra sau không có nguy hiểm chỉ là một cái không có công kích bình thường thạch điêu nhưng xuất hiện ở chỗ này liền không bình thường hai người lẫn nhau đánh chỉ có lẫn nhau mới có thể xem hiểu ám hiệu thằng nhóc cứng đầu trong mắt mang theo kích động triều ninh thanh trí chớp chớp mắt đại ca thế nào này trên vách núi đá như thế nào sẽ có thứ này cũng quá thần kỳ chẳng lẽ là cái gì lợi hại tiền bối lưu lại ninh thanh viễn là đang ngồi người trung nhất khiếp sợ biểu tình nhất chân thật người đồng thời nhìn đến như vậy thần kỳ một màn trong lòng cũng tràn ngập tốt đẹp phỏng đoán cũng cũng chỉ có hắn một người không rõ ràng lắm này trong đó loanh quanh lòng vòng, ý tưởng đều thực đơn thuần. Trước đừng nói chuyện. Ninh Thanh Trí đầu cũng không quay lại nói một câu, tiếp tục sờ soạn bạc ếch. Thằng nhóc cứng đầu, đi tìm lão quý lại đây, mau chóng. Đúng vậy. Thằng nhóc cứng đầu chạy trốn thật mau, trong chớp mắt liền không thấy thân ảnh. Ninh Tịch Nguyệt thấy rõ bạc ếch bộ dáng liền thu hồi đôi mắt tầm mắt, rõ ràng đại môn còn không có tìm được mở ra cơ quan, chỉ mở ra một con thủ vệ ếch bất quá môn liền ở kia ít chung quanh, chạy không được. Hiện tại quan trọng nhất chính là tìm mở ra đại môn cơ quan, trừ bỏ kia chỉ ít có manh mối, thủ hạ này viên cục đá hiện tại cũng là quan trọng nhất, nàng đến thừa dịp nàng ca không cố thượng bên này khi nghiên cứu, tận lực ở quý đồng chí tới phía trước giữ cửa tìm được. Ninh Thanh Viễn xem hắn đại ca bận rộn trung căn bản là không được không để ý đến bọn họ, hắn cũng vùi đầu cùng Ninh Tịch Nguyệt cùng nhau nghiên cứu này tảng đá. Mùi, ngươi là như thế nào mở ra? Ninh Thanh Viễn tò mò hỏi, trong tay cầm dao trẻ củi đi theo Ninh Tịch Nguyệt cùng nhau bào cục đá chung quanh bùn. Ta chỗ nào biết, ta liền tùy tiện xoay một chút. Ninh Tịch Nguyệt ra vẻ không biết. Kỳ thật nàng nghĩ đến TV thật nhiều cơ quan đều thích Ninh Đinh ốc như vậy mở ra, tùy tay chuyển thử một lần, không nghĩ tới thật đúng là có thể chuyển động. Nhị ca, ta cũng là bội phục vận. Khí của ngươi, tùy tiện té ngã đều có thể có thể quăng ngã cái độc đáo đồ vật ra tới. Hai huynh muội ngồi xổm ở cùng nhau nhỏ giọng trò chuyện, trên tay động tác không ngừng. Ninh Thanh Trí nghiên cứu xong bạc ít sau trong lòng đã nắm chắc, phát hiện một chút đồ vật, xoay người qua đi liền nhìn đến hai cái tiểu tổ tông ở nơi đó đào cái kia mấu chốt nhất cơ quan. Tâm đều nhắc tới tới, vội vàng chạy tới, ai da, hai người mau dừng tay, đừng phá hủy. Ninh Thanh Viễn trong lòng khát khao tốt đẹp ảo tưởng, tay không dừng lại, sẽ không, chúng ta tiểu tâm, chỉ đào bùn sẽ không đụng tới cục đá. Đúng vậy, nhưng cẩn thận, ngươi xem này cục đá phía dưới còn khá dài, như là dài quá một chân giống nhau. Ninh Tịch Nguyệt cũng làm bộ không biết mặt khác sự, tay không đình quá, còn dời đi hắn ca tầm mắt. Ninh Thanh Trí nhìn đến này tảng đá giống như là một viên nấm giống nhau, mặt trên một cái cái, phía dưới tất cả đều là căng, căng còn không biết có bao nhiêu trường, cũng không so đo bọn họ đào bùng, chạy nhanh ngồi xổm xuống xem xét. Đương nhiên không tra ra cái nguyên cớ, Ninh Thanh Trí lại đem tinh lực phóng tới chung quanh mặt khác trên tảng đá nhất nhất kiểm tra hay không có gì. Đào bùng tay thiện nghệ, Ninh Tịch Nguyệt cùng Ninh Thanh Viễn hai người bám riết không tha, lăng là đem này khối rất giống nấm cục đá chung quanh một vòng đều cấp đào khai, phía dưới lộ ra một cái thật dài côn. Quỳ rạp trên mặt đất tiếp tục đào bùng Ninh Tịch Nguyệt ma xui quỷ khiến triều cục đá cái bên trong liếc mắt một cái, hai mắt, di, đây là cái gì? Ninh Tịch Nguyệt dùng lưỡi hái đầu nhọn, triều cục đá hành thành cái cùng phía dưới cung tương liên tiếp chỗ vị trí duỗi quá đào vài cái, đem bùng đào rớt, lộ ra một cái khe hở, lại dùng cỏ đuôi chó cột đem còn thừa bùng đào sạch sẽ. Mùi, phát hiện cái gì sao? Ninh Thanh Viễn chú ý Ninh Tịch Nguyệt động tác, cũng quỳ rạp trên mặt đất học nàng mùi triều thượng xem, thấp giọng hỏi nói. Lập tức sẽ biết. Ninh Tịch Nguyệt móc ra ba điều khe hở, trình một cái u hình, dùng đao cậy cậy, cuối cùng dùng móng tay cấp khấu xuống dưới, là một mảnh kim loại vật, cụ thể cái gì tài chất không rõ ràng lắm này đây là ninh thanh viễn tò mò nhìn về phía này một khối đồ vật ca ngươi cầm ninh thanh viễn chân tay luống cúng phủng ở trên tay tưởng kêu đại ca thấy hắn lại ở một bên vội vàng liền không quấy rầy ninh tịch nguyệt nằm bò nhìn một chút thạch cái hạ kết cấu có điểm bản nhạc nắm lấy cục đá đi xuống đè ép một chút lúc này đây áp động cục đá thật sự giống cái nút giống nhau đi xuống áp đi quả nhiên là giả cục đá này này này, Ninh Thanh Viễn sợ ngây người, phía trước đều còn không thể áp xuống đi, đem thứ này cấp lấy ra là có thể áp xuống đi, quá thần kỳ. Ầm vang. Ầm vang. Mắng mắng mắng. Lạc Thạch thanh âm cùng phủ đầy bụi đã lâu cửa đá cỏ sát chói tai tiếng vang lên, cả tòa sơn đều phản phất ở đông đưa. Làm chưa thấy qua loại này việc đời Ninh Thanh Viễn miệng lớn lên lớn hơn nữa. Xem xét bốn phía Ninh Thanh Trí nhìn đến bên cạnh sơn thể lộ ra cổng tò vò trong lòng bội phục chết nhà mình đệ đệ muội muội vận khí. Té ngã không chỉ có phát hiện trong núi dị thường địa phương, cuối cùng còn đem xác thực nhập khẩu đều cấp mân mê ra tới, tuy rằng không biết nơi này có phải hay không bọn họ muốn tìm địa điểm, nhưng nơi này xác thật có vấn đề. Lợi hại, vẫn là các ngươi lợi hại. Ninh Thanh Trí triều đệ đệ muội muội giơ ngón tay cái lên, chịu phục nói. Ninh Tịch Nguyệt cùng Ninh Thanh Viễn hiện tại trong mắt chỉ có sơn động khẩu, bước nhanh đi đến lộ ra tới sơn động khẩu. Trước đừng đi vào. Ninh Thanh Trí cao giọng hô, nhanh chóng chạy tới. Ninh Thanh Viễn kích động mà vuốt sơn động khẩu cục đá, hướng trong thăm dò. Ninh Tịch Nguyệt vuốt sơn động bên trái cục đá, từ trong bao móc ra một chi đèn pin trong triều chiếu xạ qua đi. Ba người nương đèn pin quang thấy rõ bên trong tình hình. Phía dưới không gian thật lớn, tự hồ toàn bộ nội bộ ngọn núi đều bị đào rỗng, nhất dai nhất dai bậc thang đi xuống, phía dưới như là cái đại quảng trường, trên quảng trường đôi rất nhiều không giống nhau tài liệu, thật là hỗn độn, nhìn có điểm giống bãi rác. Chiếu xạ đến quảng trường bên cạnh, thấy được một cách một cách động, này hẳn là phòng, quảng trường bốn phía tất cả đều là động, này ý nghĩa phòng rất nhiều, lúc ấy cất chứa cự nhiều tiểu thái dương người trong nước. Quảng trường nhìn như là phân khu vực. Ninh Tịch Nguyệt nghĩ đến đánh dấu địa điểm nhắc nhở là ngầm phòng thí nghiệm, không có nói cụ thể là cái gì phẩm loại phòng thí nghiệm, nơi này diện tích thật lớn, chẳng lẽ là tổng hợp tính phòng thí nghiệm. Nhắc tới đến phòng thí nghiệm, Nàng đầu tiên liền nghĩ tới cái gì virus sinh vật phòng thí nghiệm, cái gì công nghiệp quân sự xưởng, hỏa dược kho. Ninh Thanh Viễn xem đến trận mắt há hốc mồm, đối bên trong rất tò mò, đại ca, chúng ta vào xem. Ninh Thanh Trí một cái đại bỉ đâu chụp ở hắn trên đầu, nhìn cái gì mà nhìn, có gì nguy hiểm cũng không biết, hiện tại không chuẩn tiếng. Ninh Thanh Viễn ăn đau kêu một tiếng. Ngao ô. Tiểu hôi hướng tới Ninh Thanh Trí chu lên một tiếng. Ninh Tịch Nguyệt không quản bọn họ, bái cửa động đánh dấu. Đánh dấu thành công, đạt được đặc chế áo chống đạn một kiện, cung đình mật lục chi Mỹ dung dưỡng nhan dưỡng sinh bí tịch một sách, thư độc thư chướng khí bản không khí tươi mát tề một phần tập phối phương một trương. Tại đây đồng thời, thằng nhóc cứng đầu mang theo quý diễn minh đám người đi vào nơi này, hướng cửa ninh thanh trí hô, lão ninh. Chương 96 đạt thành 100 phân. Lão quý, mau tới, nhìn xem chúng ta phát hiện cái gì, nơi này đại đến kinh người. Ninh Thanh Trí hướng tới Quý Diễn Minh cười tủm tỉm vẫy tay, liền chờ các ngươi tới đi vào tra xét tình huống. Đi theo Quý Diễn Minh cùng nhau đi tới năm vị đồng chí nhìn đến cái này cửa động đều lộ ra kích động tươi cười. Không yêu cười Quý Diễn Minh trên mặt đều mang theo nhàn nhạt tươi cười, Triều Ninh Tịch Nguyệt huynh muội ba người gật đầu nói, làm được không tồi. Chủ yếu vẫn là ta các đệ đệ muội muội công lao, là bọn họ vận khí tốt, trong lúc vô tình mở ra cái này địa phương. Ninh Thanh Trí lại để sát vào Quý Diễn Minh nhỏ giọng nói, bên trong thật muốn là chúng ta tìm kiếm địa phương nhưng đừng quên bọn họ hai cái công lao. Hắn đây là muốn vì nhà mình các đệ đệ muội muội tìm kiếm điểm phúc lợi. Yên tâm, sẽ không quên bọn họ công lao, sẽ không bạc đãi. Quý Diễn Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn, trịnh trọng cho một cái hứa hẹn. Có cái này hứa hẹn Ninh Thanh Trí liền an tâm rồi, dựa theo loại trình độ này công lao đăng báo, khen thưởng là không thể thiếu các đệ đệ muội muội. Ninh Tịch Nguyệt nhưng thật ra không chú ý hai người đang nói chuyện cái gì, nàng cùng ninh thanh viễn tiếp tục ghé vào cửa hướng bên trong nhìn hơn nữa nàng ở suy tư đánh dấu ra tới cái kia khư độc khư chướng khí không khí tươi mát tề cái này đánh dấu vật phẩm thực rõ ràng thuyết minh phía dưới trong không gian nào đó địa phương trong không khí tràn ngập có hại vật chất tuy rằng bọn họ ở cửa động không cảm giác được có cái gì nhưng ninh tịch nguyệt tin tưởng vững chắc này một cái đánh dấu vật phẩm nhất định sẽ dùng tới nàng ở suy tư gì khi dùng thích hợp bên này quý diễn minh hô hai cái đồng chí bước ra khỏi hàng hai người lấy ra một bộ chuyên nghiệp công cụ ở cửa thí nghiệm một phen ninh tịch nguyệt tò mò nhìn trong tay bọn họ công cụ là một cái đơn giản máy trắc nghiệm báo cáo hết thảy bình thường quý diễn minh gật đầu nghiêm túc nhìn về phía đại gia mang hảo mặt nạ phòng độc lưu lại hai người bên ngoài tiếp ứng quý diễn minh nhìn về phía ninh tịch nguyệt cùng ninh thanh viễn hai người cũng lưu lại ở bên ngoài chờ bên trong tình huống không rõ nguy hiểm hảo hai huynh muội trên mặt nên được hảo hảo trong lòng lại có điểm điểm mất mát chính mình phát hiện một cái kỳ quái địa phương nhưng chính mình không thể đi vào xem là một kiện tiếc nuối sự bất quá bọn họ cũng đều biết lúc này mới hợp lý trong lòng tỏ vẻ lý giải không chỉ là sự tình quan tánh mạng còn sự tình quan cơ mật ninh tịch nguyệt nghĩ đến nàng hôm nay đánh dấu số lần ba lần đã dùng xong đánh dấu vật phẩm cũng bắt được tay cuối cùng một chút tiếc nuối cũng không có căn cứ đánh dấu vật phẩm nàng đại khái biết bên trong là gì tình huống có vào hay không đều không sao cả. Ninh Thanh Trí đi vào khi lại dặn dò hai người một phen, hai người cũng không thể chạy loạn, ngoan ngoãn ở cửa chờ. Chúng ta ra tới liền đưa hai người xuống núi. Ninh Thanh Viễn gật đầu, ân. đã biết, ca. Ninh Tịch Nguyệt vất tay, nhìn theo bọn họ đi xuống, đèn pin còn thấy bọn họ chiếu lộ. Nếu không thể đi vào, nàng cũng chỉ có thể ở chỗ này sử dụng không khí tươi mát tề. thống tử nên như thế nào sử dụng không khí tươi mát tề, tác dụng với phía dưới. Đinh, chỉ cần ký chủ ở vào trong động không gian, không khí tươi mát tề có thể tác dụng khắp cả huyệt động bên trong không gian. Minh Bạch, này còn không đơn giản. Ninh Tịch Nguyệt dường như không có việc gì đi đến cửa động để nhất giai bậc thang ngồi xuống, chân tự nhiên mà vậy dẫm lên đệ nhị bậc thang, như vậy không phải thuộc về cái này không gian sao. Cửa hai vị đồng chí thấy nàng chỉ là ngồi ở bậc thang liền không nhúc nhích, liền không có quản nàng. Lay ở cửa động ngoại Ninh Thanh Viễn thấy hắn muội muội như vậy, cũng đi qua đi dựa gần ninh tịch nguyệt xếp hàng ngồi. muội như vậy tầm mắt quả nhiên hảo rất nhiều, vẫn là ngươi sẽ chọn lựa vị trí. Ninh tịch nguyệt dứt khoát đem đèn tin đưa cho nàng ca, làm chính hắn chiếu xem. Chính mình còn lại là cùng hệ thống câu thông, thống tử, sử dụng không khí tươi mát tề, tác dụng với bên trong. Đinh, sử dụng phạm vi phù hợp, khư độc khư chứng khí không khí tươi mát tề đã sử dụng, ngầm phòng thí nghiệm không khí chất lượng ưu. Hoàng Mỹ cái này không cần lo lắng nàng đại ca cùng cấp trí trúng độc phương diện này sinh mệnh an toàn vấn đề. Nhìn đến bọn họ đi xuống sau chính là ở các trong phòng tra xét, trên quảng trường đã nhìn đến bọn họ bóng người, nàng nhị ca nhưng thật ra xem đến mùi ngon, nhìn không tới bóng người liền xem không gian bên trong kết cấu, nên tịch nguyệt lại cảm thấy ngồi ở chỗ này có điểm nhạt nhẽo, không biết phải đợi bao lâu. Đơn giản tay chống cầm, phân ra một nửa tâm thần tiến vào đến trong không gian học tập. Tiên tiến đến những không gian, Ninh Tịch Nguyệt nhìn đến hắc thổ địa thượng chính mình trừ vài lần thưởng mới trừ đến cherry cư nhiên ở hắc thổ địa dưới tác dụng kết quả, lần đầu tiên kết quả, quả tử không nhiều lắm, hai mươi mấy viên tả hữu, thụ có mấy viên đều đỏ, lại quá một hai ngày liền có thể biến thành tím đen sắc hoàn toàn thành thục. Xem ra là nên đi khiêu chiến 100 phân, cũng không biết sẽ có cái gì khen thưởng. Ninh Tịch Nguyệt nghĩ đến sắp có thể ăn cherry liền nối tiếp xuống dưới 100 phân khen thưởng tràn ngập chờ mong hôm nay nàng nhất định phải lao tới đến 100 phân mới rời đi. Đương nhiên, đi lao tới 100 phân chính là nàng học được cái thứ nhất hàng len, nàng biên đến tốt nhất dây mây chế phẩm giỏ rau, bình quân thành tích vì 98 phân, tốt nhất một lần đạt tới 99 phân, liền kém một phân, nhưng nàng vẫn luôn không thành công, tạp ở nơi đó thật lâu, nửa vời khó chịu. Hôm nay nàng có điểm tân ý tưởng. Ninh Tịch Nguyệt lại clip mở dạy học video ôn cố tri tân, trừ bỏ lần đầu tiên clip mở dạy học video là chính mình tiến vào lớp học từ thống tử hóa thân lão sư giáo thụ, mặt sau lại clip mở cùng tiết khóa chính là tiến vào lớp học quan kháng lần đầu tiên thu xuống dưới video, thuộc về là chính mình tham dự dạy học video thu chính mình xem. Mỗi lần xem chính mình lần đầu tiên lớp học học tập đều có không giống nhau hiểu được. Nhìn đến video cuối cùng chính mình làm ra một cái xấu bẹp giỏ rau cười đến giống cái ngốc tử. Ninh tịch nguyệt trong lòng xác định nên như thế nào đi lao tới 100 phân nàng tưởng nàng là tìm được nguyên nhân. Từ nay về sau mỗi một lần ở phòng mô phỏng làm luyện tập đề, nàng trong lòng đều là nghĩ lần này rỗ phải làm nhiều ít phân, suy xét phương hướng đều là như thế nào làm ra tới phân càng cao, cũng chưa dùng thiệt tình ở trong rỗ. Clip mở luyện tập đề, tiến vào đến phòng mô phỏng, Ninh Tịch Nguyệt cầm lấy dây mây, toàn thân tâm mà đầu nhập tiếng bệnh rỗ trong thế giới, đầu óc vô tạp niệm, không nhanh không chậm bệnh. Này một cái rỗ là Ninh Tịch Nguyệt cho tới nay tốn thời gian nhất lâu một cái, nhưng nàng chính mình lại không cảm giác được thời gian trôi đi. Trừ cuối cùng dư thừa dây đằng, một cái thái dương hoa hình rỗ hiện ra ở trước mặt. Ninh tịch nguyệt đem cuối cùng thành phẩm đặt ở chính phía trước nhìn kỹ, ân, nàng chính mình thực vừa lòng. Cầm rổ đi hướng nộp bài tập đài. Đinh, kinh kiểm nghiệm, lần này nộp lên tác nghiệp thành phẩm giỏ rau vì 100 phân, đạt tới hoàng mỹ phẩm chất. Đinh, kích phát hoàng mỹ phẩm chất khen thưởng, tốc độ dòng chảy thời gian so ngoại giới chậm 100 lần tiểu thư phòng một cái, ký chủ nhưng tùy ý sử dụng, siêu cấp xa hoa đại đĩa quay rút thăm trúng thưởng cơ hội một lần, Bly bốc hộp quà một cái. Đinh, kích phát hệ thống thăng cấp công năng, hệ thống sắp thăng cấp, ký chủ thỉnh ở 10 giây trong vòng rời đi phòng mô phỏng. Cũng liền một giây thời gian, Ninh Tịch Nguyệt đều còn không có phản ứng lại đây, người đã bị bắn ra phòng mô phỏng. Ninh Tịch Nguyệt trong đầu chỉ có một câu, ta hồi Thái Lan còn sẽ trở về. Ngao. Chương 97 tri thức chính là tài phú ninh tịch nguyệt ý thức bị bắn ra phòng mô phỏng không có trở về thân thể mà là trực tiếp tiến vào đến chính mình giới tử trong không gian hệ thống thăng cấp trong lúc không thể sử dụng hệ thống nhưng nàng giới tử không gian là cùng nàng tiến hành rồi linh hồn trói định độc thuộc về hệ thống ở ngoài bảo vật sẽ không chịu này ảnh hưởng đứng ở trong không gian nhìn đến bên trong hết thảy chưa từng biến hóa vui sướng hướng vinh cứ theo lẽ thường vận hành ninh tịch nguyệt vừa lòng gật gật đầu vẫn là nàng giới tử không gian hảo Giới tử không gian là vĩnh cửu thuộc về Ninh Tịch Nguyệt cái này linh hồn vật phẩm, nàng linh hồn đi chỗ nào không gian liền theo tới chỗ nào, nàng linh hồn biến mất, giới tử không gian cũng không riêng tự tồn tại, đi theo nàng cùng nhau tiêu tán, Ninh Tịch Nguyệt nhìn ở chính mình ý thức chỗ sâu trong giấc không gian, quả thực ái đã chết. Nàng quyết định, về sau sở hữu quý trọng vật phẩm toàn bộ đều phóng tới trong không gian tới, đánh dấu bất luận cái gì vật phẩm cũng buông tha tới hệ thống ba lô liền đơn thuần lấy đảm đương bảo đảm chất lượng giữ tươi không biến chất tăng mạnh bản tủ lạnh sử dụng. Thống tử đồng chí chính là nàng công cụ thống, không có tiền khi kiếm tiền, nhàm chán khi cãi nhau đậu thú dùng. Ninh Tịch Nguyệt nhìn trên vai tiểu rùa đen liếc mắt một cái, thống tử, hệ thống khi nào mới có thể thăng cấp hoàn thành, ta mãn phân khen thưởng hiện tại có thể sử dụng sao? Nàng nhưng thật ra có điểm muốn nhìn một chút siêu cấp xa hoa đại đĩa quay rốt cuộc có bao nhiêu xa hoa, còn có Blybot cũng làm nàng cảm thấy hứng thú. Đinh, hệ thống thăng cấp thời gian không chừng, chậm thì 15 phút, nhiều thì 3 ngày, thỉnh ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Đinh, nhân kích phát hệ thống thăng cấp, Mãn Vân khen thưởng đã đặt ở ngươi phần thưởng chi nhất thời gian trong thư phòng, thư phòng đã đặt ở ngươi phòng bếp bên cạnh. Ninh Tịch Nguyệt nghe vậy xoay người, nhìn đến chính mình phòng bếp bên cạnh nhiều ra một đống màu trắng vật kiến trúc cùng tồn tại ở bên nhau, đại khái có 40 mét vuông, nhìn cũng không tệ lắm. Cái này hảo nàng về sau làm mặt khác sự tình xem mặt khác thư khi liền có thể không cần toản lỗ hổng bí mật mang theo hàng lậu đi phòng mô phỏng học tập. Nhưng đối với thăng cấp thời gian việc này, Ninh Tịch Nguyệt có một chuyện quan quan trọng vấn đề cần thiết phải hỏi, thăng cấp mấy ngày nay thời gian đánh dấu cơ hội như thế nào tính? Ninh, thăng cấp xong sau thống nhất phát thăng cấp trong lúc đánh dấu cơ hội. Ninh Tịch Nguyệt yên tâm, hướng tới phòng bếp đi đến, cổng một sọt cỏ heo dẫn theo một cái bồn hướng tới thư phòng đi đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, không hề lực cản liền đi vào, nên Tịch Nguyệt đại hỉ, này thuyết minh cái gì, này thuyết minh nàng tìm được rồi một cái lớn hơn nửa lỗ hổng toản. Này đóng màu trắng trong thư phòng tốc độ dòng chảy thời gian cùng trong phòng mô phỏng mặt là giống nhau, đều là một so một trăm, nhưng thông qua thực nghiệm thuyết minh thư phòng cùng phòng mô phỏng lớn nhất bất đồng. Cỏ heo có thể đi vào, mặt khác đồ vật cũng có thể tiến vào, thư phòng không hạn chế nàng ở bên trong làm chuyện gì tình đồng thời ý nghĩa nàng ở trong không gian cũng có thể hưởng thụ một sau một trăm tốc độ dòng chảy thời gian chỉ là phiền toái điểm đem đồ vật đều dọn đến trong thư phòng mà thôi đối với này hạng nhất phúc lợi tới nói dọn đồ vật đều là chuyện nhỏ giới tử không gian nội ở thư phòng ngoại là bình thường tốc độ dòng chảy thời gian một sau một tiến vào trong thư phòng liền có thể hưởng thụ đến một sau một trăm tốc độ dòng chảy thời gian không cần quá sản lúc này đây khen thưởng quả thực là quá tuyệt vời nàng lần sau muốn đi hướng hàng tre trúc phẩm loại hoàng mỹ phẩm chất. Thực nghiệm xong thư phòng này trong đó một cái khen thưởng, Ninh Tịch Nguyệt bắt đầu xem dư lại hai cái. Siêu cấp xa hoa đại đĩa quay đã đứng ở thư phòng chính giữa. Nàng thực chờ mong rốt cuộc là có bao nhiêu xa hoa. Đi đến đại đĩa quay trước mặt, Linh Ninh Tịch Nguyệt đã cảm nhận được nó xa hoa một phương diện. Chỉ là cái này đĩa quay bản thân liền rất xa hoa, mặt trên cư nhiên được khảm bling bling kim cương, vẫn là một chỉnh vòng. Qua, hảo lóe. Ninh Tịch Nguyệt đôi mắt hoàn toàn là bị nó bắt được, chém cỏ heo dao phay nhắc tới, chạy như bay đến đĩa quay đi lên cậy kim cương. Uy uy uy, ký chủ không thể cậy, cậy đĩa quay liền không nhạy. Tiểu rùa đen ở giữa không trung phành phạch móng vuốt vây quanh Ninh Tịch Nguyệt nôn nóng loạn chuyển. Khi trước chuyển phần thưởng. Ninh Tịch Nguyệt biểu tình hơi trệ, dừng trong tay động tác, tạm thời buông tha đại đĩa quay thượng kim cương, trong tay giao phay không có buông, bước chân hướng tả di động hai bước, nghiêm túc nhìn đĩa quay thượng phần thưởng, tổng cộng 5 cái khu vực, mỗi một cái khu vực phần thưởng thực phong phú, lấy ra đi đều có thể làm bất luận kẻ nào sôi trào lên. Đệ nhất khối khu vực, radio một đài. Đệ nhị khối khu vực, đại đoàn kết, kim ngạch 1.000 đồng tiền. Đệ tam khối khu vực, đánh dấu cơ hội 5 lần. Đệ tứ khối khu vực, đại đoàn kết, kim ngạch 2.000 đồng tiền. Thứ năm khối khu vực, xe tải lớn một chiếc. Sợ ngây người lão thiết, nên tịch nguyệt bị này đó phần thưởng cấp khiếp sợ tới rồi, bên trong mỗi một khối khu vực phần thưởng đều là như vậy dụ hoặc người, tùy tiện đến giống nhau nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Đáng tiếc chỉ có một lần cơ hội. Ninh Tịch Nguyệt rất là tiếc nuối. Cực hạn năm tuyển một, thật sự là không biết nên như thế nào lựa chọn. Lúc này đây ta cầu thần tài phù hộ chuyển tới có thưởng khu vực, chỉ cần không phải tuyến thượng đều được, phù hộ ta. Ninh Tịch Nguyệt nhắm mắt lại cầu thần hậu bắt đầu sờ đến đĩa quay kim đồng hồ. Trong lòng chưa từng có lúc này đây như vậy khẩn trương quá, có thể hay không bắt được giải thưởng lớn liền xem này một phen. Đi ngươi. Đĩa quay kim đồng hồ bắt đầu nhanh chóng chuyển động, nên tịch nguyệt đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Thống tử đều thế ký chủ vuốt mồ hôi, nó thật sợ ký chủ giống lần trước như vậy chuyển tới tuyến thượng, lấy ký chủ lần trước liên tục xoay vài lần tiểu hắt tay làm nó không thể không lo lắng khẩn trương. Kim đồng hồ chậm rãi chuyển động, cuối cùng ngừng ở có thưởng khu vực. Đại đoàn kết, kim ngạch 2.000 đồng tiền. A, à, ta cũng có một đêm vất nhanh một ngày, ha ha ha. Ninh tịch nguyệt lên tiếng thép chói tai, trong tay cầm tiểu rùa đen nhảy nhót, lấy này tới biểu đạt chính mình nội tâm kích động cùng vui sướng. Chúc mừng ký chủ. Tiểu rùa đen hai chỉ đậu đại lục trong mắt đựng đầy tươi cười, tự đáy lòng thế ký chủ cao hứng. Lúc này đây ký chủ vận khí đều biến hảo, không chỉ có không chuyển tới đường ranh giới thượng còn chuyển tới ký chủ thích nhất đại đoàn kết thượng, thống tử đột nhiên cảm thấy ký chủ bái thần tài còn rất dùng được, mỗi lần đã bái đều có vận may. Ninh Tịch Nguyệt kích động xong rồi sau đem tầm mắt phóng tới ra phần thưởng trong khung, thật dày một chồng đại đoàn kết ánh vào mi mắt. Tay so đầu óc mau, Ninh Tịch Nguyệt đã bắt đầu đếm tiền, không nhiều không ít, vừa vặn 2.000 khối, phủng trong tay tiền cười mị mắt. Khó trách mọi người đều nói tri thức chính là tài phú, này không phải thực hiện. Hơn nữa này 2.000 đồng tiền, Ninh Tịch Nguyệt thân gia lại trướng một mảng lớn, đã có được gần 3.000 đồng tiền tiền mặt ở cái này người đều tiền lương mười mấy khối niên đại, thỏa thỏa phú bà một quả. Ninh Tịch Nguyệt đem tiền phóng tới chính mình chuyên môn dùng để phóng tiền tiền tráp, nhìn đến tiền tráp tiền càng ngày càng nhiều, trong lòng thực thỏa mãn. Ký chủ, ngươi còn có một cái bơ lai bốc không có khai. Tiểu quy tử ấm áp nhắc nhở. Ninh Tịch Nguyệt phóng hảo tiền tráp, nhìn về phía trên mặt đất hộp đen, đến đây đi, thừa dịp vận may hảo, đem hộp cùng nhau khai. Khai hộp trước ắt không thể thiếu bước đi, cầu thần cầu song thần, Ninh Tịch Nguyệt chậm rãi mở ra Blybot. Phanh. Mở ra hộp trong nháy mắt kia, cùng với một thanh âm vang lên, một cổ bạch quan triều Ninh Tịch Nguyệt ập vào trước mặt. Mảnh liệt quan làm Ninh Tịch Nguyệt không thể không nhắm mắt lại, có điểm ghét bỏ, gì, đây là cái gì? Đôi mắt đều phải hoảng mù. Chương 98 quang Hoàng. Đinh, đạt được nữ chủ quan Hoàng thể nghiệm một lần, hữu hiệu thời gian 24 giờ, đã tự động đeo, ra không gian có hiệu lực, chú, đã đeo liền vô pháp gỡ xuống, có tác dụng trong thời gian hạn định một quá tự động biến mất. Cái gì thể nghiệm? Ninh tịch nguyệt khiếp sợ mặt. Tiểu quỷ quy tử hữu nghị nhắc nhở, ký chủ, là nữ chủ quan hoàng thể nghiệm. Cái gì hoàng? Ninh tịch nguyệt hoảng sợ mặt. Tiểu quy tử kiên định gật đầu, nữ chủ quan hoàng. Dựa, chó má nữ chủ quan hoàng. Ninh tịch nguyệt chỉ nghĩ tuôn ra khẩu, đối với này bly bốc hộp quà càng ghét bỏ bên người nàng hai cái thật giả nữ chủ quan hoàng là thế nào nàng còn không rõ ràng lắm sao bên người không ngừng lớn nhỏ chuyện phiền toái nữ chủ quan hoàng ở trong mắt nàng liền không phải cái thứ tốt tiểu rùa đen nhìn đến ký chủ không thích cái này vật phẩm trên mặt cũng không cao hứng lập tức bay qua đi an ủi ký chủ ngươi không cần lo lắng ngươi đây là vận may nữ chủ quan hoàng loại đồ vật này khả ngộ bất khả cầu tuy rằng ngươi khai ra tới quan hoàng thuộc tính không rõ nhưng ta tin tưởng sẽ không quá kém Ninh tịch nguyệt đối nữ chủ quan hoàng có chính mình nhận tri, bất đắc dĩ mà hất hất đầu, ý đồ ném quay đầu thượng hư vô quan hoàng. Cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình, chính là tính kém cũng không có biện pháp, đều ở trên đầu đỉnh trứ, này phá chơi còn không thể gỡ xuống tới, liền cứ như vậy đi, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, ta còn là nhiều hướng tốt phương diện tưởng. Bên ngoài nàng đại ca kia phê đi xuống phân đội nhỏ còn ở tiếp tục tìm tòi, Ninh tịch nguyệt không nghĩ hiện tại liền đỉnh trên đầu quan hoàng đi ra ngoài lắc lư sợ tự nhiên đâm ngang làm ra một ít kỳ kỳ quái quái sự tình ra tới. Dứt khoát liền ở trong thư phòng học tập lên. Trước mắt nàng học tập thư tịch tiến độ vì. Cao trung sách giáo khoa, học tập tiến độ 70%, đã phục bàn xong một lần sách giáo khoa nội dung, đang ở nhìn kỹ quan trọng tri thức điểm, đến ít với tự thân cùng nguyên chủ học bá thêm thành, khó khăn một viên tinh. Bệnh bách khoa toàn thư, thư tịch tiến độ 20%, dây đằng bệnh phân loại đã học được không sai biệt lắm, dây đằng bệnh bình quân trình độ 69 phân, sơ cấp trình độ. Trung thảo dược sách tranh, học tập tiến độ 30%, thư trung sở nhớ trung thảo dược đã học 1 phần 3, đều vì thường thấy dược thảo, thắp sáng đồ đằng 10 loại, chế dược phối phương học được 10 loại. Heo mẹ hậu sản hộ lý thư, tiến độ 80%, nội dung đã học xong, thực tiễn trung. Tân Được đến Mỹ dung dưỡng nhan dưỡng sinh bí tịch sách, tiến độ linh. Ninh tịch nguyệt cầm lấy kế hoạch biểu, Tân thêm mỹ dung dưỡng nhan dưỡng sinh bí tịch thư học tập quy hoạch. Thư phòng ngày đầu tiên sử dụng, liền từ học tập này bổn bắt đầu. Bên trong nội dung tất cả đều là bắt được mỹ dung dưỡng nhan dưỡng sinh phương thuốc. Chia làm mỹ dung, dưỡng nhan, dưỡng sinh tam bộ phận, mà mỗi một bộ phận đều chia làm uống thuốc ngoại dụng hai cái bản khối phối phương. Hiện tại cái này giai đoạn, Ninh Tịch Nguyệt đối dưỡng nhan ngoại dụng phối phương thập phần cảm thấy hứng thú mặt trên ghi lại phương thuốc chế tạo ra tới đồ vật chính là cùng loại với hiện đại dùng những cái đó mỹ phẩm dưỡng da. Này cần thiết phải học tập lên. Hiện tại không thể thông qua liên tiếp tiến vào trong phòng học học tập, nhưng nàng có thể chính mình trước xem, lại thu thập điểm tài liệu chính mình mân mê. V.net Càng xem bên trong nội dung ninh tịch nguyệt càng kinh hỉ, đây là một quyển bảo tàng, còn có thể cùng nàng học tập trung thảo dược liên hệ lên. Nàng đến hảo hảo học tập này bổn bí tịch, nó chính là về sau kiếm tiền công cụ. Ninh Tịch Nguyệt xem đến si mê, thời gian quá thật sự mau, chờ nàng buông thư tịch đi ra thư phòng khi, chú ý đến đại ca cùng quý đồng chí dẫn dắt phân đội nhỏ đã ở xuất động khẩu trên đường. Ninh Tịch Nguyệt ý thức trở về thân thể, trong đầu vang lên thống tử nhắc nhở âm. Đinh, nữ chủ quan hoàng có hiệu lực trung. Dựa, nàng đều phải quên cái này nữ chủ quan hoàng. Ninh Tịch Nguyệt nơm nớp lo sợ trung. Đại ca, thế nào, bên trong gì tình huống? Bên người ngồi Ninh Thanh Viễn đứng lên phất tay, bước chân nâng lên chuẩn bị xuống phía dưới đi rồi một bước này vừa đứng lên động tác không biết như thế nào liền đụng phải bên cạnh sắp đứng lên ninh tịch nguyệt ninh tịch nguyệt thân thể trước khuynh một cái lão đảo đi phía trước đánh tới ổn đều ổn không được trong thân thể thái cực quyền công lực đều không để dùng cẩn thận muội 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 ba đạo quan tâm thanh âm vang lên đồng thời ninh tịch nguyệt nhìn đến ba đạo nhân ảnh chạy như bay mà đến mắt thấy nàng liền phải phát gục ở nhất giai nhất giai thềm đá thượng trong chớp nhoáng, trong đó kia một đạo cao lớn bóng người chạy như bay đến nàng trước mặt. Nàng cả người nhào vào quý diễn minh ôm ấp. Hiển nguy trùng trùng gian bị một người cao lớn anh tuấn như vĩ ngạn giống nhau nam tử cứu, từ đây nhớ kỹ trên người hắn nhàn nhạt xà phòng vị, mở ra ân oán tình thù, báo ân chi lộ. Đây là ninh tịch nguyệt rơi vào quý đồng chí ôm ấp trung khi đối nữ chủ quan hoàng tác dụng ý tưởng. Thần hắn miêu nữ chủ quan hoàng. Thái quá hết sức. Cảm nhận được đối diện cứng rắn ngực, Ninh Tịch Nguyệt trấn định tự nhiên rời khỏi quý đồng chí ôm ấp, hô, nguy hiểm thật, cảm ơn ngươi quý đồng chí. Cẩn thận một chút. Quý diễn minh trong thanh âm lộ ra một cổ lo lắng cùng xưa nay chưa từng có ôm nhu. Trong lòng ngực người lui ra ngoài khi, tâm mảnh nhảy một chút, tay trong lúc nhất thời có điểm không biết làm sao, dứt khoát thu hồi tới bối ở sau lưng. Cảm nhận được chính mình chấp mũi còn tàn lưu một tia nhàn nhạt thanh hương, quý diễn minh tim đập đến càng mau. Hai cái ca ca chạy như bay tới ninh thanh viễn trên mặt còn mang theo nghĩ mà sợ tự trách nói muội ngươi không sao chứ đều do nhị ca động tay động chân còn hảo không có việc gì lão quý cảm ơn ngươi ninh thanh trí khẩn trương biểu tình hòa hoãn xuống dưới lại sinh khí mà nhìn về phía nhà mình đệ đệ đánh một quyền bả vai ngươi có thể hay không tiểu tâm ổn trọng điểm bao lớn cá nhân còn hấp tấp ninh tịch nguyệt vì bối một chút nồi nhị ca nói một câu lời hay không trách nhị ca trách ta chính mình thất thần đi chính là nữ chủ quan hoàng thần. Xoay người đi phía trước khi, lại nhẹ nhàng oai một chút chân, Quý Diễn Minh lòng còn sợ hãi đỡ lấy, chúng ta đi ra ngoài lại nói, nơi này không an toàn. Cứ như vậy, Ninh Tịch Nguyệt bị Quý Diễn Minh cùng Ninh Thanh Trí đỡ đi ra ngoài, một tả một hữu nâng, cực kỳ giống bị rảo cái kia phạm nhân, mặt sau còn đi theo một cái ấy nấy thân thuộc. Ninh Tịch Nguyệt trong lòng là cự tuyệt, nàng chính là tinh thống tử tà, cho rằng nó sẽ không quá kém, nàng miêu khai cục cứ như vậy lúc này mới qua đi vài phút, làm nàng mặt sau 23 cái nhiều giờ nhưng sao chỉnh. Thân tàn chí kiên ninh tịch nguyệt quyết định tỉnh lại lên đánh lên 12 phần tinh thần tới đối mặt, quý đồng chí, đại ca, các ngươi có thể buông ta ra, nơi này sẽ không té ngã. Ninh tịch nguyệt đã chân trảo địa, vận dụng thái cực quyền, ổn định hạ bàn. Hai người buông ra sau quả nhiên không xuất hiện ngoài ý muốn. Quý diễn minh chính chính sắc, nghiêm túc lại trịnh trọng nhìn về phía ninh tịch nguyệt cùng ninh thanh viễn, chúng ta trước đưa hai người xuống núi, về sau nơi này đừng tới, cái này địa phương sự tình cũng cần thiết nghiêm khắc bảo mật, không thể tiết lộ chút nào, biết không? Biết. Ninh Tịch Nguyệt cùng Ninh Thanh Viễn cũng là cực có ánh mắt người, nghiêm túc gật đầu. Quý Diễn Minh trên mặt rút đi nghiêm túc, ông hòa nói, ta sẽ vì các ngươi xin khen thưởng. Ninh Thanh Trí nhìn về phía hai người, trong lòng cao hứng, đi thôi, xuống núi. Xuống núi lộ, Ninh Tịch Nguyệt có điểm lo lắng sẽ có cái gì chuyện xấu phát sinh đối nữ chủ quan hoàng nàng thật sự là không báo tốt kỳ vọng. Nhưng kế tiếp lộ trình lại làm nàng cao hứng lên. Chương 99 xích cước đại phu. Xuống núi đường đi hơn 10 phút, Ninh Tịch Nguyệt liền phát hiện đỉnh đầu nữ chủ quan hoàng bắt đầu phát lực. Bởi vì nàng lại bị trên đường cục đá vướng ngã, thân thể sắp sửa đi phía trước lão đảo khi đã bị quý diễn binh bắt lấy cánh tay, tránh cho bi kịch phát sinh. Ninh Thanh Trí đại phun một hơi, hô, muội ngươi nhưng phải cẩn thận điểm, một ngày tới hai lần quá dọa người nhị ca trái tim nhỏ cũng chịu không nổi. Ninh Thanh Viễn nghĩ mà sợ. Không có việc gì. Ninh Tịch Nguyệt lòng còn sợ hãi vỗ bộ ngực, chân thành nhìn về phía quý diễn minh nói lời cảm tạ, cảm ơn quý đồng chí. Có quý đồng chí tại bên người cảm giác an toàn mười phần. Nhưng ngón chân thượng truyền đến đau đớn làm nàng một đôi đen nhánh đôi mắt đôi đầy thủy quan, nhưng nàng chịu đựng, nhẫn quá lần này liền không nhiều đau. Quý diễn minh nhìn đến một đôi ước dầm về trong ánh mắt mang theo kiên cường ý cười nhìn hắn, như vậy một màn làm hắn tim đập lại nhanh hơn chút, trên mặt hơi năng, biểu tình có điểm mất tự nhiên quay đầu, nhiều nhìn điểm lộ. Ninh Tịch Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nhìn đến đối diện quý đồng chí không giống nhau biểu tình, mặt có điểm hồng, nhĩ tim cũng là hồng, tuy rằng trong lòng có điểm nghi hoặc quý đồng chí đây là làm sao vậy, nhưng không ảnh hưởng nàng cảm thấy quý đồng chí như vậy thật đáng yêu. Không đúng, đáng yêu là cái quỷ gì, nàng đây là bị quan hoàng ảnh hưởng. Ký chủ, này ngươi không thể lại quan hoàng, quan hoàng đều là ở có đến cơ sở bay lên hoa ân quý đồng chí xác thật rất có cảm giác an toàn hiện tại nhìn cũng có thể ái quan hoàng ảnh hưởng không ảnh hưởng nói không rõ nhưng đúng là ninh tịch nguyệt trong lòng để lại một chút bé nhỏ không đáng kể dấu vết nàng chính mình cũng không biết ninh tịch nguyệt cúi đầu xem làm chính mình thiếu chút nữa vướng ngã đầu sỏ gây tội tối đen một đống đây là cái gì ninh tịch nguyệt nhặt lên tới tò mò mà nhìn thứ này nhìn như thế nào như vậy giống thang đá Ninh Thanh Viễn thử tính suy đoán. Cho ta xem. Ninh Thanh Trí lấy quá hắc ngực đáp nghe sau ngẩng đầu nhìn phía Quý Diễn Minh, lão Quý hình như là. Quý Diễn Minh lại tiếp nhận đi nghe nghe, lặp lại nhìn kỹ xem xác định gật đầu là than thô. Ninh Tịch Nguyệt từ kia khối hắc ngực đáp nguyên lai tồn tại vị trí phía dưới lại moi ra tới một khối đưa qua đi, ca, ta lại phát hiện một khối. Quý Diễn Minh nhìn đến có một khối than thô xuất hiện, trong lòng có suy đoán, xoay người đối phía sau duy nhất cùng lại đây hai vị đồng chí nói các ngươi hai cái ở gần đây tìm xem lại nhìn về phía ninh tịch nguyệt ninh đồng chí ngươi lưỡi hái cho ta mượn dùng một chút ninh thanh trí cũng đem nhà mình đệ đệ trong tay dao chẻ củi cấp lấy ở trên tay hai người ngồi xổm ở một đống triều ninh tịch nguyệt nhặt lên tới vị trí đào thằng nhóc cứng đầu ở hai mét chỗ một cái sườn dốc thượng cầm một khối thang đá hô lão đại bên này lộ ra tới một chút màu đen Lúc này quý diễn binh đem bùng đào khai cũng thấy được cái này mặt lộ vẽ ra một chút màu đen. Lão quý, ngươi xem cái này mặt tất cả đều là. Ninh tịch nguyệt cùng ninh thanh viễn thò lại gần xem, bùng như ẩn như hiện màu đen hòn đá. Trong lúc nhất thời, ninh tịch nguyệt nghĩ đến nữ chủ quan hoàng chỗ tốt, nói, ca, này phụ cận không phải là có cái gì mỏ than đi, bị lũ bất ngờ cấp lao xuống tới, lộ ra đến mặt ngoài. Ta cảm thấy là, nếu là thật phát hiện mỏ thang, chúng ta có phải hay không còn có thể được khen thưởng. Ninh Thanh Viễn khát khao mặt sau đoạt giải phẩm hoặc tiền thưởng. Ninh Tịch Nguyệt sáng lấp lánh nhìn về phía nơi này có thể làm chủ người, Quý Diễn Minh đồng chí, sẽ sao? Quý Diễn Minh nhìn đến này xong như sao trời lóa mắt đôi mắt trong lòng lại nổi lên gợn sóng, giờ đi tầm mắt gật đầu, ân, nếu là xác nhận nơi này thật sự có mỏ thang, có thể cho các ngươi xin. Hắn như thế nào càng ngày càng không bình thường, Quý Diễn Minh vỗ vỗ đầu mà bên cạnh Ninh Tịch Nguyệt cùng Ninh Thanh Viễn nghe thấy cái này trả lời, cao hứng đứng lên vỗ tay. Ninh Thanh Trí cười hô một câu, hai người cẩn thận một chút, đừng lại quan ngã. Đi thôi, tiếp tục xuống núi. Quý Diễn Minh Huy đi trong đầu tạp niệm, để lại một cái đồng chí ở chỗ này nhìn, liền mang theo bọn họ tiếp tục đi, hôm nay thu hoạch pha phong, hắn hiện tại muốn vội vã xuống núi đi liên hệ người. Kế tiếp lộ, thật sự làm Ninh Tịch Nguyệt kiến thức nữ chủ quan hoàng cường đại. Đi một đoạn đường, phát hiện hảo dược liệu nhặt lại đại lại mới mẻ nấm chồng chất cái loại này hai cái sọc một chút liền chứa đầy trên tay còn cầm bao tải lại đi một đường nhặt được cánh bị thương gà rừng càng kỳ quái hơn chính là trên đường một con ngốc hô bào đứng ở nơi đó động đều bất động người đều đi đến trước mặt cũng không chạy bị tiểu hôi mấy móng vuốt đi xuống lượt ngã xuống đất ninh tịch nguyệt hết chỗ nói rồi lúc này nữ chủ quan hoàng là cẩm lý bám vào người khí vận thêm thành hôm nay chúng ta vận khí thật không sai nhiều như vậy thứ tốt ninh thanh viễn nhìn đến trên mặt đất to mọng hưu bào ngây ngu cười ninh tịch nguyệt nhà nàng nghị ca bộ dáng càng thích kêu ngốc hưu bào tới rồi dưới chân núi bao tải đã trang ba con gà rừng hai chỉ thỏ hoang một con ngốc hưu bào quý diễn minh từ ninh tịch nguyệt nơi đó hiểu biết đến đại đội thượng có một bộ điện thoại ba người liền đi theo ninh tịch nguyệt cùng nhau hướng đại liễu đội đi đến mà đại đội thượng điện thoại là đại đội trưởng ở quản lý Xét thấy nơi này chỉ có ninh tịch nguyệt một cái đối đại liễu đội tình huống hiểu biết người, vì thế liền từ nàng mang theo mấy người hướng tới đại đội trưởng gia đi đến, trước vội đại sự quan trọng. Đỉnh đầu nữ chủ quan hoàng người vận khí đều hảo, đại đội trưởng vừa lúc ở trong viện ngồi đốn củi. Đội trưởng, vị này đồng chí tìm ngài. Trương Đại Vi vừa thấy người tới, này không phải cục công an xuống dưới quá quý đồng chí sao? Đội trưởng vội vàng buông trong tay xài cùng đao, mặt cười thành cúc hoa đứng lên đi bắt tay, quý đồng chí, đã lâu không thấy mau tiến vào ngồi không ngồi tìm ngươi có chuyện quan trọng quý diễn minh biểu tình ngưng trọng mà nhìn về phía đại đội trưởng mượn hạ đội thượng điện thoại chúng ta ở trên đường vừa đi vừa nói chuyện đại đội trưởng cảm nhận được sự tình quan trọng thu liễm trên mặt tươi cười gật đầu hảo đại đội trưởng vào nhà lấy chìa khóa dương liễu thẩm ở trong phòng bếp nấu cơm nghe được ninh tịch nguyệt tới lập tức cầm trong tay việc giao cho con dâu nhóm liền chạy ra lôi kéo ninh tịch nguyệt thân mật nói chuyện hai cái ca ca đều thật vui mừng, nhà mình muội muội cùng đội thượng lãnh đạo chỗ đến thân liền không dễ dàng chịu khi dễ. Quý Diễn Minh trong mắt mang theo thưởng thức, hắn thưởng thức đi chỗ nào đều quá đến như cá gặp nước người. Ninh Tịch Nguyệt đem ở trên đường liền trang tốt nấm đưa cho Dương Liễu Thẩm, Thẩm, nơi này là ta hôm nay vào núi Thải, cho ngài nếm thử mới mẻ. Dương Liễu Thẩm trong lòng uất thiếp, nhưng chối từ, ngươi lưu trữ chính mình ăn, cấp thím làm gì? Ninh Tịch Nguyệt cố sinh khí, ngài cầm, đây là ta cho ta bạn vong niên bằng hữu nấm, lại nói ta sọt còn có nấm, đủ ăn. Hảo, cầm. Dương liễu thẩm vẽ mặt tươi cười nhận lấy, sau đó lôi kéo ninh tịch nguyệt đi đến bên cạnh thần thần bí bí mở miệng. Tịch nguyệt, chúng ta đại đội sản xuất thượng cái kia vệ sinh trong sở xích cước đại phu tìm được quan hệ bị điều đến trấn trên đi, đại đội thượng vệ sinh sở liền không tiếp theo vị trí, ta nhớ rõ ngươi sẽ y thuật, ta đề cử ngươi đi đương thế nào. Dương liễu thẩm sợ ninh tịch nguyệt không hiểu, lại tiếp tục bổ sung phúc lợi đãi ngộ ta cho ngươi nói đương xích cước đại phu chỉ có giống cày bừa vụ xuân cùng cây trồng vụ hè thu hoạch vụ thu như vậy ngày mùa khi mới xuống đất mặt khác thời điểm đều không xuống đất ngày thường cũng không vội vẫn là lấy mãn công điểm ăn tết sát năm heo còn có điểm thêm vào phúc lợi có thể ưu tiên chọn thịt còn có chút ẩn hình phúc lợi ngươi đi đương liền biết đã sớm mơ ước đại đội thượng xích cước đại phu cương vị ninh tịch nguyệt nghe được tâm kinh hoàng cơ hội đặt tới trước mắt tới nàng nhất định đến tranh thủ xuống dưới khi ta trước cảm ơn thím tuyển thượng sau ta thỉnh thím uống rượu ngon ái rượu dương liễu thẩm vừa nghe đến rượu đôi mắt đều tỏa sáng kêu hóa ra hảo thím này liền bất hòa ngươi khách khí ngươi yên tâm thím buổi tối liền đi ngươi rất là thúc bên tai cho ngươi nói nói lời hay chương 100 thăng cấp thành công đinh hệ thống thăng cấp thành công đinh kích phát tân tăng nhiệm vụ chi nhánh thỉnh ký chủ ở trong vòng 3 ngày đạt được đại đội xích cước đại phu cương vị nhiệm vụ đánh tạp đánh dấu thành công sau đem đạt được trọng lượng tích phân cùng càng nhiều thần kỳ lại thực dụng đánh dấu vật phẩm. Đang ở cùng Dương Liễu Thẩm nói chuyện phím ninh tịch nguyệt bị thống tử này một tiếng cấp dọa tới rồi, thống tử máy móc âm biến thành dương thôn lười dương dương thanh âm. Còn có nàng thống tử rốt cuộc thăng cấp thành thế nào hệ thống, sao còn có kia gì tích phân là làm gì dùng. Lúc này đội trưởng cầm chìa khóa vòng đi ra, ninh tịch nguyệt cũng không rảnh chú ý thống tử sự tình. Thu hồi suy nghĩ cùng Dương Liễu Thẩm cho nhau sử một ánh mắt sau, Dương Liễu thẩm hướng phòng bếp đi đến, Ninh Tịch Nguyệt đi theo rời đi, trong lòng cao hứng nghĩ tranh thủ này danh ngạch. Thừa dịp nữ chủ quan hoàng còn có điểm có tác dụng trong thời gian hạn định, nàng đến hành động lên tranh thủ, không phải vì nhiệm vụ, mà là vì nàng chính mình. Quý Diễn Minh cùng thằng nhóc cứng đầu đi theo đội trưởng đi trước đại đội thượng, Ninh Thanh Trí cùng Ninh Thanh Viễn đưa Ninh Tịch Nguyệt hồi thanh niên trí thức viện. Đến thanh niên trí thức viện môn khẩu, thấy thanh niên trí thức trong viện thanh niên trí thức đều còn không có trở về, tối đen một mảnh, trống rỗng, một người cũng không có. Ninh Tịch Nguyệt xoay người nhìn về phía Ninh Thanh Trí kiến nghị nói, đại ca, hiện tại đều tình huống cũng không vội mà này trong chốc lát, ngươi cùng nhị ca ăn cơm chiều lại đi, ta kiến phòng bếp nhỏ có thể sử dụng, đợi chút chúng ta lộng một con gà rừng tới thiêu, dư lại ngươi mang về cấp trên núi đói bụng các đồng chí ăn. Ninh Thanh Trí vốn định cự tuyệt, nhưng nghĩ đến trên núi đói bụng đồng bạn có thể nếu có thể ăn thượng một ngụm nóng hổi cũng đúng, hắn muốn mượn muội muội phòng bếp cùng đồ vật nấu điểm lấy về đi, cũng đúng ta tới làm ninh tịch nguyệt phòng cũng chưa hồi sân cũng chưa tiến mang theo người từ bên cạnh vòng qua thanh niên trí thức viện đến mặt sau phòng bếp nhỏ mở ra phòng bếp tiểu hôi chạy vào nó cạnh cửa trong ổ nằm vương đầu uống trong chén thủy ninh thanh viễn cười nói tiểu hôi đều mệt tới rồi uống nước đều phải nằm uống quá lười ngươi không biết xấu hổ nói tiểu hôi chính ngươi khi còn nhỏ còn không phải chạy nhanh thu thập nấu cơm ninh thanh trí liếc mắt một cái ninh thanh viễn nói Tam huynh muội buông bối thượng sọt cùng trong tay đồ vật, bắt đầu lấy ra đồ vật nấu cơm chiều. Ninh Thanh Trí triều Ninh Tịch Nguyệt mượn điểm mễ, đem trên núi đồng chí cùng quý diễn minh, thằng nhóc cứng đầu cơm đều nấu thượng. Ninh Thanh Viễn nhóm lửa nấu cơm, Ninh Thanh Trí thu thập hai chỉ gà rừng, thực mau liền đem thịt gà thiết hảo phóng tới mặt sau để trong nồi nấu, tính toán hầm chính lại dùng ớt cây xào. Ninh Tịch Nguyệt ngược lại trở thành trợ thủ người, nơi này xem một chút, nơi đó thiết một chút, tẩy một chút nấm, lại lấy một khối thịt khô đưa cho đại ca thiết. Ở quý diễn minh đi tìm tới khi, trong nồi cơm đều chín, đã ở xào thịt gà, ớt khô phóng đến ướt chừng, đây là ninh tịch nguyệt xào, nàng thích ăn ớt gà, những người khác cũng ăn được cây, liền xung phong nhận việc tiếp nhận xào gà nhiệm vụ. Ninh thanh trí hô, lão quý ngươi cùng thằng nhóc cứng đầu trước ngồi một lát, lại chờ cái 10 phút tả hữu, liền có thể ăn cơm, ta cấp các huynh đệ cũng làm, đợi chút dùng cơm hộp cho bọn hắn mang lên đi quý diễn minh như thế nào sẽ chính mình ngồi xuống chờ người khác nấu ăn ngon ngồi mắt ăn bát vàng đẩy xong tay liền tiếp nhận xào dư lại đồ ăn ra dáng ra hình đầu bếp phong phạm không thấy ra tới quý đồng chí còn sẽ xào rau ninh tịch nguyệt đứng ở bên cạnh cùng ninh thanh trí nói thầm còn không phải sao lão quý tay nghề hảo thật sự ở bộ đội thường xuyên mượn thực đường cho chúng ta khai tiểu táo mỗi lần chúng ta mang về tới con mồi đều là hắn chưởng muỗng kia hương vị tuyệt ninh thanh trí giơ ngón tay cái lên thiệt tình khen lợi hại như vậy sẽ nấu cơm nam đồng chí nhìn chính là thuận mắt. ninh tịch nguyệt đối loại này sẽ nấu cơm còn chủ động nấu cơm nam đồng chí rất có hảo cảm, thực thưởng thức. nếu là sau khi ăn xong có thể rửa chén liền càng thêm thưởng thức. nghe được muội muội khích lệ, ninh thanh trí nháy mắt cảnh giác lên, biến sắc mặt nói, ta cũng sẽ nấu cơm. nhà của chúng ta nam đồng chí đều sẽ nấu cơm, nấu cơm lại không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, ta ba về nhà còn phải làm cơm đâu. ninh tịch nguyệt nghiêm túc gật đầu, đại ca nói đúng ta chính là cảm thấy nhà của chúng ta người thực hảo, đều rất lợi hại. Ninh Thanh Trí xem muội muội chỉ là đơn thuần cảm khái một chút, mới vừa cảnh giác tâm một chút tiêu tán, hại, nghĩ nhiều. Đồ ăn xào hảo, Ninh Tịch Nguyệt nếm nếm chính mình xào gà đinh, ân, vẫn là nguyên lai trình độ, không có ẩm lại, trước sau như một ăn ngon. Tới nếm thử ta muội xào gà. Ninh Thanh Trí cầm lấy chiếc đũa dẫn đầu nếm Ninh Tịch Nguyệt làm đồ ăn mặt sau còn đi theo không cam lòng lạc hậu ninh thanh viễn cùng trong lòng có ý tưởng quý diễn minh còn có tùy đại lưu thằng nhóc cứng đầu ân hương vị thật không sai ăn ngon ninh thanh trí thiệt tình cảm thấy ăn ngon liền ăn vài chiếc đũa ninh tịch nguyệt xem mọi người đều thực cổ động nàng cải ngồng thật cao hứng nấu ăn người thích nhất chính là người khác khen nàng làm đồ ăn ăn ngon ninh tịch nguyệt trên mặt mang theo tươi cười chuẩn bị nếm quý đồng chí xào nấm hương thịt khô Quý Diễn Minh vẫn luôn chú ý Ninh Tịch Nguyệt hướng đi, thực chờ mong nàng nếm hắn xào đồ ăn sẽ là cái gì phản ứng. Ân, quý đồng chí xào đồ ăn ăn ngon, về sau ngươi đều có thể đi đương nhận lời mời tiệm cơm quốc doanh đại sư phó. Ninh Tịch Nguyệt triều quý Diễn Minh giơ ngón tay cái lên, đánh giá không làm giả. Thích liền hảo, ăn nhiều một chút, ta hôm nay cũng là dính ngươi quan ăn thượng một ngụm nóng hổi cơm, cảm ơn. Quý Diễn Minh trong lòng cao hứng, lời nói đều nhiều vài câu ninh thanh trí nào đó ra đa lại bị nửa kích phát hô ăn cơm ăn cơm ăn còn có chính sự muốn làm đúng vậy lúc ăn và ngủ không nói chuyện ninh thanh viễn lạnh nhạt mặt bồi thêm một câu thằng nhóc cứng đầu một người cảm thấy biệt nữ, lại không biết là chuyện như thế nào cúi đầu vào trong chén cơm ninh tịch nguyệt không thể hiểu được nhìn trên bàn mỗi người đều có điểm quái trên bàn cơm an tỉnh xuống dưới chỉ còn lại có chén đổ va chạm thanh cơm nước xong Tẩy xong trọng trách bị Quý Diễn Minh cùng thằng nhóc cứng đầu tiếp nhận, Ninh Thanh Trí cùng Ninh Thanh Viễn ở nơi đó đóng gói đồ ăn, Ninh Tịch Nguyệt ngồi sổng ở trong phòng bếp uy tiểu hôi, nàng không cần rửa chén quá tuyệt vời, cảm tạ quý đồng chí cùng thằng nhóc cứng đầu. Chuẩn bị cho tốt hết thảy, Ninh Tịch Nguyệt đưa bọn họ rời đi thanh niên trí thức viện. Đi phía trước Ninh Thanh Trí nói, đúng rồi, mọi người lưu ý bao vây, ta phía trước cho ngươi gửi bao vây hẳn là muốn tới, nhớ rõ lấy về tới lúc này Ninh Tịch Nguyệt mới nhớ tới nàng quên sự tình là cái gì, nàng bao vây còn không có lấy về tới. Ninh Tịch Nguyệt cũng hỏi, ta còn cho ngươi gửi thịt cùng tin, còn có một viên nanh sói qua đi, quá mấy ngày cũng muốn đến ngươi bộ đội, trở về nhớ rõ lấy. Hảo! Ninh Tịch Nguyệt từ trong túi một lần nữa sờ soạn một cây nanh sói bùa hộ mệnh đưa cho nàng đại ca, ca, ngươi trước mang này một viên, tiểu hôi mang ta đi trên núi nhặt thật nhiều, ta thân thủ làm, muốn vẫn luôn bên người phóng, đừng gỡ xuống tới lại để sát vào thấp giọng nói là bảo bình an bùa hộ mệnh hảo ca vội xong rồi đỉnh đầu thượng sự lại đến xem ngươi ninh thanh trí liếc mắt một cái bên cạnh sơn cho ám chỉ hành chúng ta trong đội gần nhất có một cái xích cước đại phu cương vị ta muốn đi tranh thủ hy vọng chúng ta hai anh em tái kiến khi ta có thể trở thành quan vinh xích cước đại phu nhất định hành ninh thanh viễn lại đây xen mồm ninh thanh trí ta muội chính là nhất bổng cái dạng gì đều hảo không cần cho chính mình quá lớn áp lực, ca đi rồi. Ân. Ninh Tịch Nguyệt vẫy tay, đại gia tái kiến, quý đồng chí, các ngươi có cái gì yêu cầu có thể tùy thời tới tìm ta, có thể hỗ trợ ta nhất định giúp. Nàng là tưởng nhắc nhở một chút quý đồng chí đừng quên nàng cấp dược. "Hảo, cảm ơn ngươi, mượn ngươi lương thực liền này một hai ngày sẽ còn cho ngươi." Quý Diễn Minh thật sâu nhìn nàng một cái liền xoay người rời đi. Trên đường, tiễn đi Ninh Thanh Viễn sau, quý diễn minh thấy được ninh thanh trí cầm một cái nanh sói dây xích nhìn ngươi chừng nào thì nhiều cái thứ này ninh thanh trí huyễn mụi thuộc tính kích phát hứng thú bừng bừng cầm lấy nanh sói cho hắn xem ta muội mới vừa đưa cho ta đẹp đi nghe nàng nói trả lại cho ta gửi một cái đi bộ đội ta không bắt được hôm nay gặp được liền lại cho ta một cái chúc ta bình an quý diễn minh nghe đến đó ánh mắt ám ám có điểm chờ mong hồi bộ đội ninh thanh trí mổ căng thần kinh lại ẩn tàng rồi còn ở nơi đó thao thao bất tuyệt nói, càng vốn là không có chú ý tới bên người người đánh mưu ma trước quỷ. Bên kia, tắm rửa xong ra tới nên tịch nguyệt bị thanh niên trí thức trong viện khóc tiếng la hấp dẫn qua đi.